Chương 726 Tuy Dương Thành, chiến hỏa ngút trời, mặt đất hoang tàn. Đao quỷ bị đánh bật ra, nhìn vết thương trên người quái vật nhanh chóng khép lại, trầm giọng nói, tiếp tục chiến đấu như vậy, khí cơ của chúng ta sớm muộn cũng cạn kiệt. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản nó rời khỏi Tuy Dương Thành, gieo rắc tai họa cho Nam vực. Viêm Chu cũng nhíu mày, loại quái vật này trước đây chưa từng gặp qua, chẳng lẽ thật sự có thần thông bất tử bất diệt? Ban đầu mọi người còn tưởng rằng con quái vật này không thể bị giết chết. Chỉ là bởi vì giống như quỷ tướng của quỷ giới, sở hữu thần thông tương tự như Trích Tinh Điểm Mệnh, chỉ cần tiêu diệt nó nhiều lần là có thể xóa sổ nó. Thế nhưng Viêm Chu cùng mọi người hợp lực tiêu diệt quái vật hơn 10 lần, vẫn không thấy khí cơ của đối phương có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Ngược lại, bọn họ sau một thời gian dài chiến đấu cường độ cao, lại có vẻ chật vật. Lẽ thường mà nói, sau khi bước vào siêu thoát chi cảnh, khí cơ sẽ vô cùng vô tận. Nhưng tuy lĩnh vực của quái vật đã bị Thiên Giám Quốc Sư phá giải, nhưng năng lực kỳ dị xóa bỏ tu vi của nó vẫn đang âm thầm ảnh hưởng đến mọi người. Loại ảnh hưởng này cũng theo thời gian chiến đấu kéo dài mà càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Lê nhìn trận chiến trên không trung, nhíu mày, tình hình không ổn. Với tu vi của hắn và Tôn Kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra, thế công của Tư Mệnh và những người khác đang không ngừng suy yếu, nhưng thực lực của quái vật vẫn như cũ ở đỉnh phong. Lão Thành Hoàng thở dài, nếu thứ này dễ đối phó như vậy thì cũng không thể nào khiến quỷ giới và tiên giới đảo điên phải biết rằng, số lượng quái vật như vậy ở tiên giới đã sớm đạt đến con số kinh người. Cho dù một phần trong số đó đã bị phong ấn trong côn lôn sơn, do thiên đế để lại, tiên giới vẫn đang chìm trong thủy thâm hỏa nhiệt dưới sự tấn công của đại quân quái vật. Nếu không phải như vậy, ngài ấy cũng không thể nào nhận lệnh trong lúc nguy cấp, giáng lâm phàm gian, tìm kiếm cơ hội lấy được bỉ ngạn hoa. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là xem tiểu tử này có thể mang bỉ ngạn hoa trở về hay không. Lão Thành Hoàng liếc mắt nhìn Tần Phong vẫn đang hôn mê, lẩm bẩm. Lúc này, Tần Phong đang được Bạch Vô Song ôm trong lòng. Động tĩnh chiến đấu trong Tuy Dương thành quá lớn, mà Thẩm Lê và Tôn Kỳ vì bảo vệ hai ngọn đèn mạng trên vai Tần Phong, cần phải duy trì trận pháp, không thể tùy tiện di chuyển. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ thân thể Tần Phong liền rơi vào tay Bạch Vô Song, có thực lực mạnh nhất. Mà sau khi nghe Thẩm Lê và Tôn Kỳ giải thích, mọi người có mặt cũng hiểu ra, Tần Phong không chết, chỉ là thần hồn mượn trận pháp tiến vào U Minh Quỷ giới, đi tìm Bỉ Ngạn Hoa có thể giải quyết quái vật nhà an liếc nhìn tần phong đang hôn mê mím môi nói vô song cô nương hay là để ta ôm hắn đi thẩm lê và tôn kỳ nghe vậy lập tức nhìn sang với ánh mắt kỳ quái nhà an cảm nhận được ánh mắt mặt đỏ bừng vội vàng giải thích vô song cô nương phải bảo vệ chúng ta nếu ôm tần phong lỡ như gặp nguy hiểm làm sao rảnh tay ta ta chỉ là muốn tránh tình huống đó xảy ra thôi vẻ mặt e thệ này làm sao có thể qua mắt được thẩm lê và tôn kỳ hai người nhìn nhau hiểu ý liền rời mắt đi. Mà Triển Thanh Phong không biết thân phận thật sự của Nhã An, lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe nói công tử nhà giàu có sở thích khác người thường, chẳng lẽ vị An công tử này có ý đồ gì với Tần Huynh? Không được, Tần Huynh vì chúng ta mà đang hôn mê, ta nhất định phải bảo vệ trinh tiết cho Huynh ấy. Nghĩ đến đây, Triển Thanh Phong ho khan một tiếng, nói, ta thấy vô song cô nương ôm cũng tốt, nàng ấy là tam phẩm cảnh giới. Nếu thật sự có chuyện gì bất chắc, cũng có thể lập tức mang Tần Huynh di chuyển. Nhã An liếc mắt nhìn sang, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của Triển Thanh Phong trong lòng. Đúng lúc này, ngực Tần Phong lại sáng lên ánh sáng xanh lục, tia điện lóe lên. Mọi người thấy vậy, đều mở to mắt, lúc trước lấy tu di giới cũng là như vậy. Chẳng lẽ Tần huynh sắp tỉnh? Triển Thanh Phong kích động nói. Không không đúng. Lão Thành Hoàng nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lục, sau đó trợn to mắt, bởi vì trong ánh sáng đó, lại có một bông hoa màu đỏ sẫm kỳ dị được đưa ra hương thơm kỳ lạ khiến thần hồn mọi người có mặt đều run rẩy. Đây là... Bỉ ngạn hoa. Lão thành hoàng kinh hô. Thẩm lê và tôn kỳ thấy vậy, đều vui mừng, tiểu sư đệ quả nhiên chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Tôn kỳ không trần trừ, lập tức lấy ra một con rối giấy nhỏ từ trong ngực, sau đó kẹp giữa hai ngón tay lắc nhẹ. Ngọn lửa bùng lên từ hư không, thiêu đốt con rối giấy. Theo một làn khói trắng bốc lên, con rối giấy lại nghịch gió phồng lên, hóa thành hình người, Thiên Giám Quốc sư vốn nên ở trong Đăng Thiên lâu, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là thuật hóa chỉ thành nhân của nghề làm giấy, Thiên Giám Quốc sư không thể rời khỏi Phụng Thiên thành, liền mượn thuật này, dẫn một tia thần thức giáng lâm đến đây. Lão Thành, Hoàng nhìn Thiên Giám Quốc sư, vẻ mặt kinh ngạc, khí cơ trên người đối phương khiến ngài có cảm giác không thể nào hiểu nổi. Loại cảm giác này, cho dù là ở tiên giới, cũng không có bao nhiêu thần ma có thể khiến ngài cảm nhận được. Lão sư Thẩm Lê và Tôn Kỳ Kí cung kính nói. Ừm. Thiên giám quốc sư khẽ đáp, ánh mắt an ủi nhìn Tần Phong đang hôn mê, sau đó đưa tay phải ra, lấy bông bỉ ngạn hoa. Ông xoay người ngẩng đầu, nhìn con quái vật đang hoành hành trong tuy dương thành, vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù thiên giám quốc sư đã sống vô số năm tháng, biết rất nhiều bí mật không ai biết, nhưng đây là lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy kẻ chủ mưu khiến quỷ giới, và tiên giới đảo điên. Khí cơ toàn thân lưu chuyển, một đạo thanh khí tiến vào bỉ ngạn hoa trên cánh hoa hình sợi dài màu đỏ tươi lập tức tỏa ra hào quang chói mắt con quái vật vốn đang đại chiến với viêm chu và những người khác dường như cảm nhận được điều gì đó vô số khuôn mặt trên thân thể to lớn và cái đầu khổng lồ đang trôi nổi trên không trung đồng loạt nhìn sang trong vô số đồng tử phản chiếu hình ảnh của bỉ ngạn hoa tiếng gầm rú chói tai vang lên con quái vật khổng lồ lại vạn vẹo thân thể sưng húp lao về phía chân trời nhưng thiên giám quốc sư làm sao có thể để mặc cho loại quái vật này chạy trốn đi vung tay phải lên bị ngạn hoa trong tay hóa thành một đạo hồng quang xẹt qua bầu trời hung hăng đánh trúng con quái vật con quái vật vốn đang bỏ chạy đột nhiên bất động như thể bị đóng băng cánh hoa bị ngạn hoa theo gió bay là tả hóa thành cho bụi mà thân thể to lớn và cái đầu của con quái vật cũng giống như bị một lực lượng nào đó nghiền nát vỡ vụn từng chút một Cuối cùng, theo nơi bỉ ngạn hoa tiêu tán, một trận hồng quang lóe lên, tàn dư của con quái vật lại bị hồng quang cuốn đi, không biết đi về đâu. Cảnh tượng bất ngờ khiến Viêm Chu và những người khác sững sờ trên không trung, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên giám quốc sư tóc trắng áo trắng đứng đó. Mà con quái vật khiến người ta bó tay, cuối cùng cũng tan thành mây khói dưới uy lực của bỉ ngạn hoa. Lão thành hoàng lẩm bẩm, bỉ ngạn hoa thật sự có thể xóa sổ loại tồn tại này, tiên giới có lẽ có cứu rồi lúc này thiên giám quốc sư thản nhiên nói bỉ ngạn hoa nở một năm dụng một năm số lượng vốn đã hiếm hoi hơn nữa u minh quỷ giới năm đó xảy ra biến cố bỉ ngạn hoa còn sót lại ở hoàng tuyền làm sao có thể cứu vớt tiên giới khỏi nguy cơ lão thành hoàng nghe vậy sắc mặt trầm xuống ngài cũng phản ứng lại số lượng quái vật trong tiên giới không phải chỉ vài cây bỉ ngạn hoa là có thể giải quyết lão sư tại sao bỉ ngạn hoa đã được mang về mà tần phong vẫn chưa tỉnh lại Nhã An lo lắng hỏi. Nó còn có việc chưa hoàn thành, kiên nhẫn chờ đợi là được. Thiên giám quốc sư vốt dâu, ý vị thâm trưởng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thông qua năng lực của Bạch Tô, Tần Phong thành công đưa được bỉ ngạn hoa trở về nhân gian. Nhưng bản thân hắn cũng không chắc liệu bỉ ngạn hoa có thực sự có thể đối phó với con quái vật bất tử bất diệt kia hay không. Dưới sự dẫn đường của quỷ chủ, thân ảnh Tần Phong nhanh chóng lướt đi trên con đường cũ. Hoàng Tuyền vẫn đang cuồn cuộn chảy xiết, ngoảnh đầu nhìn lại, nơi bờ bên kia, những đóa bỉ ngạn hoa còn sót lại vẫn tỏa ra quầng sáng kỳ dị. Đám tử khí dày đặc cuồn cuộn trên mặt Hoàng Tuyền, tiếng khóc than ai oán của vong hồn vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Tần Phong nhớ đến lời địa tạng Bồ Tát từng nói, muốn siêu độ hết thảy vong hồn trong Hoàng Tuyền này, để chúng khôi phục lại sự trong sáng, nói dễ hơn làm. Khi Tần Phong đáp xuống bờ bên này, tất cả mọi người đều bị bỉ ngạn hoa trên tay hắn hấp dẫn. Còn tiểu lo ly, thì nhìn chăm chăm vào kim quang đang dần dần tiêu tán quanh người tần phong ánh mắt lộ vẻ trầm tư mạnh sương lướt mắt nhìn hiếu kỳ hỏi chỉ có một đóa loài hoa này cầm trong tay lạnh quá ta vốn định hái nhiều hơn một chút kết quả hái được hai đóa đã là cực hạn trong đó một đóa ta đã đưa về nhân gian rồi còn đóa này là ta đã đáp ứng với quỷ chủ đại nhân nói xong tần phong liền đưa bỉ ngạn hoa trên tay cho nàng mạnh sương theo bản năng đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng bàn tay nàng lại xuyên thẳng qua bông hoa, căn bản không thể chạm vào. Tần Phong thấy vậy cũng lập tức phản ứng lại, lúc trước thành hoàng đã từng nói, bị ngạn hoa chỉ có người sống mới có thể chạm vào, bây giờ xem ra, quả nhiên là như thế. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó liên hệ với Bạch Tô trong thần hải. Một lát sau, trên lòng bàn tay hắn liền hiện lên tia điện màu xanh biếc, bao bọc lấy bỉ ngạn hoa từng tầng từng lớp. Ngươi thử lại xem, xem có thể cầm được không? Mạnh Sương làm theo, sau đó kinh hỷ phát hiện bàn tay nàng sẽ không xuyên qua bỉ ngạn hoa nữa mà đã có thể nắm chắc nó trong tay chủ thượng mạnh sương quay đầu kích động nói tiểu lo ly chậm rãi bước tới nhận lấy bỉ ngạn hoa nàng ngừng đầu nhìn tần phong nghiêm túc nói ta nợ ngươi một ân tình nếu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra tần phong nghe vậy liền nhìn về phía lão cha không xa hổ phụ sinh hổ tử tần lão gia chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán được suy nghĩ của tần phong bé nói với vẻ mặt chê bai, đi đi đi, lão cha ngươi ở quỷ giới, dù sao cũng là nhân vật có máu mặt, không cần ngươi phải lo lắng. Tần Phong căn bản không để ý tới ông, hắn đã từng mất đi lão cha một lần rồi, làm sao có thể chấp nhận mất đi lần nữa. Mong quỷ chủ đại nhân chiếu cố phụ thân ta một chút, khi ông ấy gặp nguy hiểm, mong người có thể ra tay tương trợ. Tần Phong thành khẩn nói. Tiểu lo lý liếc mắt nhìn tần lão ra, khẽ gật đầu, có thể, dừng một chút nàng dường như nghĩ đến điều gì tay phải thỏ vào hư không lấy ra một chiếc lá đen như mực chất liệu giống như ngọc thạch vật này cho ngươi hả chẳng lẽ là vật bảo mệnh do đại lão ban tặng tần phong mừng rỡ cầm lấy nó trong tay hiếu kỳ hỏi đây là vật gì tuy ta không biết ngươi dùng cách nào để liên thông âm dương lưỡng giới nhưng ngươi có thể mang đồ vật từ nhân gian đến quỷ giới là sự thật trên vật này có thần tính của ta khi ngươi ở nhân gian muốn liên thông với quỷ giới chỉ cần nắm chặt vật này, thông đạo không gian sẽ xuất hiện gần ta. Thì ra là vậy. Tần Phong vừa vuốt ve chiếc lá vừa suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩn người hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Tiểu lo ly thản nhiên đáp, đúng vậy, số lượng cống phẩm lần này ngươi mang đến còn lâu mới đủ. Sau khi trở về nhân gian, nhớ kỹ phải đúng hạn đưa cống phẩm đến đây, nghe rõ chưa? Đúng hạn đưa đến. Nhưng vãn bối ở nhân gian còn rất nhiều việc phải xử lý, e rằng. Vãn bối đã rõ. Tần Phong lập tức đổi giọng. Ừm, tiểu lo ly hài lòng gật đầu, sau đó cất cây lưỡi hái do u minh quỷ khí ngưng tụ thành trở về. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, đám đại lão ở quỷ giới này đều là thổ phỉ sao, động một chút là sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Mạnh xương là vậy, quỷ chủ cũng vậy. Tần Phong rất muốn hét lên một câu uy vũ bất khuất, nhưng sau khi so sánh thực lực của hai bên, hắn đành ngậm ngùi giấu câu nói đó trong lòng. Ta còn có việc phải xử lý, xin phép đi trước. Trước khi đi nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dùng sinh hồn tiến vào quỷ giới thời gian tồn tại nhất định không thể quá lâu nếu không cho dù có trở về nhân gian nhục thể và thần hồn cũng không thể dung hợp lại với nhau nếu đã làm xong việc cần làm thì hãy sớm quay về đi nói xong quỷ chủ liền biến mất không thấy tăm hơi tần phong nghe vậy thì sững người tại chỗ bởi vì hắn căn bản không biết làm cách nào để quay về đúng lúc này trên bầu trời xám xịt một đạo bạch quang dọi xuống chiếu thẳng lên đỉnh đầu tần phong bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu hắn Tiểu sư đệ, sư phụ đã dùng bỉ ngạn hoa tiêu diệt thứ quái dị kia rồi. Bây giờ, chỉ cần ngươi dung nhập thần hồn vào trong bạch quang, là có thể trở về nhân gian." Là giọng nói của Bát Giới sư huynh. Tần Phong mừng rỡ, để tránh bạch quang biến mất, bị kẹt lại quỷ giới, hắn đương nhiên muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhưng lúc này, Mạnh Sương lại bước tới gần, chống cằm, giọng nói quyến rũ, "Tần Phong đệ đệ, tiên nhân túy lúc trước, ngươi còn nữa không?" Tần Phong thấy vậy, sắc mặt cứng đờ, không cần đoán cũng biết lão a di này nhất định là đã chìm đắm trong hương vị của mỹ tửu không thể tự thoát ra được thế nhưng hiện tại hắn đang tranh thủ từng giây từng phút nào còn rảnh rỗi lấy rượu cho nàng chứ ngay khi hắn định mở miệng từ chối lại nghe nàng nói tiếp lần này tỷ tỷ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi bằng lòng lấy một vật đổi một vật vừa nói mạnh sương vừa lấy ra một khối tinh thạch màu xanh đen u minh quỷ khí nồng đậm trên bề mặt nó gần như đã hóa thành thực chất ngư đầu mã diện ở phía xa nhìn thấy lập tức nuốt nước miếng là là minh tinh Minh tinh là cái gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Minh tinh chính là tinh hoa của U Minh quỷ khí ngưng tụ thành, giống như những tồn tại ở quỷ giới như chúng ta, muốn tăng nhanh tu vi, đều phải dựa vào vật này. Đệ đệ đừng xem thường thứ này nhỏ bé, minh tinh là vật cực kỳ hiếm có quý giá, cho dù là quỷ tướng nhìn thấy, cũng sẽ vì tranh giành nó mà đại đánh một trận. Mạnh Sương cười giải thích. Tần Phong đưa tay nhận lấy minh tinh, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn tay. Tuy thứ này đối với hắn và thần vũ võ phu vô dụng, nhưng đối với bách quỷ đạo giả mà nói, lại là bảo vật vô giá. Phải biết rằng, cho dù quỷ giới liệt khuyết mở ra, u minh quỷ khí tràn vào nhân gian, nhưng quỷ khí mà bách quỷ đạo giả có thể dùng để tu luyện vẫn vô cùng khan hiếm. Nhưng nếu hắn có thể mang minh tinh trở về, chẳng phải là có thể khiến thực lực của bách quỷ đạo giả được nhanh chóng tăng lên sao? Nghĩ đến đây, Tần Phong không do dự nữa, trực tiếp đồng ý cuộc trao đổi này, sau đó lấy thêm mấy vò rượu tiên nhân túy từ trong tu di giới ra, đặt trước mặt mạnh xương. Nàng ta thấy vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết, sau đó mở nắp vò rượu ra, uống một hơi, cạn sạch. Sinh lực theo rượu tràn vào cơ thể mạnh xương, nàng bỗng nhiên trợn tròn mắt, khí thế hùng hậu không thể khống chế, trong nháy mắt lan ra toàn thân. Thực lực của nàng vốn đã trì trệ nhiều năm, vậy mà lúc này lại tinh tiến thêm một phần. Sao có thể như vậy? Trong sơn động, Địa Tạng Bồ Tát vẫn luôn chú ý đến Tần Phong, khẽ mỉm cười nói, "Cô dương bất sinh, cô âm bất trường." tiểu thí chủ có lẽ sẽ mang đến cho quỷ giới những biến hóa không ngờ tới cũng nên. Ở một bên khác, thổ bá và ngư đầu mã diện nhìn thấy mạnh Sương sau khi uống rượu, thực lực đã được nâng cao, điều này sinh ý đồ khác. Hương rượu cùng với mùi hương của sinh lực vốn đã khiến chúng vô cùng khao khát, bây giờ thứ này còn có công dụng thần kỳ là nâng cao thực lực, tự nhiên càng khiến chúng muốn có được. Thổ bá dẫn đầu đi tới, đến trước mặt tần phong, nịnh nọt cười nói, không biết ta có thể dùng đồ vật khác để đổi lấy một ít thứ đó hay không? Còn ta nữa, ngư đầu mã diện vội vàng chạy tới tần phong thấy vậy lông mày khẽ nhướng lên hắn dường như đã nhìn thấy một con đường làm giàu lúc này giọng nói của nhị sư huynh lại vang lên lần nữa thúc giục tần phong nhanh chóng hành động tần phong hỏi ngược lại bát giới sư huynh tiếp dẫn chi quang này có thể duy trì bao lâu tôn kỳ ở hiện thế nghiêm túc nói với năng lực của ta và thẩm sư huynh nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong thời gian hai nén nhang ngươi hỏi cái này làm gì chẳng lẽ bị ngăn cản rồi sao cũng không có, chỉ là muốn làm phiền hai vị sư huynh vất vả thêm một chút, ta còn có chút việc cần xử lý. Chuyện gì? Tôn Kỳ hiếu kỳ hỏi. Làm chút buôn bán. Tôn Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu sư đệ bên kia tình hình thế nào? Trong thành tuy dương, thẩm lê hai tay chắp lại, duy trì trận pháp tiếp dẫn. Chỉ thấy trên trán hắn mồ hôi túa ra như mưa, rõ ràng là tiêu hao rất lớn. Hắn tạm thời không trở về. Tôn Kỳ thành thật nói. Những người khác nghe vậy, đều hướng ánh mắt về phía hắn đặc biệt là nhà an lo lắng không thôi chẳng lẽ hắn ở u minh quỷ giới gặp phải nguy hiểm cho nên không thể trở về bạch vô song khẽ nhíu mày chẳng lẽ không có cách nào cưỡng ép triệu hồi hồn phách của hắn sao lão thiên giám quốc sư đi nơi nào rồi người nhất định có biện pháp nhà an quan tâm tắc loạn suýt nữa thì để lộ thân phận của mình nàng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng bạch y bạch phát kia nhưng thiên giám quốc sư sau khi dùng bỉ ngạn hoa giải quyết xong quái vật liền cùng với thành hoàng ra rời đi hiện tại căn bản không biết ở nơi nào mọi người đừng căng thẳng tiểu sư đệ không phải là gặp nguy hiểm là hắn tự mình muốn ở quỷ giới lưu lại một khoảng thời gian để xử lý một số việc tôn kỳ lên tiếng giải thích thẩm lê khẽ nói hồn phách rời khỏi nhục thân càng lâu càng dễ xuất hiện nguy hiểm còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng mọi người đều lộ vẻ hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của tôn kỳ cái này Người sau do dự một lát, thần sắc kỳ quái nói, tiểu sư đệ nói muốn làm một vụ mua bán. Mọi người đều ngẩn người. Năm khối minh thạch lần một, năm khối minh thạch lần hai, còn ai muốn trả giá nữa không? Trên tảng đá khổng lồ, tần phong dừng một chút, cây búa đá trong tay lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không rơi xuống. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, kẻ ra giá năm khối minh thạch kia tim đã muốn nhảy lên tận cổ họng, chỉ sợ có người tiếp tục tăng giá. Phải biết rằng, đây đã là toàn bộ gia sản của nó, những quỷ vật khác nhìn nhau, sau đó nhìn về phía bát tiên nhân túy nhỏ được đặt trên tảng đá khổng lồ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ bỏ tranh giành. Năm khối minh thạch lần ba, thành giao. Tần phong lớn tiếng hô, ngư đầu mừng rỡ, chạy như bay đến trước tảng đá khổng lồ, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Dưới ánh mắt ghen tị của đám quỷ vật, ngư đầu uống cạn rượu trong bát, sau đó toàn thân run lên. Cùng với sinh lực lưu chuyển trong cơ thể, bình cảnh ngũ chuyển kiếp lực của nó rốt cuộc cũng được đột phá vào khoảnh khắc này thành công bước vào cảnh giới lục chuyển kiếp lực. Ta đột phá rồi, ta đột phá rồi. Ngư đầu kích động kêu lên. Mã diện ở cách đó không xa thấy vậy, vừa hâm mộ vừa hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, ngày thường nên tích cóp thêm một chút gia sản mới phải. Những quỷ vật khác cũng vô cùng ghen tị, đều lên tiếng hỏi, thiếu chủ, còn có thứ gì khác có thể trao đổi không? Hôm nay đến vội vàng, chưa mang đủ tài vật, không bằng đợi chúng ta quay về lấy thêm. Đúng vậy, đúng vậy. Tin tức tần phong là, con trai của Nam Cương quỷ đế đã được lan truyền khắp quỷ giới Nam Cương. Những quỷ binh vong linh Nam Cương này, gọi hắn một tiếng thiếu chủ, cũng không có gì là không ổn. Tần Phong lắc đầu, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, nếu có nhu cầu, lần sau nhớ đến sớm. Lời này vừa nói ra, tiếng than thở vang lên. Tần Phong tự nhiên cũng muốn đổi thêm một ít bảo bối, nhưng thời gian có hạn. Dùng thần thức quét qua tu di giới, lần bán đấu giá này có thể nói là kiếm được bộn tiền. Một số món ăn ngon bình thường ở nhân gian, đến quỷ giới lại trở thành bảo vật vô thượng mà mọi người tranh nhau cướp đoạt. Những quỷ binh vong linh giàu có sẽ dùng bảo khí hoặc là bộ phận trên người quỷ vật cường đại để trao đổi. Đương nhiên đa số mọi người vẫn là lựa chọn dùng minh thạch để trao đổi. Minh thạch này cùng minh tinh cũng gần giống nhau, đều là vật chất ngưng tụ từ u minh quỷ khí, dùng để phụ trợ tu luyện có thể đạt được hiệu quả tăng lên gấp bội. Chỉ là so với minh tinh, công hiệu của minh thạch kém hơn rất nhiều. Bất quá đối với quỷ binh vong linh ở quỷ giới mà nói, đây đã là thứ có giá trị nhất mà bọn chúng có thể lấy ra. Đúng lúc Tần Phong đang kiểm kê thu hoạch, Tần Lão ra đi tới nói, thời gian sắp hết rồi, mau chóng trở về, đừng để ảnh hưởng đến việc dung hợp hồn phách và nhục thân. Vâng. Tần Phong gật đầu, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, cha có thủ đoạn thu nạp gì không? Có thì có, con hỏi cái này làm gì? Tần Phong nghe vậy, nhân lúc người khác không chú ý, đem rượu ngon món ngon còn dư lại trong tu di giới, toàn bộ lấy ra. Tần lão ra thấy vậy, hiểu ý, vung tay phải lên, u minh quỷ khí trong nháy mắt cuồn cuộn cuốn lấy tất cả mọi thứ. Tuy không biết tại sao, nhưng những thứ này đối với quỷ giới mà nói, dường như có công hiệu thần kỳ trong việc tăng cường thực lực. Lão cha đã bước vào siêu thoát chi cảnh, nhưng trong siêu thoát chi cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, những thứ vừa rồi, vừa vặn có thể giúp cha tiến thêm một bước. Còn nữa, khi ở nhân gian, cha không coi trọng quan hệ nhân mạch, nhưng có đôi khi, mở rộng nhân mạch lại là vô cùng quan trọng. Nếu có cơ hội, những rượu ngon món ngon kia cha cũng có thể lấy ra một ít, đến chỗ những quỷ đế hoặc là nhân vật lớn khác đi lại, quen biết thêm một số người cũng không có hại gì. Tần lão ra lộ vẻ mặt kỳ quái, lời này nghe sao cứ như không phân biệt được ai là cha, ai là con vậy. Nhưng hắn cũng hiểu, đây đều là bởi vì Phong Nhi lo lắng cho hắn, cho nên mới nói nhiều như vậy, liền đáp, ta biết rồi, sau khi trở về, sẽ nói với nhị nương con một tiếng, đừng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa. Tốt. Tần Phong nhìn lão cha có chút lưu luyến, sau đó tung người nhảy lên, chui vào trong bạch quan trên đỉnh đầu, hướng về phía bầu trời xám xịt trôi đi. Lúc này, tần lão ra hình như nhớ ra điều gì, cao giọng hô, đúng rồi, Phong Nhi, số tiền riêng cha nói với con trước kia, con đã tìm thấy chưa? Yên tâm đi cha, con đã cất rồi. Vậy thì tốt, ba vạn lượng bạc trong đó, ta tích cóp rất lâu đấy, Tần Phong nghe vậy sắc mặt cứng đờ, 30 lượng bạc nói thành 3 vạn lượng, rất giống lão cha. Cùng với một trận bạch quang chói lọi, thân ảnh Tần Phong cuối cùng cũng biến mất trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong sơn động, địa tạng Bồ Tát thu hồi thần thức, dị thú bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lỗ tai động đậy. Kim Bát có động tĩnh. Địa tạng nhíu mày, ngón tay khẽ điểm, kim quang bắn về phía hư không trước mặt, một bức tranh hiện ra. Giữa những dãy núi trùng điệp được tạo thành từ đá đen và xương trắng, hắc viêm hừng hực thiêu đốt bên trong một thung lũng được bao phủ bởi kim quang, tiếng khóc than, kêu gào, tiếng kêu thét chói tai vang lên không dứt. Nhìn gần lại, không khỏi khiến người ta tê dại ra đầu, sởn gai ốc. Vô số quái vật chen chúc cùng một chỗ, hình dạng dữ tợn, hình thái khác nhau, giống như là thịt nát trồng chất, lại giống như là thi hài va chạm. Thịt nát nhúc nhích, xương cánh tay múa loạn, máu tươi giống như độc xà uốn lượn giữa đám quái vật. Mỗi khi có quái vật muốn xông ra khỏi thung lũng, sẽ chạm vào kim quang kia, chữ vạn hiện lên, thân thể những quái vật kia sẽ bị tan chảy phát ra một trận khói trắng, sau đó kêu gào rụt thân thể lại. Đây chính là chấn ma kim bát của địa tạng Bồ Tát, hỗn nguyên bảo khí vô thượng. U minh quỷ giới bị tàn phá, quái vật bất tử bất diệt, tự nhiên chỉ có thể phong ấn. Mà nguyên nhân những quái vật này có dị động vào lúc này, chỉ vì trên bầu trời, quỷ chủ hiện thân. Nàng cầm bị ngạn hoa có được từ chỗ tần phong, ném về phía thung lũng. Đám quái vật thấy vậy, đều tránh né như tránh tà. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi dường như đã kích thích sự hung dữ của những sinh vật kỳ dị này, chúng không ngừng nhúc nhích, sau đó hợp nhất lại một chỗ. Một cánh tay xương khổng lồ thỏ ra từ đống thịt nát, va chạm với bỉ ngạn hoa kia. Cánh tay xương khổng lồ biến mất, bỉ ngạn hoa cũng theo đó tan thành mây khói. Quỷ chủ thấy vậy, nhíu mày. Địa tạng Bồ Tát cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Muốn dựa vào số lượng ít ỏi bỉ ngạn hoa, tiêu diệt hết đám quái vật này, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Giữa khu phế tích tuy dương thành, một khoảng đất trống sạch sẽ hiện ra vô cùng nổi bật, triển thanh phong cùng những người khác đang ở đó. Hồn phách của tần phong bước vào quỷ giới dưới sự dẫn dắt của trận pháp chiêu hồn, đã trở về nhân gian. Tuy nhiên, do rời đi thời gian khá lâu, thần hồn và nhục thân dung hợp vẫn, cần thêm một chút thời gian, cho nên lúc này hắn chỉ có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh, lại không thể hoạt động thân thể, mở mắt ra. Triển thanh phong lo lắng nói, tần huynh vẫn chưa lên sao. Nhà An lo lắng nói, đã qua lâu như vậy rồi hắn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ thẩm lê gia nan nói người mau liên lạc với tiểu sư đệ một chút ta sắp không kiên trì nổi nữa nam nhân nhất định phải bền bỉ đại sư huynh ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa a à. tần phong thầm oán thán trong lòng thế nhưng tần phong lại không biết trận pháp chiêu hồn là một loại trận pháp cực kỳ phức tạp đối với tiêu hao của thần hồn và khí cơ rất lớn hơn nữa một khi triển khai liền không thể tùy ý dừng lại cả trước lẫn sau cộng lại đã gần hai nén nhang cũng gần đến cực hạn của thẩm lê và tôn kỳ tôn kỳ thờ hồn hển nói tiểu sư đệ đã tiến vào trận pháp chiêu hồn chỉ là vì sao chậm chạp không tỉnh ta lại không có đầu mối vốn dĩ trên đời này chưa từng có tiền lệ để hồn phách sống bước vào quỷ giới có lẽ là kế hoạch của sư tôn có sai sót chỗ nào đó xảy ra sai lầm cũng không nhất định tần phong nghe vậy không khỏi trầm tư suy nghĩ nghe bát giới sư huynh nói như vậy chẳng lẽ sư tôn sớm đã tính toán đến biến cố có thể xảy ra khi ta đến tuy dương thành vậy rốt cuộc ta là bị kẻ địch tính kế hay là bị sư tôn tính kế sao ta lại cảm thấy mình giống như một quân cờ bị người ta bày bố qua lại không đúng có lẽ cá thịt trên thớt càng phù hợp với thân phận của ta hơn bất quá dù là cá thịt ta cũng phải làm cá kiếm đây là sự kiên cường cuối cùng của ta ờ thân thể hình như đã khôi phục tri giác chỉ là vẫn chưa thể tùy ý khống chế phía sau đầu rốt cuộc là thứ gì mềm mềm còn rất thoải mái sau khi xúc giác khôi phục cứu giác cũng rất nhanh trở lại bình thường trong chóp mũi tần phong là hương thơm thanh khiết của nữ tử mùi hương này hắn rất quen thuộc là trên người của bạch vô song hồi tưởng lại dáng người thướt tha của đối phương tần phong mơ hồ đoán được thứ mà đầu mình đang gối lên ục đó là tiếng bụng đói của bạch vô song trước đó trải qua đại chiến lại thêm bảo vệ nhục thân của tần phong không nhúc nhích hồi lâu nàng sớm đã đói không chịu nổi nhã an thấy vậy làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy lập tức lấy ra rất nhiều bánh ngọt từ trong túi chữ vật vô song cô nương ta thấy ngươi cũng mệt rồi không bằng để ta thay ngươi sang một bên ăn chút gì đi bạch vô song nhìn thấy những món bánh ngọt tinh xảo lập tức hai mắt sáng lên được a à, được a à. triển thanh phong nghe vậy chỉ cảm thấy trinh tiết của tần huynh nguy hiểm vừa định lên tiếng ngăn cản lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nhà a lướt tới hắn nuốt nước miếng một cái im lặng quay đầu đi tần phong chỉ cảm thấy thân thể hơi lắc lư một mùi hương hoàn toàn khác biệt truyền vào cánh mũi. Mùi hương vẫn khiến người ta thư thái tâm hồn, chỉ là chiếc gối mềm mại ban đầu, trong nháy mắt trở nên cũng cấn. Nếu phải hình dung, thì chính là trên khối bột mì hơi nhô lên, đặt một quả cherry. Tần Phong không khỏi thương hại nghĩ, tên này nếu sau này có con, vậy đứa nhỏ lúc còn bé phải sống khổ sở biết bao a. À. Ngay lúc này, Thiên Giám Quốc Sư quay trở lại, chỉ là thành hoàng gia gia đã không thấy bóng dáng. Ông liếc mắt nhìn Nhã An và Tần Phong, lông mày hơi nhướng lên. Nhã An chuột dạ nói, chỉ là thấy vô song cô nương mệt mỏi, cho nên thay nàng một lúc. Thẩm Lê không hiểu phong tình nói, kỳ thật để hắn trên mặt đất cũng như nhau. Vậy vậy sao được, trên mặt đất khó chịu lắm. Dựa vào người ngươi và để trên mặt đất cũng không khác biệt lắm đâu. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Tôn Kỳ thấy sư tôn đến, liền đem chuyện Tần Phong vẫn chưa tỉnh lại nói ra. Thiên giám quốc sư thản nhiên nói, không sao, chẳng qua là thần hồn và nhục thân chưa hoàn toàn dung hợp mà thôi." Vừa dứt lời, Thiên Giám Quốc sư đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Hồn hề, trở về." Âm thanh mang theo lực lượng kỳ lạ, trực tiếp xuyên qua não hải của Tần Phong. Khoảnh khắc này, thần hồn và nhục thân của hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp làm một, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hiện ra trước mắt là một khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp long lanh, xung quanh hốc mắt hơi đỏ ửng. Nhã An vừa mừng vừa sợ, người rốt cuộc cũng tỉnh. Ừm. Tần Phong lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy còn hơi choáng váng, có lẽ là di chứng của việc thần hồn rời khỏi nhục thân quá lâu. Nhã An liếc nhìn vị trí của hai người lúc này, hai má bỗng chốc đỏ ửng, vội vàng lui ra. Tuy là nàng chủ động yêu cầu thay thế vô song, nhưng người tỉnh táo và người hôn mê là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nghĩ nàng từ nhỏ đến lớn, khi nào lại gần gũi với nam tử nào như vậy? bất quá hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi lại khiến nàng tim đập thình thịch lén lút đánh giá tần phong người sau lại không hề để ý trong lòng thất vọng nhà an lại có chút tiếc nuối rõ ràng mới ôm chưa được bao lâu nếu sư tôn quay lại muộn một chút thì tốt rồi nghĩ đến đây nàng liền oán hận nhìn về phía xa xa nơi có thiên giám quốc sư tóc trắng áo trắng chỉ nghe thấy một tiếng ầm thân ảnh của thiên giám quốc sư liền biến mất không dấu vết tại chỗ chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ bay phất phơ rơi xuống tai họa của tuy dương thành rốt cuộc cũng qua đi tuy thành trì đã đổ nát không chịu nổi nhưng phần lớn bá tánh dưới sự che chở của thiên pháp xương lý khán hoa đều bình an vô sự mà chỉ cần người còn việc xây dựng lại tuy dương thành cũng chỉ là vấn đề thời gian trảm yêu nhân của trảm yêu ti địa phương sau khi trải qua tai biến đã toàn quân bị diệt việc này cũng khiến tư mệnh viêm chu cùng những người khác hết sức coi trọng bên trong chảm yêu ti chống trải của tuy dương thành trong đại sảnh rộng lớn mọi người tập trung đông đủ tần phong cùng những người khác tự nhiên cũng có mặt sau khi nghe tần phong thuật lại ngọn nguồn câu chuyện viêm chu cùng những người khác đều biến sắc thông qua hương hỏa nguyện lực giáng lâm nhân gian còn có thủ đoạn quỷ dị có thể nhanh chóng tăng cường thực lực trong thời gian ngắn đặc biệt là con quái vật khủng bố đêm qua khiến trong lòng mỗi người đều bị bóng ma bao phủ nếu thật như người nói vậy tất cả miếu thờ mới xuất hiện trong nam vực đều phải đặc biệt coi trọng dù sao cũng không ai biết chuyện như tuy dương thành có xảy ra lần nữa hay không thương tiên tư mã không trầm giọng nói mọi người nghe vậy đều trầm mặc đạo lý này ai cũng hiểu nhưng muốn thực hiện nói dễ hơn làm đao cùng trấn thiên nhất càng trực tiếp nói ra điều mình lo lắng nam vực địa vực rộng lớn ngoài thành trấn ra còn có rất nhiều hoang dã thôn xóm những nơi trước thì còn đỡ cơ bản đều có chảm yêu ti trấn giữ thế nhưng những nơi sau ai có thể chăm lo chu toàn phải biết, cho dù chảm yêu ti các vực sẽ phái tuần thú sứ tuần tra khắp nơi, nhưng mỗi năm số lượng thôn xóm bị yêu quỷ san bằng trong một đêm, vẫn nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Muốn trong hoàn cảnh như vậy, không để thần ma tiên giới có cơ hội lợi dụng, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, Tần Phong bỗng nhiên lên tiếng, ta ngược lại có một ý tưởng, có lẽ có thể thu hẹp phạm vi cảnh giới. Mọi người nhao nhao nhìn sang. Theo ta được biết trước đây, thần ma tiên giới nếu muốn thông qua hương hỏa nguyện lực của nhân gian, Ngưng tụ tạo hóa thân giáng lâm, đối với số lượng nguyện lực nhất định có yêu cầu. Mà những thôn xóm hoang dã kia dân cư thừa thớt, hiển nhiên không thể làm được điều này. Cho nên những thần ma kia nếu muốn mê hoặc lòng người, thu thập hương hỏa nguyện lực, nhất định phải lựa chọn những thành chỉ có dân cư tập trung đông đúc. Viêm chu nghe vậy tán thành gật đầu, nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể nào chu toàn mọi mặt. Giống như tuy dương thành, cho dù có chảm yêu ti chấn giữ, cũng sẽ bị thần ma kia mê hoặc đánh mất bản tâm tần phong trầm ngâm một lát lại lên tiếng nếu ta đoán không lầm nơi thần ma tiên giới có thể giáng thế nhất định sẽ không cách tiên giới liệt phùng quá xa nếu có thể lấy tiên giới liệt phùng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán sau đó tăng cường phòng ngự và cảnh giới cho những thành trấn trong vòng nghìn dặm hẳn là có thể tránh được tối đa tai họa tương tự như tuy dương thành xảy ra lần nữa truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chẳng yêu ti nghe vậy suy tư một hồi, cũng cảm thấy lời này có lý. Là tư mệnh của Viêm Chu càng xem ý nghĩ của Tần Phong như mệnh lệnh ban bố xuống, để Nam vực chẳng yêu ti cảnh giới tiên giới liệt phùng bốn phía thành trì. Chờ đến khi việc này thương nghị gần xong, Viêm Chu cười nói, lần này tuy Dương Thành tai họa có thể thuận lợi giải quyết, vẫn là nhờ ngươi từ quỷ giới mang về bị ngạn hoa, mới có thể đem quỷ vật kia triệt để tiêu diệt. Nói đến ta ngược lại hiếu kỳ, u minh quỷ giới kia rốt cuộc là dạng gì? Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đều nhìn sang. Người mà hỏi cái này, ta có thể nói hăng say rồi đấy. Tần Phong ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó thêm mắm dặm muối kể lại một phen về chuyến đi quỷ giới. Trong câu chuyện, hắn phẳng phất như một vị chiến thần, thần cản giết thần, vật cản giết Phật. Đối mặt với hiểm nguy của quỷ giới cùng vong linh quỷ tướng, hắn dựa vào thực lực bản thân cùng trí thông minh hơn người, giải quyết hết nguy cơ này đến nguy cơ khác. Đương nhiên, sự tồn tại của lão cha hắn khẳng định có nhắc tới, còn về quỷ giới những lão đại khác, tự nhiên là một câu mang qua. Dù sao cũng không thể để những nhân vật ngư bức kia che lấp đi hào quang của hắn. U minh quỷ giới thật sự nguy hiểm và đáng sợ như vậy sao? Cho dù ta có tài hoa hơn người, ngôn ngữ có thể biểu đạt cũng không bằng một phần mười sự thật. Tần Phong cố ý trầm giọng nói. Không ngờ Tần Huynh lấy được bỉ ngạn hoa lại gian khổ như vậy. Sao chỉ là gian khổ, quả, thực là cử tử nhất sinh, nếu không phải ta nghĩ đến bá tánh tuy dương thành cùng chư vị còn cần ta, chắc chắn là không kiên trì nổi. Tần Phong thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn tư mệnh đại nhân. Triển Thanh Phong nghe vậy, không khỏi bị đại nghĩa của Tần Phong cảm động, đều phát ra tiếng thán phục. Nhà An lộ ra thần sắc lo lắng và sợ hãi, mặc dù chuyện đã qua, nàng vẫn có thể nghe ra quỷ giới một chuyến nguy hiểm đến nhường nào. May mắn là Tần Phong bình an trở về. Bạch vô song thì ở một góc ăn bánh ngọt, nghe được tiếng mọi người tán thưởng, nàng nghi hoặc ngừng đầu, ra vẻ kinh ngạc mấy tiếng, liền lại cúi đầu chuyên tâm tiêu diệt thức ăn. Viêm Chu cùng những người khác thì nhìn nhau, tâm chiếu bất tuyên. Chuyến đi quỷ giới chắc chắn nguy hiểm, nỗ lực của Tần Phong cũng là có mắt đều thấy, nhưng trải nghiệm chân thật, khẳng định cùng với một phen nói kia có chút khác biệt. Chưa nói đến, riêng siêu thoát chi cảnh tồn tại, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Chỉ là những người có mặt đều là người từng trải, ai mà không từng ngông cuồng thời trẻ. Cũng không ai đưa ra nghi vấn, vạch trần tâm tư của Tần Phong mà Viêm Chu biết được người bạn năm xưa ở quỷ giới lại sống bằng một cách khác, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Chờ đến khi cùng Phụng Thiên Thành đồng liêu đến đây thổi phòng gần xong, Tần Phong ho khan một tiếng nói đến chuyện chính, tư mệnh đại nhân, vãn bối vì nam vực, vì tuy Dương Thành trải qua nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, vì muốn có được bỉ ngạn hoa, vãn bối gần như đem toàn bộ gia sản của mình đều bỏ ra, không biết nam vực chẳng yêu ti bên này, có thể cho báo tiêu một chút hay không? Dạo oai trước mặt mọi người chỉ là một mặt, tất cả đều là vì lúc này một vực chẳng yêu ti tuy không thể nói là giàu có nhưng đồ tốt khẳng định không ít như là những thứ như tàn hài yêu quỷ có chuyển kiếp lực cao còn có những món bảo khí vô thượng uy lực cường đại thứ nhất có thể dùng để bố trí trận pháp hoặc là ủy thác thần công phòng người ta rèn thành bảo khí thứ hai có thể trực tiếp tăng lên thực lực gia tăng thủ đoạn bảo mệnh cho mình những thứ này đối với tần phong mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt viêm chu gật đầu nói chuyện này tự nhiên là được người muốn gì cứ việc nói với ta kỳ thật vãn bối muốn cũng không nhiều, nếu như có thể cho ta một kiện bộ phận siêu thoát chi cảnh để lại, hoặc là một kiện hỗn nguyên bảo khí, vậy là đủ rồi. Lời này vừa nói ra, thương tiên tư mã không đang uống trà thiếu chút nữa bị nước trà sặc. Đao cùng chấn thiên nhất nhíu mày, những thứ này ngay cả tư mệnh đại nhân cũng không có, ngươi còn muốn. Tuy rằng nửa năm trước sau biến cố, đại càn tứ vực các nơi đều có lời đồn về siêu thoát chi cảnh xuất hiện, hơn nữa viêm chu cũng dựa vào thiên địa xuất hiện thượng cổ thần tức, bước vào siêu thoát chi cảnh, nhưng siêu thoát chi cảnh há lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Giống như triều trạch chi chủ từng ra tay trong trận chiến chấn linh quan, thái độ của đại càn hoàng thất cùng chảm yêu ti vẫn luôn là, có thể kết giao thì không nên kết oán. Cũng chính bởi vì vậy, di vật của siêu thoát chi cảnh, xưa nay đều là vô giá chi bảo cực kỳ chân quý. Dù sao có tàn hài của bọn họ, là có thể rèn ra bảo khí không thua kém gì hỗn nguyên bảo khí, ai mà không muốn. Còn về hỗn nguyên bảo khí, đó đều là đồ vật thượng cổ để lại, mỗi một kiện đều có năng lực thần dị. Hiện tại hỗn nguyên bảo khí được người ta biết đến, thậm chí không vượt quá 10 ngón tay. Huống chi nam vực chẳng yêu ti không có, cho dù có, bọn họ cũng không có khả năng lấy ra. Viêm chu cười nhẹ nói, những thứ này, nam vực chẳng yêu ti xác thực không có, bất quá cống hiến cùng hy sinh của ngươi nhất định phải nhận được phần thưởng tương ứng. Ta ngược lại có một thứ, tuy rằng không thể so sánh với hai thứ ngươi vừa nói, nhưng cũng không kém là bao, Tần phong nghe vậy, trên mặt vui mừng. Tiếp đó chỉ thấy viêm chu từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, đặt ở trước mặt hắn. Tần phong nhìn kỹ, sững sờ tại chỗ, cái này. Những người khác hiếu kỳ, cũng đều thò đầu nhìn tới. Triển thanh phong kinh hô, chảm yêu ti tam thập lục tinh lệnh. Không sai, chính là tam thập lục tinh lệnh. Viêm chu sắc mặt nghiêm nghị, nhìn tần phong nghiêm túc nói, người vốn là một thành viên của nam vực chảm yêu ti, lại vì đại can nhiều lần lập công, cứ vớt bá tánh khỏi thủy hỏa bất kể là thực lực hay là công tích đều có tư cách trở thành tam thập lục tinh mới mà danh hiệu tam thập lục tinh vừa là một loại vinh dự cũng là một loại trách nhiệm ta sẽ không cưỡng cầu ngươi gánh vác cho nên lúc này hỏi ngươi tần phong ngươi có nguyện ý tiếp nhận lệnh bài này hay không ta tần phong há miệng không lập tức trả lời đại càn thập nhị thần tướng cùng tam thập lục tinh đối với thế nhân mà nói chính là tồn tại hiển hách như sấm bên tai cho dù trong sử sách những người này cũng sẽ lưu lại một nét bút đậm nhưng thu hoạch vinh dự đồng thời, nhất định cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Chính như câu muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó, chính là như thế. Tần Phong không phải là lo lắng gánh vác trách nhiệm này, hắn đi một đường, chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Quân sĩ cùng chảm yêu nhân dùng máu thịt bảo vệ lãnh thổ nhân tộc, mà ghi nhớ lời dạy bảo của lão cha, hắn tự nhiên cũng muốn vì thiên hạ này ra một phần lực. Nếu không, hắn cũng không có khả năng trong nhiều lần quỷ hoạn cùng thiên tai, đứng dậy. Hắn muốn bảo vệ mảnh thiên địa mà người hắn yêu thương đang sống. Chỉ là... Tần Phong thành thật nói, vãn bối hiện tại đã định cư ở Phụng Thiên Thành. Lão cha bởi vì trận chiến chấn linh quan mà rời khỏi nhân thế. Hiện tại ta chính là trụ cột trong nhà. Nếu tiếp nhận tam thập lục tinh lệnh này, cần ta rời khỏi Phụng Thiên Thành, vậy xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Viêm Chu khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ suy tư. Ngay lúc này, nhà An như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp sáng lên, lên tiếng nói, nếu tư mệnh đại nhân có thể để tần phong ở lại phụng thiên thành thân phận tam thập lục tinh này ngược lại cũng có thể tiếp nhận tần phong nghe vậy nhìn sang lộ ra thần sắc khó hiểu rõ ràng là chuyện của hắn nhà đầu này xen vào làm gì hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng sao lại giống như hy vọng mình trở thành tam thập lục tinh vậy chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì nhà an đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình lễ nghi cổ đại coi trọng môn đang hộ đối tuy rằng tần phong hiện nay ở phụng thiên thành như mặt trời ban trưa danh tiếng vang xa, nhưng nói thật, đó đều là hư danh, không có tác dụng thực tế gì. Mà tần lão gia sau khi chết được Minh Hoàng truy phong là nhất đảng chấn quốc tướng quân, tước vị này quả thực có thể truyền đời, nhưng theo luật đại càn quy định, con cháu phải thay ông giữ đạo hiếu ba năm, sau đó mới có thể được phong tước vị. Nói cách khác, tần phong muốn trở thành nhị đảng chấn quốc tướng quân, ít nhất còn phải đợi hai năm rưỡi nữa. Mà một thường dân muốn cưới công chúa, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, đây chính là điểm nhà an lo lắng nhưng nếu trở thành chảm yêu ti tam thập lục tinh, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tam thập lục tinh là bộ mặt của đại càn, vừa là biểu tượng cho thân phận và thực lực, vừa là một chức quan. Chỉ cần trở thành tam thập lục tinh, liền tương đương với võ quan tứ phẩm, nếu có thể trở thành tư chính của thiên thành, thậm chí có thể sánh ngang với võ quan tam phẩm. Nếu Tần Phong có thân phận như vậy, vạn nhất sau này quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc, nàng lại thành công thuyết phục Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, liền không cần lo lắng vấn đề lễ nghi, có thể trực tiếp tiến tới hôn nhân. Là công chúa của một nước, từ nhỏ đã giúp phụ hoàng quản lý thiên bảo các, nhà An luôn thích suy nghĩ trước sau, làm việc chu toàn. Cho nên khi nàng nhìn thấy tam thập lục tinh lệnh, mới nảy ra ý tưởng này, hết lòng vì chuyện này, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Tần Phong. Nhã An thản nhiên giải thích, vinh dự này là ngươi đáng được, hơn nữa Phụng Thiên Thành cũng có tam thập lục tinh tọa chấn, ta cảm thấy chuyện này không có gì không ổn. Viêm Chu nhìn về phía Nhã An, nhẹ giọng nói, chuyện này quả thực không có gì không ổn, Tam thập lục tinh lệnh vốn là phần thưởng và sự công nhận dành cho ngươi. Chỉ là, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bất luận ngươi ở nơi nào, thân phận này bản thân nó đã là một loại trách nhiệm. Bây giờ, ta hỏi ngươi lần nữa Tần Phong, ngươi có nguyện ý trở thành Tam thập lục tinh hay không? Nói đến cuối cùng, thần sắc Viêm Chu trở nên vô cùng nghiêm túc. Vị trí Tam thập lục tinh cố định là 36 người, nếu đột nhiên có vị trí trống, không ngoài hai khả năng một là có người được thăng cấp trở thành một trong thập nhị thần tướng hai là có người trong lúc bảo vệ nhân tộc không may hy sinh mà tình huống thông thường đa phần là vì lý do thứ hai cổ nhân có câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mỗi một vị thập nhị thần tướng và tam thập lục tinh đều là liếm máu trên lưỡi dao cùng nhảy múa với tử thần danh hiệu này thoạt nhìn đơn giản nhưng thứ mà nó gánh vác e rằng còn cao hơn trời nặng hơn núi bởi vậy viêm trù mới có thần sắc như thế không chỉ có hắn, ngay cả thương tiên, đao cuồng, còn có đao quỷ từng đảm nhiệm chức vụ chảm yêu nhân ở bắc vực, đều là thần sắc nghiêm nghị. Trong bầu không khí như vậy, mọi người xung quanh đều nín thở, yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tần Phong. Bạch vô song ở góc phòng cũng chậm lại tốc độ ăn bánh ngọt, từng miếng từng miếng nhai, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Bầu không khí đã được đẩy lên cao trào như vậy, nếu ta không nhận thì có chút không ổn. Tần Phong nghiêm túc đáp, ta nguyện ý. Sau khi trả lời xong, hắn bỗng sững người, sao lại có cảm giác như đang nhận lời cầu hôn vậy? Viêm Chu cười nói, tốt, ta tại đây chính thức bổ nhiệm, Tần Phong là nam vực chảm yêu ti tân nhiệm tam thập lục tinh. Giọng nói vừa dứt, Viêm Chu, đưa ngón tay ra, một đạo kinh khí trong nháy mắt chui vào tam thập lục tinh lệnh. Theo đó, viên kim cương bạch kim trên lệnh bài phát ra một trận sáng rực, Tần Phong mơ hồ cảm giác được lệnh bài và mình sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Hắn hai tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó thay thế cho thanh ngọc lệnh trước đó, cúi đầu nhìn, ừm, rất nổi bật. Những đồng liêu chảm yêu tí khác thấy vậy, đều lộ ra thần sắc hâm mộ và hướng tới. Đối với bọn họ mà nói, tam thập lục tinh chính là vinh dự vô thượng. Còn nhà An, ý cười trong mắt sắp không che giấu nổi nữa rồi. Triển Thanh Phong ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, An công tử, sao ta lại cảm thấy ngươi còn vui hơn cả tần huynh vậy? Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhà An thấy Tần Phong nhìn qua, biện giải nói, ta và tần huynh là bạn tri kỷ, huynh ấy nhận được vinh dự này, ta đương nhiên là cùng vui vẻ. Thì ra là vậy. Triển thanh phong tin là thật. Thì ra là vậy. Tần phong cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy huynh đệ này có thể kết giao. Nhã An khẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đó thản nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi tên là Triển Thanh Phong. Không sai, An công tử có gì phân phó? Triển Thanh Phong ân cần nói, tuy rằng vị công tử ôn nhu, như Ngọc này có thể có chút vấn đề về phương diện nào đó, nhưng không ngại hắn nịnh nọt một chút, tranh thủ một cơ hội tốt đẹp. Dù sao người thật sự gặp nguy hiểm là Tần Huynh, liên quan gì đến hắn. Không có gì, lần này tuy dương thành tri hành, ngươi biểu hiện không tệ, ta nhớ kỹ ngươi. Nhã An nói như vậy. Triển Thanh Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng đáp, An Công Tử nói gì vậy, đây đều là việc nhỏ nên làm. Hắn dường như đã nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi mình. Đúng lúc này, đao cùng Trấn Thiên Nhất lên tiếng mỗi một vị tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng đều sẽ có một danh hiệu để thế nhân ghi nhớ đạt được tác dụng cổ vũ nhân tâm người đã trở thành tam thập lục tinh không bằng sớm nghĩ cho mình một cái đi tần phong nghe vậy sững sờ kinh ngạc nói chẳng lẽ những danh hiệu này không phải nên là trong quá trình tích lũy do dân chúng tự phát xưng tụng sau đó trở thành danh xưng sao tư mã không buông tách trà xuống giải thích ngàn người ngàn ý vạn người vạn lời có một số danh hiệu quả thực là kết quả của quá trình tích lũy nhưng càng nhiều trường hợp lại là do triều đình và chảm yêu ti thúc đẩy mới khiến những danh hiệu đó vang danh đại càn tần phong bừng tỉnh đại ngộ hắn ban đầu còn cảm thấy kỳ quái tại sao thế nhân đối với danh hiệu của thập nhị thần tướng và tam thập lục tinh lại thống nhất đến kỳ lạ thì ra là do quan phủ đứng sau thao túng đột nhiên tần phong như nghĩ đến cái gì thần sắc kỳ quái nói chẳng lẽ thương tiên đao cùng còn có năm thiên long những danh hiệu này cũng là do mấy vị tiền bối năm đó tự mình đặt sao lời này vừa nói ra đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại rơi kim cũng có thể nghe thấy trấn thiên nhất dẫn đầu đứng dậy nói đã giải quyết xong chuyện tuy dương thành ta cũng nên lên đường tần an tiểu tử kia ở phụng thiên thành cũng đủ lâu rồi bảo nó rảnh rỗi sớm ngày đến tìm ta đừng có lười biếng tu luyện nói xong cũng không đợi tần phong phản ứng liền trực tiếp rời khỏi đại sảnh ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy rơi vào trên người thương tiên và viêm chu tư mã không mở miệng nói tư mệnh đại nhân ta còn phải về thiên thành phục mệnh nơi đây nếu không còn việc gì ta xin phép đi trước một bước viêm trù khẽ gật đầu có thể tuy dương thành quỷ hoạn khiến chàm yêu ti bị diệt ta cũng phải nhanh chóng sắp xếp người mới đến tiếp quản hơn nữa chuyện từ đường và hương hỏa nguyện lực không thể trì hoãn phải mau chóng thông báo cho tất cả mọi người vậy hôm nay đến đây thôi chỉ vỏn vẹn mấy câu nói ba người liền lần lượt rời đi để lại tần phong cùng mọi người nhìn nhau đao quỷ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ lắc đầu cười nói người không khinh cùng uổng thiếu niên xem ra bọn họ cũng không phụ lòng danh hiệu năm đó tự mình đặt tần phong hiếu kỳ hỏi vậy đao quỷ tiền bối hai chữ đao quỷ cũng là do ngài tự mình đặt sao ngài trước kia ở bắc vực chẳng yêu ti danh hiệu là gì vậy giọng nói đao quỷ khựng lại sau đó không nói hai lời đứng dậy rời đi xem ra các vị tiền bối cũng từng trẻ tuổi a à, tần phong vui mừng gật gật đầu đồng thời trong lòng kiên định nhất định phải lấy một cái danh hiệu thật vang dội chấn động thế nhân ừm gọi là văn đế đây hay là thánh tiên đây thật là khó xử a à. chuyện được đọc bởi kênh halazy audio các vị đại lão rời đi tuy dương thành bắt đầu được sự lãnh đạo của quan phủ địa phương có trật tự mà xây dựng lại bọn người tần phong cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này nữa chỉ là trước khi rời đi tần phong nghĩ đến vị thành hoàng gia trong miếu lần tai họa này có thể bình an vượt qua hỗ trợ của đối phương là không thể thiếu hắn tự nhiên phải đi bái phỏng một chút hơn nữa điều khiến hắn nghi hoặc chính là đêm qua từ u minh quỷ giới trở về sau liền vẫn luôn không nhìn thấy đối phương cũng không biết đi nơi nào thẩm lê và tôn kỳ sư huynh lúc rời đi ngược lại có nói với hắn thiên giám quốc sư và thành hoàng gia sau khi nói chuyện riêng xong người sau liền không còn quay lại nữa đến thành hoàng miếu chỉ thấy một mảnh hoang tàn từ đường sập mất một nửa may mà tượng thành hoàng trong miếu ngoại trừ chỗ chán bị nứt ra mấy đường bong chóc một ít sơn ra cũng không có trở ngại lớn không ít bá tánh bận rộn trong miếu thu dọn đống đổ nát giống như muốn xây dựng lại thành hoàng miếu Điều này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, dù sao trong nửa năm nay, thần trí của đại đa số bá tánh đều bị dạ du thần kia mê hoặc, cũng không có ai cúng bái thành hoàng miếu này. Hắn đi gần lại một chút, lắng nghe những bá tánh kia nói chuyện phiếm với nhau. Tỉnh dậy, tuy dương thành một mảnh hỗn độn, nhà cũng bị hủy mất hơn phân nửa, người nói xem đây là chuyện gì. Nghe người của quan phủ nói, là có yêu quỷ thực lực khủng bố xâm nhập tuy dương thành, mà người ta sở dĩ có thể không sao, đều là bởi vì có đại năng bảo hộ, người của quan phủ che giấu chuyện của dạ du thần và con quái vật kia, không, có lẽ chính bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là dựa theo yêu cầu của tư mệnh, đại nhân cho ra một cái giải thích hợp lý mà thôi. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, một nam tử tiếp tục mở miệng, nói đến, ta cảm thấy mình giống như đã làm một giấc mơ rất dài, ta trong mơ trở thành người giàu nhất tuy dương thành, có tiền tài tiêu xài không hết. Lại có người đáp lời, xì, sì, ta cũng có cảm giác tương tự, dường như bên cạnh ta luôn có mỹ nhân vây quanh, để cho ta đêm đêm ca hát không thắng nổi sức lực chỉ là có đôi khi những mỹ nhân kia bỗng nhiên biến thành quái vật khủng bố muốn một ngụm nuốt ta vào mà mỗi khi lúc đó sẽ có một đạo kim quang bảo hộ ta để cho ta không bị thương tổn ngươi cũng vậy sao nam tử kinh ngạc nói nghe ngươi nói như vậy chẳng lẽ nam tử gật đầu phía sau kim quang kia thường có một đạo hư ảnh nhìn qua khá là mơ hồ mặc cho ta có cố gắng nhớ lại thế nào cũng không nhìn rõ Thế nhưng sáng nay tỉnh lại, tuy Dương Thành biến thành bộ dáng này, ta lại đột nhiên nhớ ra, thân ảnh kia chẳng phải là thành hoàng trong miếu sao? Những bá tánh khác nghe được hai người bọn họ nói chuyện, cũng đều kể ra giấc mơ của mình, tuy rằng trải qua mỗi người mỗi khác, nhưng đạo hư ảnh kim quang kia lại giống nhau như đúc. Nam tử kia cảm khái nói, ta nghĩ lần đại nạn này không chết, có lẽ là bởi vì có thành hoàng gia phù hộ, cho nên mới đến nơi này, muốn xây dựng lại từ đường. Những người khác nghe vậy, gật đầu đồng ý, mục đích bọn họ đến đây có thể nói là giống hệt như nam tử kia tần phong nghe đến đây bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì dạ du thần mê hoặc bá tánh tuy dương thành nhưng nửa năm nay lại không có ai thương vong hắn vốn cho rằng là đối phương để ý hương hỏa nguyện lực cho nên không muốn làm tổn thương tính mạng con người nhưng bây giờ xem ra có lẽ là kết quả của việc thành hoàng gia vẫn luôn bảo hộ bá tánh trong thành đi vào từ đường mái nhà đã sớm bị lật tung bầu trời quang đãng nhìn quanh bốn phía cũng không nhìn thấy thân ảnh lão giả kia chỉ là trên bàn thờ trước tượng, được bày biện rất nhiều lễ vật mới, có lẽ là tâm ý của bá tánh trong thành. Có trái cây, có thịt cá, còn có một đĩa đậu phộng màu sắc tươi sáng. Tần Phong liếc mắt nhìn ly rượu nhỏ trống không trên bàn, không nói hai lời, liền lấy từ trong tu di giới ra một bầu tiên nhân túy, rót đầy ly. Thời gian đã không còn sớm, nhà an bọn người còn đang đợi ở ngoài thành, hắn cũng không thể tiếp tục trì hoãn thời gian nữa. Quay đầu lại nhìn tượng thành hoàng một lần nữa, Tần Phong thầm nghĩ, có lẽ là trận chiến đêm qua đã tiêu hao quá nhiều khí lực của đối phương, cho nên không cách nào hiển hóa tạo hóa thân. Bản còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, xem ra chỉ có thể đợi ngày sau tìm cơ hội vậy. Tần Phong tiếc nuối lắc đầu, xài bước rời đi. Lại không phát hiện, rượu trong ly rượu trên bàn thờ lại đang giảm xuống, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà trên mặt tượng thành hoàng kia, dường như hiện lên một tia ý cười. Ngoài thành tuy dương thành, triển thanh phong một đoàn người đã sớm chuẩn bị xuất phát, Mọi người đều đã lên ngựa, chỉ có Nhã An đứng ở cửa thành, ngóng trông về phía xa. Đột nhiên, trong mắt nàng xẹt qua một tia vui mừng, chỉ vì trong tầm mắt, một thân ảnh quen thuộc đang bước tới. Có gặp được Thành hoàng gia không? Nhã An nhỏ giọng hỏi. Tần Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía con ngựa còn trống duy nhất, làm sao ngồi? Nhã An đỏ mặt, vừa định lên tiếng, lại nghe Triển Thanh Phong mở miệng nói, tự nhiên là giống như lúc đến, Tần huynh cùng ngồi chung một con ngựa với ta là được rồi. An công tử một mình cưỡi một con nói xong lời này triển thanh phong còn ra vẻ lấy lòng mà liếc mắt nhìn sang sắc mặt hồng nhuận trên mặt nhà an biến mất thản nhiên nói vậy thì cứ như vậy đi như vậy an công tử nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với ta sau khi trở về ta liền không cần phải canh cổng thành nữa nói không chừng còn có thể thăng quan triển thanh phong âm thầm mừng thầm trời đến lúc hoàng hôn màn đêm buông xuống tần phong một đoàn người mới trở về phụng thiên thành lúc chia tay Nhà An còn muốn nói vài lời từ biệt, lại bị triển thanh phong lần nữa cắt ngang. An công tử, tiểu nhân là thanh ngọc chảm yêu nhân của chảm yêu ti phụng thiên thành, hiện tại đang nhậm chức trong thành, cũng đã được nhiều năm rồi. Nếu như ngày thường có chỗ nào cần dùng đến ta, chỉ cần là việc trong khả năng của ta, nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Hành vi nịnh hót này tự nhiên khiến cho một đám đồng liêu cảm thấy khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Dù sao theo bọn họ thấy, thân phận của nhà An nhất định không đơn giản. Nếu như có thể kết giao quan hệ tốt với nàng, nói không chừng thật sự có thể bay lên cành cao. Nhã An thản nhiên liếc mắt nhìn Triển Thanh Phong một cái, đáp, ừm, ta biết rồi. Triển Thanh Phong vui mừng khôn xiết, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai trong đầu. Một đoàn người hàn huyên vài câu, liền đường ai nấy đi, trở về nơi ở của mình. Tuy rằng mới chỉ qua ba ngày, nhưng đối với Tần Phong mà nói, lại giống như đã qua rất lâu rồi. Chuyến đi tuy dương thành, gặp phải chuyện thật sự là quá nhiều, cho dù là đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều lo lắng và nghi hoặc. Ví dụ như con quái vật khủng bố kia rốt cuộc là từ đâu đến, vì sao lại có thần thông bất tử bất diệt? Tiên giới bây giờ là tình cảnh như thế nào, lại có bao nhiêu thần ma là đầu nhập vào phe quái vật kia? Mà điều khiến hắn hiếu kỳ nhất chính là, vì sao tiên giới thần ma và con quái vật kia đều đối với tiên thiên nhất khí trong hai mắt hắn vô cùng thèm muốn? Tần Phong nhéo nhéo mi tâm, biết càng nhiều thứ, hắn càng cảm thấy, nhận thức của mình đối với thế giới này, vẫn còn đang ở trong góc của tảng băng chìm trở về tần phủ đi đến đại sảnh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người nhà lo lắng trong lòng lập tức tiêu tan rất nhiều lúc này tần phong chỉ cảm thấy toàn thân thư giãn cảm giác về nhà thật tốt khó trách người đời thường nói đối với một người đàn ông mà nói nhà mới là bến đỗ vĩnh viễn ấm áp hắn không khỏi nghĩ như vậy trong lòng ngay lúc này thương phi lan nhíu mày nàng tiến đến ngửi ngửi lạnh giọng hỏi vì sao lại có mùi hương của nữ tử hơn nữa còn là hai loại mùi hương hoàn toàn khác biệt. Liễu Kiếm Ly cũng là phát hiện ra điểm khác thường, nghiêng đầu nhìn sang. Lam Ngưng Sương nghe vậy, thần sắc lập tức cảnh giác lên. Xong rồi, trở về quá vội vàng, quên thay quần áo rồi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, mùi hương nữ tử này, tự nhiên là đến từ Bạch Vô Song và Nhã An. Cảm nhận được ánh mắt bức người, Tần Phong hiểu rõ, một hồi thẩm phán, chú định không thể tránh khỏi. Nhà tuy là bến đỗ ấm áp, nhưng có đôi khi, cũng sẽ mưa bom bão đạn, một phen giải thích lấp liếm cho qua chuyện tần phong lấy cớ đường xa mệt mỏi để thoát thân đại sảnh những người còn lại nhìn nhau được lam ngưng xưng dìu liễu kiếm ly cùng thương phi lan đến hồ đình tần phủ nghỉ ngơi thương phi lan chợt nói kiếm ly tỷ cho dù tướng công không có ý cũng khó tránh khỏi những nữ tử khác có ý với hắn nếu là trước kia tướng công không có nhiều tinh lực để ứng phó với nữ tử khác nhưng hiện tại tỷ muội ta đều mang thai tướng công hắn dù sao cũng là nam nhân nói đến cuối, vành tai thương phi lan đỏ ửng. Chưa mang thai, nàng và kiếm ly tỷ thay phiên trên trận, tần phong cơ bản là quanh năm suốt tháng không nghỉ, tự nhiên không có lương thực giao cho nữ tử khác. Nhưng gần một năm mang thai nay, tần phong thật sự rất tự tại. Hơn nữa, sau khi được Lam Ngưng Sương dẫn dắt vào thế giới trong thoại bản, đối với chuyện nam nữ, thương phi lan so với trước kia thông suốt hơn nhiều. Nàng hiểu rõ một điều, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, một khi đã trải qua chuyện phòng dơ, đều là ăn một lần nhớ mãi đặc biệt là tướng công tuổi còn trẻ càng là giai đoạn tràn đầy tinh lực hơn một năm dài đằng đẵng độc thủ không phòng chắc chắn sẽ nảy sinh tâm tư khác thường thêm nữa mỹ nhân xung quanh tướng công không ít ai biết được có người thừa dịp lửa cháy nhà hàng xóm hay không ví dụ như hữu tô thiên duyệt ví dụ như nhà an công chúa liễu kiếm ly khẽ em mím môi ta tin tưởng phu quân không phải loại người như vậy lam ngưng sương bên cạnh cũng nói ta cũng tin tưởng nhân phẩm của cô ra nhưng mà dừng một chút, nàng lại nói tiếp, liễu gia A à bà từng nói với ta, nam nhân tuổi như cô gia, là khó kiềm chế nhất. Hơn một năm nay, chắc hẳn cô gia nhịn rất vất vả, nếu thời gian lâu dài, sợ là sẽ hại thân thể. Lời này vừa nói ra, thương phi lan nhíu mày, lời này là thật. Lam ngưng sương nghiêm túc gật đầu, liễu gia A à bà biết rất nhiều thứ, lúc trước những gì ta dạy tiểu thư, đều là học từ A à bà. Hơn nữa, thang thuốc cô dạo uống hàng ngày, cũng là bí phương tổ truyền đời đời nhà A à bà hiệu quả thế nào ta không rõ lắm nhưng tiểu thư và phi lan cô nương hẳn là có thể cảm nhận được lam ngưng sương chưa từng trải qua tự nhiên không dám nói thang thuốc tốt hay xấu nhưng thương phi lan nghe vậy lại cơ bản tin tưởng năng lực của liễu gia a à bà dù sao hiệu quả của thang thuốc nàng đã tự mình kiểm chứng vậy liễu gia a à bà có nói tình huống này nên làm thế nào không thương phi lan lo lắng hỏi liễu kiếm ly cũng nhìn sang lam ngưng sương nghe vậy liền đáp cách giải quyết cũng đơn giản chính là ngăn không bằng dẫn ngăn không bằng dẫn thương phi lan lẩm bẩm lặp lại sau đó nhíu mày ý của ngươi là để tướng công nạp thiếp hoặc là đến thanh lâu kỹ viện tìm nữ từ sao cũng không cần như vậy ta có một cách cách gì thương phi lan tò mò hỏi khuôn mặt lam ngưng xương bỗng chốc đỏ bừng mấp máy môi muốn nói lại thôi lát sau nàng mới lấy hết can đảm mím môi nói ta là kiếm thị bên cạnh tiểu thư lúc trước lão già và phu nhân để ta theo tiểu thư bị thương gả vào tần phủ vốn cũng là muốn ta làm thông phòng nha hoàn chỉ là sau đó thương thế của tiểu thư được cô ra chữa khỏi liền không cần ta làm như vậy nữa hiện giờ hai người các ngươi đều không tiện nếu thật sự không được chi bằng để ta hầu hạ cô ra nói đến cuối lam ngưng xương cúi đầu giọng nói nhỏ như mũi kêu dù nàng đọc nhiều thoại bản được liễu gia lão ti cơ bồi dưỡng thành tiểu ti cơ nhưng trước mặt người khác nói ra những lời này vẫn khiến nàng xấu hổ mặt đỏ tai hồng thương phi lan trợn to mắt kinh ngạc nhìn sang, kiếm ly tỷ, nhân tộc các ngươi có quy củ như vậy sao? Liễu kiếm ly khẽ gật đầu, vốn dĩ ban đầu đêm động phòng hoa chúc lần đầu tiên, là do ngưng xương thay thế nàng. Chỉ là lúc đó tướng công vì tu hành, không phá thân mà thôi. Nhưng mà ngưng xương, như vậy đối với muội không công bằng. Liễu kiếm ly nhẹ giọng nói, nàng và Lam ngưng xương từ nhỏ đã cùng nhau luyện kiếm, quan hệ của hai người so với chủ tớ, càng giống tỉ muội hơn. Nếu có thể, nàng tự nhiên hy vọng lam ngưng sương đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình chứ không phải bị lễ chế cổ đại trói buộc tự do nhưng liễu kiếm ly làm sao ngờ được đề nghị lam ngưng sương đưa ra vốn là chuyện nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng tiểu thư không sao đâu ta lời còn chưa dứt đã bị thương phi lan cắt ngang kiếm ly tỷ nói đúng không cần thiết phải để muội hy sinh bản thân về phần tướng công ta và kiếm ly tỷ sẽ nghĩ cách khác liễu kiếm ly và thương phi lan đều đã nói như vậy Lam Ngưng Dương tự nhiên cũng không tiện tiếp tục kiên trì, liền có chút ủ rũ cúi đầu. Bỗng nhiên, sắc mặt Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan khẽ biến, đồng thời che bụng. Họ rõ ràng cảm nhận được, đứa trẻ trong bụng vừa động đậy. Cùng lúc đó, bầu trời Tần phủ bỗng tối sầm, mây đen kéo đến, trong đó có tia chớp cuồn cuộn. Lam Ngưng Dương thấy vậy lo lắng không thôi, "Tiểu thư, thương cô nương, hai người sắp sinh sao?" Cả hai đều không trả lời, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt đó là do đứa trẻ trong bụng đang hấp thụ năng lượng từ cơ thể họ lam ngưng sương thấy vậy định đi tìm tần phong đến xem tình hình nhưng dị biến trên bầu trời đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh màn đêm lại sáng trở lại sắc mặt hai người cũng dần dần khôi phục bình thường không sao không cần đi tìm tướng công hắn vừa mới trở về cần nghỉ ngơi nhiều hơn liễu kiếm ly nhẹ giọng nói thương phi lan bên cạnh cũng gật đầu lam ngưng sương thở phào nhẹ nhõm thật sự không sao chứ Vừa rồi bộ dạng của hai người dọa ta sợ chết khiếp. Liễu Kiếm Ly xoa bụng giải thích, vừa rồi nó động đậy một chút, mỗi lần như vậy, cơ thể đều sẽ như vậy, nhịn một chút là qua. Chỉ là không biết vì sao, ta cảm thấy hô hấp thông thuận hơn trước nhiều. Ta cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa bụng ta hình như lại đói rồi. Kiếm Ly tỷ, tỷ thì sao?" Thương Phi Lan lên tiếng. Quả thật là muốn ăn chút gì đó. Lam Ngưng Dương nghe vậy, lập tức nói, "Vậy hai người chờ ở đây." ta đi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn, lập tức mang đến cho hai người. Được. Bên kia, Tần Phong đang ngủ say trên giường bỗng nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn vốn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, trong mơ hai vị phu nhân thành công sinh hạ bảo bảo. Một nam một nữ, hai đứa nhỏ bụ bấm đáng yêu, vô cùng kháo khỉnh. Ngay lúc hắn muốn ôm lấy hai đứa nhỏ, dị biến đột nhiên xảy ra. Bầu trời vốn sáng sủa, bỗng chốc tối sầm, ngày và đêm trong nháy mắt thay đổi mây đen răng kín, khiến người ta ngạt thở, sấm sét gầm rú, chấn động màng nhĩ. Ngay khi thiên địa phụng thiên thành dung chuyển, một móng vuốt rồng khổng lồ từ trên trời thò ra, chụp xuống tần phủ. Uy áp kinh người đó, giống như trời sập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên trì Long Uyên bỗng nhiên vang lên tiếng nổ vang trời, toàn bộ thiên trì dung, chuyển. Thương Tông và Thương Huyền vội vàng chạy đến, cao mày, tộc nhân phụ trách canh giữ quan tài đồng của lão tổ nằm la liệt bất tỉnh nhân sự chiếc quan tài đồng khổng lồ vốn nên đứng sừng sững trong long uyên giờ đây đã vỡ thành bốn mảnh mảnh vỡ trôi nổi trên mặt hồ nắp quan tài to lớn cắm thẳng vào lòng đất chìm hẳn ba phần tư phải biết rằng năm đó thần ma giáng thế lão tổ khí huyết phương cương đánh lên tiên giới sau khi bị đánh rơi xuống vẫn luôn điên điên khùng khùng thậm chí còn trọng thương thôn vệ tộc nhân vì vậy để phong ấn lão tổ Vật liệu dùng để chế tạo chiếc quan tài đồng này là vô thượng trí bảo, cho dù là tồn tại ở cảnh giới siêu thoát, muốn phá vỡ quan tài cũng phải tốn không ít khí lực. Thế mà chiếc quan tài như vậy lại bị lão tổ dễ dàng phá vỡ, cho dù thương tông và thương huyền đến ngay lập tức, cũng không tìm thấy tung tích của lão tổ. Thương huyền lão gia tử cao mày, nhắm mắt lại, cảm nhận khí thức xung quanh. Lão gia tử, thế nào rồi? Thương tông ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Thương huyền mở mắt ra, lộ vẻ kỳ quái, sử sách long tộc ghi chép, trong quan tài đồng rõ ràng chỉ phong ấn một mình lão tổ, tại sao ta lại cảm nhận được hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt? Cái gì? Thương Tông nghe vậy, sắc mặt xa sầm, ông nhìn lướt qua tộc nhân đang hôn mê xung quanh, sau đó đi đến trước mặt một tộc nhân còn sót lại một tia ý thức. Theo động tác lật tay phải, một đạo khí cơ đánh vào cơ thể đối phương, tộc nhân yếu ớt khẽ mở mắt, khó nhọc nói, tộc, tộc trưởng, ngươi không cần đứng dậy, cứ nằm đó đi, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là lão tổ, ngài. Theo lời kể của tộc nhân, Thương Huyền và Thương Tông cũng đại khái hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Từ khi quan tài đồng bị mở ra một góc, Long tộc đã đặc biệt nghiêm mật canh giữ Long Uyên. Cách đây không lâu, trong quan tài đồng bỗng nhiên phát ra động tĩnh, sau đó có một luồng hắc khí và lôi đình cuồn cuộn ập đến, đánh nát quan tài đồng. Dưới sự trồng chéo của lực trùng kích khổng lồ và uy áp, cho dù là những tộc nhân có thực lực không tồi cũng bị chấn choáng, lần lượt mất đi ý thức. Tộc nhân đứt quãng nhớ lại, Trước khi hôn mê, ta nhìn thấy Hắc khí và Lôi đình dây dưa với nhau, dường như có người đang tranh đấu. Bên trong quan tài đồng thật sự có hai người. Thương Huyền trầm giọng hỏi, có nhìn rõ hình dáng của bọn họ không? Tộc Nhân lắc đầu, lực trùng kích của việc phá quan quá lớn, ý thức trong nháy mắt đó đã rơi vào trạng thái mơ hồ, hơn nữa Hắc khí và Lôi đình che khuất tầm nhìn, căn bản không thể nhìn rõ người phá quan là ai. Tuy nhiên ta mơ hồ nhớ được, trong Hắc khí đó, dường như có hai người đang nói chuyện. Thương Huyền và Thương Tông nhìn nhau, đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ đã nói gì? Tộc Nhân vẫn chưa hoàn hồn từ trong uy áp và chấn động đáng sợ, hắn ta đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại, có người có người đang cười lớn, còn có một người hình như đang nói người thấy hơi thở huyết mạch tràn đầy sinh mệnh. Thương Huyền và Thương Tông lẩm bẩm lặp lại, cẩn thận nghiền ngẫm lời nói này, đột nhiên, bọn họ như nghĩ đến điều gì, kinh hãi kêu lên, là chỗ Phi Lan. Nơi ở của Triều Trạch chi chủ là ngọn núi nơi hắc thủy đầm ở Nam vực Tọa Lạc nửa năm trước, để trả ơn nghĩa và nhân quả cho Tần Phong, nó đã đi đối phó với Trúc Long vô cùng khủng bố, kết quả là bị chặt đứt một cánh tay. Kể từ đó, nó vẫn luôn ở trong hư không nơi này, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau trận chiến chấn linh quan, khe nứt giữa quỷ giới và tiên giới mở ra, thượng cổ thần tức, hồng hoang tiên khí và u minh quỷ khí giáng thế, thực lực của nhân tộc được nâng cao rất nhiều. Nhưng đối với yêu quỷ của thiên địa này, chẳng phải cũng như vậy sao? Triều Trạch Chi chủ có thể cảm nhận rõ ràng, trong thiên địa này những tồn tại có thể uy hiếp đến nó ngày càng nhiều trong số đó có một số là cường giả mới xuất hiện có một số là tồn tại thượng cổ thức tỉnh giống như nó còn có một số là đến từ tiên giới và u minh quỷ giới nhưng những điều này đều không liên quan đến nó chỉ cần trốn trong hư không chỉ cần nhân gian không bị lật đổ nó sẽ bình an vô sự đúng lúc này bầu trời nam vực đột nhiên xảy ra biến cố một đám mây đen cuồn cuộn lôi xả với tốc độ cực nhanh lướt về phía bắc trong đám mây đen đó, tiếng cười ngạo nghễ liên tiếp vang lên. Sóng gió khủng bố như sóng thần cuộn trào xung quanh, bầu trời đêm như tấm gương bị lôi đình cắt nát. Có người đang giao thủ. Triều Trạch Chi chủ kinh ngạc nói. Yêu quỷ trong núi cảm nhận được động tĩnh, đều sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía, thu liễm khí tức, nằm dạp trong bóng tối run rẩy. Triều Trạch Chi chủ kinh nghi bất định, khí tức bộc phát từ trong đám mây đen dường như còn mạnh hơn cả trúc long. Hửm. Theo một tiếng ồ nhẹ, đám mây kia đột nhiên dừng lại sau đó hung hăng lao xuống. Phương hướng chính là hư không nơi triều trạch chi chủ đang ở. Một đạo hắc khí sen lẫn lôi đình, xẹt qua ngọn núi. Hư không đạo tắc mà triều, trạch chi chủ tự hào nhất, cứ như vậy bị dễ dàng phá giải. Thân hình to lớn của nó cũng hoàn toàn lộ ra trước thiên địa. Trong đám mây đen cuồn cuộn lôi đình, hai con ngươi to lớn sáng lên hồng quang, nhìn chăm chăm khiến tâm thần triều trạch chi chủ run lên. Hai con ngươi đó, một con tràn ngập hắc khí nồng nặc, một con lóe lên lôi đình chi lực không thể diễn tả bằng lời. Trả lại đây, trả cái gì, triều trạch chi chủ ngây người, nó vốn dĩ không tranh giành với đời, sao có thể đi chiếm đoạt đồ của người khác. Hô cuồng phong nổi lên, đó là có thứ gì đó trong đám mây đen đang ngửi mùi. Mùi vị tươi ngon sắp ra đời, thịt rồng ngon, long châu ngon. Câm miệng, một tiếng quát giận vang lên, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển. Sóng gió khủng bố lại bùng phát, đám mây đen kia lại xông lên bầu trời đêm cùng với tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, lướt về phía Phụng Thiên Thành. Thân hình to lớn của triều trạch chi chủ cứng đờ tại chỗ, run rẩy. Nó có thể cảm nhận được, bất kỳ tồn tại nào trong đám mây đen đều không phải là thứ mà nó có thể chống lại. Trong giấc mơ, long chảo to lớn đập nát tần phủ, lực hút mạnh mẽ như hố đen, tóm lấy hai đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Tiếng cười đáng sợ chấn động màng nhĩ, tần phong sông lên trời cao, muốn đoạt lại con của mình, nhưng uy áp đáng sợ lại như bức tường thành, chặn hắn sang một bên hắn gào thét gầm rú trong tuyệt vọng nhưng vô ích trong đám mây đen long thủ to lớn há to miệng đầy máu một ngụm nuốt chừng hai đứa trẻ không tần phong đột ngột ngồi dậy mồ hôi lạnh trên trán túa ra phu quân chàng sao vậy trong phòng liễu kiếm ly đang mang thai mặc một bộ váy trắng lo lắng hỏi ta tần phong định nói lại thôi hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ cảnh tượng khủng bố trong giấc mơ lại không thể nào xua tan trong đầu đó là mộng chiếu giấc mơ tiên tri về tương lai, không bị ý thức bản thân khống chế. Mỗi khi có nguy hiểm sắp giáng xuống người hắn hoặc người thân bên cạnh, sẽ có giấc mơ cảnh báo cho hắn. Nhiều lần hóa hiểm thành an trước đây đều có liên quan đến mộng chiếu này. Nhưng hắn không ngờ, nguy hiểm lần này lại nhắm vào đứa con chưa chào đời của hắn. Tần Phong dây dây mi tâm, gượng cười nói, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không có gì to tát, nhưng sao nàng lại đến đây? Lúc này, nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên đi lại lung tung chuyện trong mơ tự nhiên không cần phải nói ra để cho nương tử lo lắng liễu kiếm ly nhìn tần phong sau đó ánh mắt di chuyển xuống dưới chỗ chăn phía dưới rõ ràng có một chỗ phồng lên nàng đột nhiên liên tưởng đến lời ngưng sương nói tối qua nhíu mày phu quân nếu thật sự không nhịn được chàng hãy đến thanh lâu kỹ viện một hai lần ta và phi lan sẽ không trách chàng đâu tần phong nghe vậy ngây như gà gỗ hắn chỉ là mơ thấy ác mộng thôi hai chuyện này sao lại liên quan đến nhau sau một hồi gặng hỏi tần phong cũng coi như hiểu được mạch não của nương tử nhất thời giờ khóc giờ cười hắn vỗ ngực tự hỏi nghiêm túc nói nương tử nàng xem ta là người thế nào ngoại trừ nàng và phi lan ra những nữ nhân khác trong mắt ta bất quá chỉ là phàm phu tục tử ta căn bản không có chút hứng thú nào huống hồ trong lúc nàng và phi lan mang thai nếu ta còn muốn ra ngoài tìm hoa hỏi liễu vậy chẳng khác nào cầm thú nương tử nhất định bị những lời này của ta cảm động rồi ừm hảo nam nhân chính là ta ta chính là Tần Phong. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, ánh mắt vô tình liếc về phía cửa phòng, sau đó sắc mặt cứng đờ. Bởi vì không biết từ lúc nào, cửa ra vào đã xuất hiện thêm hai bóng người. Một người là Lam Ngưng Sương, người còn lại là Nhã An. Hơn nữa, sắc mặt của hai người này hình như đều không được tốt lắm. Hai người các ngươi khi nào thì đến? Tần Phong chột dạ hỏi. Lúc cô ra nói chúng ta là phàm phu tục tử. Hai người đồng thanh nói. Tuy trên mặt họ đều treo nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Lời nói tuy nhạt nhưng lại giống như gió lạnh thấu xương giữa mùa đông, khiến thân thể Tần Phong run lên. Hỏng rồi. Lam Ngưng Sương mang theo Liễu Kiếm Ly rời đi, thai đã 10 tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm bồn, tự nhiên phải chuẩn bị thật chu toàn. Tần Phong nhìn nhà an mặt không chút biểu cảm bên cạnh, ngón chân lúng túng muốn bấu ra ba phòng ngủ một phòng khách. Đừng bao giờ khen một người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác đó là sai lầm cấp thấp nhất mà đàn ông thường mắc phải. Người vĩnh viễn không biết phụ nữ sẽ ghi hận chuyện này bao lâu, mà nghiêm trọng hơn chuyện này chính là nói xấu sau lưng người phụ nữ, lại vừa lúc bị nghe thấy. Tuy những lời kia của Tần Phong không chỉ đích danh ai, nhưng chính vì vậy, mới khiến Nhã An và Lam Ngưng Xương đều bị đắc tội. Hai người đi trên hành lang Tần phủ, một đường im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Tần Phong chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, hồi lâu sau Hắn mới lấy hết can đảm cười gượng nói, "Sao lại rảnh rỗi đến tìm ta?" "Nhã An?" Thản nhiên liếc mắt nhìn, "Chẳng lẽ chúng ta là phàm phu tục tử, đến gặp ngươi một chút cũng không được phép sao?" Khóe miệng Tần Phong giật giật, giải thích, "Ta bất quá chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, chẳng qua là không muốn để nương tử suy nghĩ nhiều, ngươi hà tất phải so đo như vậy?" "Quả thực là ta so đo rồi." Tần huynh nói đều là lời thật lòng. "Như chúng ta là phàm phu tục tử, nếu so với Liễu Kiếm Ly, tự nhiên là kém xa." Nhã An lạnh lùng đáp, "Tục ngữ nói rất hay, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào." Lúc này Tần Phong thật sự là thấu hiểu sâu sắc. Hố tự mình đào, tự nhiên phải tự mình lấp. Tần Phong thầm than một tiếng, sau đó diễn xuất nhập tâm, "Ta không cho phép ngươi nói bản thân như vậy." Giọng điệu nghiêm khắc, dọa Nhã An giật mình, nàng nhíu mày, "Ngươi đây là có ý gì?" Tần Phong nghiêm túc nói, "Nếu Nhã An điện hạ cũng coi như là phàm phu tục tử, vậy nữ nhân khác trên đời này còn sống thế nào?" không giấu diếm điện hạ kỳ thật lúc trước đại hôn cửu trọng ngục dị biến ta lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan khuynh thành của điện hạ liền cảm thấy kinh diễm tuyệt trần chỉ nghĩ tiên nữ dáng trần bất quá cũng chỉ như vậy nhà an nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng như có nai con chạy loạn nàng cố ý quay mặt đi không để đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình đồng thời giả vờ tức giận nói ngươi đừng có nói bậy tần phong giơ tay lên trời trịnh trọng nói những lời này đều là lời nói thật lòng nếu có nửa câu dối trá liền để thượng cổ diệt sinh lôi đánh ta hồn phi phách tán trong thần hải xích kỳ vốn đang chơi đùa cùng bạch tô bỗng khựng lại sau khi xác định tần phong không chịu hồi nó liền tiếp tục nô đùa đừng nói những lời này ta ta tin ngươi là được nhà an dịu dàng nói tần phong tiếp tục nịnh nọt điện hạ không chỉ ôn nhu đại phương còn từ nhỏ đã đọc đủ loại sách vở hiểu chuyện biết lý lẽ nữ tử như điện hạ phóng tầm mắt ra cả thiên hạ cũng là hiếm có ta có thể quen biết điện hạ quả thật là tam sinh hữu hạnh kỳ thật có một câu, ta đã chôn giấu trong lòng rất lâu rồi, hôm nay ta muốn nói cho Điện Hạ biết. Nhà An nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt nàng có sự hồi hộp và mong đợi, trong lòng nàng như có hũ mật bị đổ, chỉ cảm thấy ngọt ngào. Chẳng lẽ hắn muốn tỏ tình với ta ở đây? Hắn sao dám? Vậy ta có nên đồng ý, hay là nên giả vờ e dè một chút? Biết trước như vậy, ta nên hỏi mẫu hậu trước, gặp phải tình huống này nên ứng phó như thế nào? Hỗn độn suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tâm tư của nhà An đều đặt hết lên người Tần Phong, tràn đầy mong đợi chờ đợi câu nói tiếp theo. Ta vẫn luôn coi Điện Hạ là huynh đệ tốt nhất của ta. Nụ cười của nhà An, trong nháy mắt đông cứng trên mặt. Hai người rời khỏi Tần Phủ, đi về phía chằm yêu ti ở Phụng Thiên Thành. Sau một hồi nịnh nọt vừa rồi, nhà An cũng không tiếp tục so đo chuyện phàm phu tục tử nữa. Chỉ là không biết vì sao, sắc mặt nàng hình như càng khó coi hơn. Tần Phong cũng từ trong miệng Nhã An, biết được mục đích đối phương tìm đến hắn. Nhã An là vâng mệnh minh hoàng, mang hắn đến chảm yêu ti, đem chuyện xảy ra ở Tuy Dương Thành nói rõ với đặng tư chính, cùng nhau thương nghị đối sách. Về phần minh hoàng vì sao lại để Nhã An đến, mà không phải Lý Công Công, Tần Phong lại không được biết. Bất quá theo suy đoán của hắn, có lẽ là bởi vì Nhã An cũng tham gia vào quỷ hoạn ở Tuy Dương Thành, cho nên minh hoàng mới cố ý an bài như vậy. Đến chảm yêu ti, đám đồng liêu nhìn thấy tam thập lục tinh lệnh trên eo Tần Phong, đều lộ ra thần sắc khiếp sợ và hâm mộ đối với chảm yêu nhân mà nói, tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng chính là vinh quang vô thượng. Tần Phong với thân phận là một người lãnh đạo, gật đầu chào hỏi đám chảm yêu nhân, sau đó tìm một đồng liêu quen mặt hỏi, triển thanh phong ở đâu? Ta có việc muốn mang hắn cùng đi gặp đặng tư chính. Triển thanh phong, nam tử sửng sốt, sau đó nhớ ra điều gì đó, lên tiếng đáp, thanh phong sáng nay nhận được điều lệnh, về sau ban đêm phụ trách canh giữ cổng thành phụng thiên thành, lúc này hẳn là còn đang ở nhà bổ sung giấc ngủ tần phong nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc cổ quái tên kia đêm qua mới từ tuy dương thành trở về không có công lao cũng có khổ lao rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy sai khiến hắn như trâu ngựa tần sư muốn đi gặp đặng tư chính có cần ta dẫn đường không nam tử hỏi không cần đường ta biết người bận việc của ngươi đi đi trên đường đến lầu các nơi đặng tư chính ở tần phong bỗng nhiên hiếu kỳ nói tên kia chẳng lẽ là đắc tội nhân vật lớn bị người ta chơi xấu nếu không sao lại như vậy Nhã An bên cạnh sắc mặt không đổi, thản nhiên đáp, có lẽ là đặng đại nhân nhìn chúng năng lực của hắn, muốn bồi dưỡng cũng không nhất định. Dù sao nhiệm vụ canh giữ ban đêm là quan trọng nhất, nếu không phải người đáng tin cậy, cũng không thể giao phó. Là như vậy sao? Tần Phong ngẩn người. Nếu hắn nhớ không lầm, nhiệm vụ canh giữ ban đêm, hẳn là công việc vất vả nhất, ít, người muốn làm nhất mới đúng. Đột nhiên, Tần Phong như phát hiện ra điểm mù, lên tiếng hỏi, chờ chút, sao ngươi biết là do đặng đại nhân an bài? địa vị của triển thanh phong ở trảm yêu ti không cao người có thể ra lệnh cho hắn hẳn là rất nhiều bước chân nhà an khẽ dừng lại bình tĩnh nói xem ra chuyến đi quỷ giới quả nhiên đã ảnh hưởng đến thần hồn của ngươi lời này rõ ràng là do vị đồng liêu kia vừa nói ngươi lại không nhớ sao cái gì tần phong chừng lớn hai mắt hắn cẩn thận hồi tưởng lại lại hoàn toàn không có ấn tượng hắn thật sự có nói sao thiên trần vạn sát nhà an mặt không đỏ tim không đập đáp Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lầu các, Tần Phong và Nhã An rất nhanh đã tìm được Đặng Mặc Tư chính. Dưới sự điều trị lâu dài của Tần Phong, bệnh kín trong người Đặng Mặc đã khỏi được 7-8 phần. Sắc mặt bây giờ so với lúc trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Chỉ tiếc là bệnh lâu ngày, khiến thực lực của ông ta không còn như xưa, dù thiên địa dị biến. U minh quỷ khí giáng thế, ông ta cũng không thể mượn đó mà tiến thêm bước nữa. Hai người nói rõ ý định đến, sau đó kể lại mọi chuyện xảy ra ở Tuy Dương Thành đặng mặc trầm ngâm một hồi đáp những chuyện này ta cơ bản đã được triển thanh phong cho biết chỉ là không ngờ thần ma tiên giới lại có thể thông qua cách thức kỳ quái như vậy để giáng lâm thế gian dùng hương hỏa nguyện lực ngưng tụ tạo hóa thân ở nhân gian quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng may là thần ma giáng lâm theo cách này thực lực sẽ bị hạn chế rất nhiều tần phong gật đầu cách thức này cần thần ma có vật bám víu ở nhân gian hơn nữa đạo tắc mà bọn họ nắm giữ nhiều nhất chỉ có thể mang xuống một loại điều duy nhất cần chú ý chính là thủ đoạn mê hoặc lòng người của bọn họ và cả những con quái vật không rõ lai lịch hoành hành tiên quỷ hai giới sau lưng bọn họ nghe vậy nhà an bên cạnh khẽ run rẩy sắc mặt chợt trắng bệch dù đã trở về từ tuy dương thành nhưng con quái vật với hình dạng gớm ghiếc kia vẫn để lại bóng ma không nhỏ trong lòng nàng không chỉ nàng khi nhớ lại con quái vật kia tần phong cũng cảm thấy sợ hãi đặng mặc trầm giọng nói ừm um, ta đã phái người báo cáo chuyện này với tốc độ nhanh nhất cho chẳng yêu ti tư mệnh bốn vực tin rằng bọn họ sẽ có cách ứng phó hợp lý chỉ là có một điều lần tai họa ở tuy dương thành này có thể vượt qua ngoài bị ngạn hoa mà ngươi mang về từ quỷ giới ra còn có sự trợ giúp của thành hoàng gia có thể thấy thần ma giáng lâm từ tiên giới cũng không phải ai cũng có ác ý với nhân tộc tần phong hiểu rõ nỗi lo lắng của đặng tư chính nếu có thể có thêm một bằng hữu tự nhiên tốt hơn là có thêm một kẻ thù hắn nhớ lại những lời thành hoàng gia từng nói mơ hồ có một suy đoán có lẽ thần ma cùng phe phái với thiên đế cũng không có quá nhiều địch ý với nhân tộc bọn họ giáng lâm nhân gian chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm một biện pháp cứu vãn tiên giới mà thôi so với quỷ hoạn ở tuy dương thành ta lại càng hiếu kỳ về những gì ngươi đã trải qua ở quỷ giới không bằng kể cho ta nghe một chút đặng mặc hứng thú nói nhắc đến chuyện này tần phong lại hăng hái hẳn lên đem những lời đã nói với viêm chu và những người khác thêm mắm thêm muối một lần nữa Tôi vẽ cho chuyến đi quỷ giới đầy nguy hiểm và sự oai phong lẫm liệt của bản thân. Không giấu gì đặng đại nhân, tên thổ bá canh giữ quỷ môn quan kia đã dẫn theo gần vạn quỷ binh chặn ở bên ngoài quỷ môn quan, trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho những vong hồn từ nhân gian đi xuống. Ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức ra tay xoay chuyển càn khôn. Nếu không, những vong linh nhân gian kia e rằng đều phải hồn phi phách tán. Đặng mặc nhíu mày, nguy hiểm đến vậy sao? Sự nguy hiểm mà ngôn ngữ của ta có thể diễn tả kém xa vạn phần so với thực tế. Tần Phong nghiêm túc nói. Lúc này, nhà An lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhưng trước đó ở Tuy Dương Thành, rõ ràng Huynh nói là quỷ môn quan chỉ có một mình thổ bá canh giữ. Sao bây giờ, lại có thêm gần vạn quỷ binh? Tần Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thật sao? Chết tiệt, mải mê khoác lác, quên mất còn có một người trong cuộc ở đây. Tần Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh đã tìm được lý do. Hắn xoa chán nói, xem ra quả nhiên như Điện Hạ đã nói, thần hồn rời khỏi nhục thân quá lâu đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với ta trí nhớ của ta hình như có chút vấn đề có nghiêm trọng không có cần tình ngự y đến xem cho ngươi một chút không đặng mặc lo lắng hỏi không cần đâu bản thân ta chính là y sư về sau uống vài thang thuốc an thần là được tần phong liên tục xua tay nhà an thấy vậy nhướng mày chuyến đi quỷ giới tuy nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú ta đã đổi được không ít thứ tốt từ tay đám quỷ binh quỷ tướng kia đặng đại nhân không bằng xem thử cái này xem có thể giúp ích gì cho ngài không vừa nói tần phong vừa lấy minh tinh mà mạnh sương đưa cho ra khỏi tu di giới tuy vật này quý giá nhưng đối với tần phong mà nói lại không có tác dụng gì lớn nếu đã vậy chi bằng đem tặng cho đặng đại nhân biết đâu có cơ hội giúp ông ta đột phá bình cảnh thêm một cường giả siêu thoát chi cảnh cho nhân tộc khoảnh khắc minh tinh được lấy ra u minh quỷ khí nồng đậm lập tức tràn ra đặng mặc thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ông ta cầm minh tinh trong tay điều động khí cơ trong cơ thể quỷ khí trong minh tinh lập tức chui vào lòng bàn tay ông ta vận chuyển khắp người theo công pháp tu luyện của bách quỷ đạo di ạ à. bóng tối xung quanh bắt đầu lay động như thể có sinh mệnh còn trong cơ thể đặng mặc khí cơ mạnh mẽ cũng giống như sóng biển từng đợt từng đợt khoách tán ra xung quanh bình cảnh đã sớm không còn động đậy vì vết thương cũ vậy mà lúc này lại có dấu hiệu động đậy trở lại tần phong và nhã an nhìn nhau đều lộ ra vẻ vui mừng thiên địa lúc này đang phải đối mặt với khảo nghiệm Cường giả nhân tộc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu Đặng Mặc Tư chính có thể đột phá nhị phẩm thành công, bước vào siêu thoát chi cảnh, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói đều là chuyện tốt trời ban. Khoảng một nén nhang sau, động tĩnh quanh người Đặng Mặc mới dần dần bình ổn trở lại. Thiên địa bá quyền ấn chứng mà mọi người mong đợi không xuất hiện, không khỏi khiến Tần Phong và Nhã An có chút thất vọng. Chỉ dựa vào một viên minh tinh mà muốn để Đặng đại nhân tăng tiến thực lực, quả nhiên là có chút nằm mơ giữa ban ngày. Tần Phong thầm than một tiếng, nhưng trên mặt Đặng Mặc lại lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, "Đa tạ, vật này rất có ích với ta, chỉ là bệnh lâu ngày, muốn tiến thêm một bước còn phải từng bước một." Nhà An kích động nói, "Thật sao? Có thể mượn nó để bước vào siêu thoát chi cảnh?" Đặng Mặc lắc đầu, ông ta không nói là không thể, mà là nói một câu không chắc chắn. "Đặng đại nhân đây là ý gì?" Tần Phong không hiểu. "Các ngươi cho rằng siêu thoát chi cảnh là gì?" Đặng Mặc lên tiếng hỏi. Hai người khẽ giật mình, sau đó lần lượt đưa ra lý giải của riêng mình. Tóm lại, không gì khác hơn là thực lực cường đại vô song, siêu thoát khỏi thiên địa gông cùm, một người địch vạn người không thể địch nổi. Đặng Mặc khẽ gật đầu, sau đó nói, "Ta từng hỏi Chấn Thần Ti Ngự Đại Nhân, làm thế nào mới có thể bước vào siêu thoát chi cảnh trong truyền thuyết kia, câu trả lời mà ngài ấy dành cho ta là, có hai điều kiện, thứ nhất, rèn luyện khí cơ bản thân đến mức viên mãn, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ tự nhiên, có thể dung hợp làm một với thiên địa." đạt đến cảnh giới sinh sôi không ngừng. Tần Phong nghe vậy, lộ ra vẻ trầm tư, điều kiện này nghe qua đã thấy rất khó thực hiện, chắc hẳn vô số cao thủ dừng bước ở nhị phẩm chi cảnh, chính là vì điều này. Điều kiện này nghe có vẻ khó khăn, nhưng đối với những cao thủ nhị phẩm đã thành danh từ lâu mà nói, kỳ thực cũng không có gì khó khăn lắm. Năm đó ta có thể chặn Atula tộc ở bên ngoài cửa ải ba ngày ba đêm, chính là vì đã làm được điều này. May mà ta chưa nói ra những lời trong lòng, nếu không sẽ có vẻ hơi thiếu hiểu biết. Tần Phong gật đầu, lộ ra vẻ mặt như đã biết trước. Đặng Mặc lại lên tiếng, cái gọi là siêu thoát chi cảnh, mấu chốt nằm ở hai chữ siêu thoát. Giữa thiên địa vốn dĩ có rất nhiều loại pháp tắc, giống như kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tuần hoàn, vừa tương sinh vừa tương khắc, mà ý nghĩa của siêu thoát nằm ở chỗ, có thể phá vỡ loại pháp tắc cố định mà người đời nhận thức này, điều đó cần chính bản thân người lĩnh ngộ ra đạo tắc mới, siêu thoát ra khỏi thiên địa này. Cho nên, muốn bước vào siêu thoát chi cảnh, mấu chốt nhất chính là đạo tắc phá vỡ pháp tắc cố hữu sao? Tần Phong suy tính lời đặng mặc, lời này nghe có vẻ huyền diệu, kỳ thực cũng dễ hiểu. Ví như một người có thể sáng tạo ra một loại viêm chi đạo tắc, có thể thi triển ra ngọn lửa không bị thủy dập tắt, vậy chính là phá vỡ pháp tắc thủy hỏa tương khắc. Đạo lý tuy đơn giản, nhưng muốn làm được lại nói dễ hơn làm. Đại càn từ xưa đến nay, người có thể tự mình lĩnh ngộ ra đạo tắc, có thể nói là phượng mao lân giác, mà người có thể bước vào siêu thoát chi cảnh, càng là ít chi lại ít. Bất quá trong thần hải của ta, có trúc long để lại âm dương đạo tắc. Hơn nữa, trước không lâu còn sót lại một phần huyễn mộng đạo tắc của dạ du thần. Lĩnh ngộ đạo tắc loại chuyện này, đối với ta mà nói, dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ừm, danh hiệu tam phẩm trẻ tuổi nhất lịch sử đã bị ta thu vào tay. Nếu thuận lợi, ta có phải là có thể đạt được danh hiệu nhị phẩm, hoặc là siêu thoát chi cảnh trẻ tuổi nhất lịch sử. Đến lúc đó, ta cũng có thể lưu danh sử sách, được hậu nhân truyền tụng. Tần Phong tự mãn nghĩ, Nhã An lên tiếng hỏi, "Vậy đặng đại nhân đã lĩnh ngộ đạo tắc chưa?" Năm đó ở Đông vực cùng Atula tộc chiến đấu, đúng là đã lĩnh ngộ ra một ít thứ, nhưng mà trọng thương quấn thân, một tia cảm giác huyền diệu kia cũng không còn sót lại bao nhiêu. Bất quá có vật này Tần Phong ban tặng, ta tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể tìm về loại cảm giác đó. Có lẽ bước vào siêu thoát chi cảnh cũng là chỉ ngày có thể đợi." Đặng Mặc mỉm cười nói, hiển nhiên tâm tình rất tốt, "Vãn bối xin chúc mừng đặng đại nhân." tần phong chắp tay nói đặng mặc khẽ gật đầu sau đó liếc mắt nhìn tam thập lục tinh lệnh trên eo tần phong thở dài một tiếng nói vốn ta cũng muốn ban cho ngươi tam thập lục tinh lệnh đưa ngươi vào phụng thiên thành trảm yêu ti nhưng mà để viêm tư mệnh nhanh chân đến trước bất quá nói đi cũng phải nói lại mỗi một vị tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng cơ bản đều sẽ có danh hiệu của mình ngươi đã nghĩ ra danh hiệu của mình là gì chưa ta vốn định lấy danh văn đế nhưng như vậy có vẻ hơi không coi thiên giám quốc sư ra gì hơn nữa danh hiệu ngông cuồng như vậy, có phải sẽ bị các người đọc sách khác đánh hay không? Tần Phong lo lắng trong lòng, sau đó lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Danh hiệu loại chuyện này cũng không cần thiết phải miễn cưỡng, nếu như thực sự không muốn lãng phí công sức vào việc này, vậy thì thôi. Tần Phong có chút kinh ngạc, danh hiệu của tam thập lục tinh không phải là bắt buộc sao. Ta nghe người ta nói, đây là để cho bà tánh biết, có tác dụng cổ vũ nhân tâm. Nói thì như vậy, nhưng từ khi Chảm yêu ti thành lập đến nay, cũng có rất nhiều tam thập lục tinh âm thầm vô danh vì nhân tộc chiến đấu. Cái gọi là danh hiệu bất quá đều là hư danh mà thôi. Đặng mặc giải thích. Âm thầm vô danh, vậy thì sao được? Xem ra chuyện danh hiệu, phải nhanh chóng sắp xếp thôi. Tần phong gật gật đầu, thì ra là vậy. Vãn bối vốn dĩ coi nhẹ danh lợi, những hư danh này không cần cũng được. Đặng mặc lập tức lộ ra thần sắc tán thưởng. Nhà an ở bên cạnh, cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt dẹt qua một tia thưởng thức một lát sau tần phong bỗng nhiên hỏi đúng rồi đặng đại nhân ngài cảm thấy danh hiệu văn đế và thánh tiên cái nào vang dội hơn dừng một chút hắn lại tự biện giải ta không phải muốn lấy cho mình đâu chỉ là đơn thuần với thân phận một người đọc sách muốn cùng đặng đại nhân thảo luận một chút dù sao danh hiệu một người thành quân của đặng đại nhân năm đó ta cảm thấy phi thường bá khí xem ra đặng đại nhân cũng là người có văn hóa bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên chói tai chuyện danh hiệu cuối cùng vẫn chưa định bởi vì đặng mặc lấy cớ bình cảnh buông lòng muốn tu luyện, đem Tần Phong mời đi. Rời khỏi trảm Yêu Ti, Tần Phong và Nhã An mỗi người một ngả, hắn không lập tức trở về Tần phủ, mà là dự định đến Hạo Văn viện tìm lão sư. Hình ảnh trong giấc mơ đến nay vẫn còn rõ mồn một, một, vì hai đứa con chưa chào đời của mình, hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút cùng lão sư thương lượng trước. Đến Đăng Thiên lâu, Dương Khiêm và Phí Tuân hai vị sư huynh đều không có ở đây. Bọn họ dường như đã yêu thích cuộc sống dạy học ở Thái Bình thư viện hiện tại thời gian ở Thái Bình Thư Viện thậm chí còn nhiều hơn ở Đăng Thiên Lâu. Tần Phong vừa định bước lên Đăng Thiên Lâu, lại bị một người đưa tay cản lại. Đối phương tóc bạc trắng, hai mắt híp thành một đường chỉ, chẳng phải là nhị sư huynh tôn kỳ sao. Sư huynh, huynh đây là có ý gì? Lão sư trước đó đã dặn dò, hôm nay ai cũng không gặp. Tôn kỳ cười tủm tỉm nói. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng ta có chuyện quan trọng muốn nói với lão sư. Phiền sư huynh lên thông báo một tiếng, Tôn Kỳ nghe vậy, từ trong ngực lấy ra hai chiếc khóa bằng bạch kim. Tần Phong nhận ra vật này, đây là trường mệnh tỏa, là vật đeo trên cổ trẻ sơ sinh, có ý nghĩa cầu phúc, cầu cho đứa trẻ khỏe mạnh trưởng thành. Lão sư đã biết ý đồ đến đây của ngươi, cố ý để ta ở đây chờ, đem hai cái trường mệnh tỏa này giao cho ngươi. Tiểu sư đệ cũng không cần quá lo lắng, hai đứa con chưa trả đời của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lão sư đã sớm tính toán được, xem ra nội dung trong giấc mơ phần lớn là thật, mà lão sư từ chối tiếp khách chẳng lẽ là không muốn gặp ta tần phong khó hiểu cẩn thận từng ly từng tí nâng hai cái trường mệnh tỏa trong lòng bàn tay hai cái trường mệnh tỏa này không giống nhau một cái ở giữa có một hình kim long nhỏ một cái khác bên trên là một thanh kiếm sống động như thật có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc của hắn tôn kỳ giải thích khóa có hình kim long cho con gái đeo khóa có kiếm văn cho con trai đeo tần phong nghi ngờ hỏi sư huynh làm sao có thể khẳng định nương tử nhà ta nhất định sinh một trai một gái Ta cùng sư huynh và các sư đệ đều đã tính cho ngươi rồi, sẽ không sai đâu. Tôn Kỳ tự tin nói. Tần Phong nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Đám người này thật sự là một chút cũng không tôn trọng sự riêng tư của con cái hắn. Tiểu sư đệ có vẻ không được vui. Tần Phong thành thật trả lời. Là một người cha, ta hy vọng mình là người đầu tiên biết con mình là trai hay gái. Sư huynh có thể hiểu được cảm giác của ta không? Thì ra là vậy. Tôn Kỳ vuốt cầm suy tư. Vậy lần sau chúng ta sẽ không tính nữa. Còn có lần sau nữa tần phong khóe miệng giật giật lười để ý tới cất trường mệnh tỏa liền muốn cáo từ rời đi đúng lúc này tôn kỳ lại bổ sung một câu đúng rồi tiểu sư đệ danh hiệu văn đế và thánh tiên đều không tốt lắm hay là ngươi nghĩ cái khác đi tần phong bước chân khựng lại lập tức sững sờ tại chỗ hắn dường như đã hiểu vì sao lão sư không muốn gặp hắn tiên giới thiên địa đổ nát chư sơn treo lơ lửng trên không trung nhìn tới đâu cũng thấy tàn tích đổ nát đá vụn như trường giang bao quanh chư sơn quái vật hình dạng gớm ghiếc đi lang thang khắp nơi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai nơi này hiển nhiên đã thất thủ trong một vực sâu thăm thẳm như hố đen rất nhiều bóng đen đứng ở hai bên có cái hình người có cái giống dã thú cũng có cái to lớn như núi non phía trước bọn chúng là một con ngươi khổng lồ cứ như vậy trôi nổi lẻ loi quỷ dị lại khiến người ta sởn tóc gáy dạ du thần thất bại rồi tạo hóa thân của hắn đã bị hủy tên thành hoàng kia trăm phương ngàn kế cản trở nếu không chúng ta đã sớm có thể thu thập đủ nguyện lực, ở nhân gian dùng tạo hóa thân dáng thế. Thiên đế biến mất ngàn năm, đám người kia vậy mà vẫn không từ bỏ ý định, vẫn còn cố chấp. Phong ấn của Côn Lôn Sơn vẫn còn, chứng tỏ thần tính của thiên đế vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhất định phải nhanh chóng tìm được tiên thiên nhất khí, triệt để tiêu diệt hắn. Nhưng mà hương hỏa nguyện lực không đủ, tiên giới liệt phùng còn bị phong ấn cường đại ngăn cản, chúng ta làm sao xuống hạ giới. Đúng lúc này, trong con ngươi khổng lồ, lóe lên một tia hồng quang tất cả thần ma đều im như ve sầu mùa đông truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần phong trở về tần phủ bước vào đại sảnh thì khựng người hắn vốn tưởng nhà an đã trở về hoàng cung không ngờ sau khi hai người chia tay ở chảm yêu ti nàng lại quay về đây lúc này nhà an đang cùng nhị phu nhân cười nói vui vẻ còn ân cần hỏi han liễu kiếm ly và thương phi lan miệng lúc nào cũng tỉ tỉ muội muội trong ấn tượng của tần phong Hình ảnh người đọc sách an nhã kiêu ngạo bất tuân kia dường như đã dần phai nhạt. Sao muội còn ở đây? Không phải đã về rồi sao? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Chưa đợi Nhã An trả lời, nhị phu nhân liền trách mắng: Phong Nhi, sao lại nói chuyện như vậy? Người ta Nhã An muốn đến thì đến. Tần Phong ngẩn người. Người mẹ kế luôn yêu thương hắn đâu rồi? Nhã An liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, sau đó mỉm cười hỏi: Bá mẫu, lần trước con mang từ hoàng cung về cho người hộp son dùng có hợp không ạ? dùng rất tốt, so với mấy thứ ở dục tú phường tốt hơn nhiều, ta soi gương thấy mình như trẻ ra mấy tuổi. Bá mẫu nhìn vốn đã trẻ trung, lần đầu tiên gặp người, con còn tưởng người chỉ hơn con vài tuổi. Phụ nữ ai mà chẳng thích nghe lời khen, nhị phu nhân nghe vậy, rõ ràng vui mừng lắm, nhưng miệng vẫn nói không có chuyện đó đâu, đừng nói bậy. Khóe miệng tần phong giật giật, có chút kinh ngạc nhìn nhã an. Tên này lại giỏi nịnh nọt như vậy sao? Nhị phu nhân quả thật dung mạo xinh đẹp, lại biết cách giữ gìn nhan sắc nhìn có khí chất phu nhân quyền quý nhưng nói nhìn trẻ như nhà an thì có hơi khoa trương dù sao tuổi tác thật sự vẫn còn đó cảm nhận được ánh mắt của tần phong nhà an nghiêng đầu nhìn sang nghi hoặc hỏi sao vậy lời con vừa nói có gì không đúng sao không hoàn toàn đúng tần phong vô thức đáp nhị phu nhân nhìn sang trên mặt mang theo ý cười hai mắt hơi nheo lại nguy hiểm tần phong trong lòng thắt lại vội vàng phản ứng nếu ta và nhị nương cùng ra ngoài e là người ngoài sẽ tưởng là huynh muội muội nên nói tuổi nhị nương lớn hơn một chút mí mắt nhà an giật giật thầm mắng một tiếng mặt dày nhưng nhị phu nhân lại rất hưởng thụ nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ đúng lúc này lam ngưng xương từ ngoài đại sảnh bước vào bưng khay trà mới pha rót cho mọi người mỗi người một chén chỉ riêng đến lượt tần phong chén trà lại trống không tần phong ngẩn người ngưng xương trà của ta đâu Lam Ngưng Sương cười gượng, cô ra, trà đã rót hết rồi ạ. Tần Phong nhìn kích thước ấm trà, lại đếm số chén trà đã được rót đầy, sao cũng không giống như đã dùng hết. Hắn định nói gì đó, nhưng lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo trong nụ cười của Lam Ngưng Sương. Lúc này, Tần Phong chợt nhớ ra, sáng nay lúc hắn nói phụ nữ ngoài nương tử ra đều là hồng nhan họa thủy, Ngưng Sương cũng có mặt. Hết thì hết vậy, ta cũng không khát lắm. Tần Phong cười gượng. Vâng, cô ra, trong sân tần phủ tần an tay cầm trường đao màu đen đang điều hòa hơi thở hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong chỉ còn cách tam phẩm võ phu một bước chân điều còn thiếu duy nhất chính là một chút tích lũy mà thôi thực tế nếu nửa năm nay tần an không ở lại phụng thiên thành mà cùng trấn thiên nhất du lịch nam vực e là đã sớm mượn thượng cổ thần tức trong thiên địa bước vào tam phẩm không có tiên giới liệt phùng như phụng thiên thành nồng độ thượng cổ thần tức quả thật quá thấp nghe thấy tiếng động ở hành lang, Tần An quay đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi, đại ca sao không ở trong đại sảnh bầu bạn hai vị tẩu tử. Bởi vì đại ca ở đó giống như người ngoài cuộc bị ghét bỏ, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tần Phong thầm lầm bầm một tiếng, sau đó hỏi, tu luyện thế nào rồi, khi nào có thể chính thức bước vào tam phẩm. Nhị đệ nhìn trường đao trong tay, còn thiếu một chút nữa, sư phụ trước kia có nói với ta, võ phu tu luyện chú trọng nước chảy thành sông, không thể quá nóng vội ừm lần này đi tuy dương thành gặp được đao cuồng tiền bối ông ấy nói với ta đệ đã ở phụng thiên thành nửa năm rồi cũng nên trở về nam vực cùng ông ấy tu luyện lịch lãm nghe vậy thần sắc nhị đệ rõ ràng có chút biến hóa tần phong an ủi ta biết đệ không đỡ nhị nương thời gian phụ thân rời đi nếu không có đệ bầu bạn nhị nương chưa chắc đã có thể chống đỡ được nhưng nam nhi trí tại bốn phương đệ là võ phu không thể nào cứ mãi ở lại đây bây giờ ta đã trở về nhị nương có ta bầu bạn là được rồi đệ cứ yên tâm đi nam vực lịch lãm đi tần phong vỗ vai nhị đệ như một người cha nghiêm túc nói hy vọng lần sau gặp lại đệ đã trở thành tam phẩm võ phu vang danh đại càn đúng lúc này hình thịnh đến báo nhị công tử bạch thu cô nương đến tìm người nhị đệ lập tức lộ vẻ vui mừng đáp ta ra ngay đây đại ca ta ra ngoài một chuyến có chuyện gì đợi ta trở về rồi nói sau vừa dứt lời hắn đã như một cơn gió lao ra khỏi tần phủ tần phong thấy vậy ngây người thảo nào nửa năm nay đao pháp của nhị đệ không có tiến bộ rõ rệt, hắn vốn tưởng là do ở Phụng Thiên Thành, hóa ra là trong lòng có nữ nhân. Cửu trọng ngục, tầng thứ bảy, trong không gian u ám, một điểm đỏ tươi sáng lên. Ảo ảnh con mắt khổng lồ xuất hiện, nó liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở góc tường. Vô số sợi xích trói buộc quỷ Phật, nó vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì. Sáu con mắt lập tức đỏ ngầu, sau đó vùng vẫy dữ dội. Phong ấn kim quang hiện ra, tiếng xèo xèo ăn mòn vang lên quỷ diện nhân số 2 cũng bị phong ấn ở đây, nghe thấy động tĩnh, hắn lên tiếng, cửu trọng ngục vốn do chấn thần ti ngự canh giữ, mà phong ấn áp chế ngươi và ta là do thiên giám quốc sư tự mình thi triển. Ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn ở lại đây là tốt nhất. Nơi này không ai có thể ra ngoài, cũng không ai có thể vào. Nói đến đây, hắn đột ngột im bặt. Quỷ diện nhân nhìn ra ngoài lồng giam, con người sau lớp mặt nạ đột nhiên trợn to. Con mắt khổng lồ kia là thứ gì? Làm sao nó có thể vào được cửu trọng ngục? nỗi sợ hãi, kiêng rè, lập tức dâng lên trong tim. Còn ánh nhìn thờ ơ của con người khổng lồ kia, càng khiến hắn lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Thực lực của thứ này, tuyệt đối đã đạt đến siêu thoát chi cảnh, uy áp nó mang đến, thậm chí còn mạnh hơn cả Trúc Long năm xưa. Những tên tội phạm khác bị giam giữ ở tầng thứ bảy, cũng nhận ra sự tồn tại của con mắt khổng lồ, đều nhìn sang. Dù đã bị giam cầm lâu ngày, nhưng nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết, vẫn khiến bọn chúng im thiên thít con mắt trôi nổi đến trước lồng giam của quỷ Phật, nó lập tức ngừng vùng vẫy, ba cái đầu Phật, sáu con mắt trừng trừng, ánh sáng trong mắt nhanh chóng lụi tàn. Đã tìm được kẻ nắm giữ sinh tử đạo tắc của thiên địa này chưa? Giọng nói the thế vang lên, đó là từ con mắt khổng lồ. Lời vừa dứt, quỷ diện nhân kinh hãi vô cùng, hắn làm sao có thể ngờ tới, quỷ Phật lại quen biết với tồn tại quỷ dị này. Lúc chấn linh quan giao chiến, nguyên nhân táng thiên thảm bại, ngoại trừ tên tiểu tử kinh thiên động địa kia ra, chính là trong đội ngũ xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội dẫn đến kế hoạch của táng thiên hoàn toàn thất bại ban đầu hắn còn tưởng rằng quỷ phật là kẻ ít có vấn đề nhất nhưng nhìn hiện tại nó cũng là tồn tại thuộc về một bên khác lén lút liếc mắt nhìn sang lúc này quỷ phật giống như một con rối gỗ bị điều khiển bị xiềng xích phong ấn treo lơ lửng thân thể rũ xuống giọng nói hoàn toàn khác biệt từ trong cơ thể quỷ phật vang lên tiên giới tây vực chư phật còn lưu lại một tia phật tính trong tạo hóa thân này ý thức của ta có thể ra ngoài không nhiều Ban đầu còn muốn mượn âm dương đạo tắc của trúc long, tìm kiếm người trưởng đạo giả thiên địa sinh tử đạo tắc nơi đây. Nhưng biến số xuất hiện từ hư không kia, lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch, điểm này, ngươi hẳn đã nhìn thấy. Biến số kia, tự nhiên là chỉ Tần Phong. Tên tiểu tử kia trên người có tiên thiên nhất khí, hơn nữa còn có lực lượng thần bí che chở, thêm nữa người trưởng thiên mệnh chi đạo nơi đây luôn che giấu tầm mắt của ta. Tiên giới cùng u minh quỷ giới đã lung lay sắp đổ lại không ngờ rằng nhân gian là nơi thiên địa pháp tắc yếu nhất lại khiến cho chúng ta không tìm được cơ hội nhúng tay quỷ phật đáp trưởng đạo giả nơi đây thực lực không yếu hơn nữa gần như dung hợp làm một với thiên địa pháp tắc cho nên sự áp chế đối với tồn tại ngoại giới quá lớn lực lượng thôn vệ đạo tắc của chúng ta gần như không thể thi triển nếu không phải như thế năm đó thần ma giáng thế chi chiến chính là lúc thiên địa nơi đây bị lật đổ quỷ diện nhân nghe vậy trong lòng kinh hãi không thôi, thứ mà đối phương nói bị thiên địa pháp tắc che chắn, hắn không thể nghe rõ, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, trong truyền thuyết thượng cổ, thần ma giáng thế phía sau, lại là do những tồn tại quỷ dị này thúc đẩy. Hơn nữa, có thể thôn phệ đạo tắc, đây là năng lực đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng, ở nhân gian, người có thể lĩnh ngộ đạo tắc, cho dù là mấy ngàn năm qua, cũng là phượng mau lân giác. Giác, da của quỷ Phật, đột nhiên như sơn bong chóc, bên trong lộ ra huyết nhục hung dữ, không chịu nổi nữa con mắt khổng lồ nói ừm bị phật tính cùng thiên địa pháp tắc nơi đây bài xích ý thức của ta e là không thể tồn tại lâu được người không tiếc bất cứ giá nào hiện thân trước mặt ta đánh thức ý thức của ta trong tạo hóa thân này hẳn là không chỉ đơn thuần là vì nói những điều này chứ quỷ phật hỏi tạo hóa thân của chư phật tiên giới tây vực vô cùng kiên cố nhưng năm đó bọn họ vì đề phòng chúng ta mượn cơ hội này giáng thế đã tự hủy tạo hóa thân để thế nhân thờ phụ hiện nay tạo hóa thân của tiên phật lưu lại trên thế gian không nhiều, không dùng thì lãng phí. Thì ra là thế, nhưng tạo hóa thân này e là không thể nào chống đỡ siêu thoát chi cảnh dáng thế. Con mắt khổng lồ không để tâm, dùng thần hồn cường giả nơi đây, thêm nữa ý thức còn sót lại của ngươi ngưng luyện một phen là được. Lời vừa dứt, bao gồm cả quỷ diện nhân, tất cả những tồn tại bị giam cầm ở tầng thứ bảy, đều thoát tim. Nơi này chính là cửu trọng ngục, ngoại trừ bọn họ ra, còn có thần hồn cường giả nào khác. Tên này muốn ngưng luyện tất cả chúng ta, hắn không sợ kinh động đến thiên giám quốc sư cùng chấn thần ti ngự. Quỷ diện nhân kinh hãi không thôi. Con mắt khổng lồ liếc nhìn xung quanh, ánh sáng đỏ sẫm như nòng nọc, bơi về phía các lồng giam. Tất cả mọi người như lâm đại địch, bọn họ muốn phản kháng, nhưng phong ấn của cửu trọng ngục lại khiến bọn họ không thể động đậy. Hồng quang như nòng nọc, bơi đến trước mặt đám tù nhân, cái miệng đột nhiên há ra, kích thước tăng lên gấp bội, hàm răng sắc nhọn kia, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Chúng hung hăng cắn về phía đám tù nhân, những người này thực lực ít nhất cũng đạt tới tam phẩm, có người lấy tu luyện nhục thân làm chủ, sớm đã đạt tới cảnh giới thần vũ kim cang bất hoại. Thế nhưng đối mặt với những con nòng nọc quỷ dị này, huyết nhục cứng rắn của bọn họ lại như đậu vũ, dễ dàng bị công phá, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Có tù nhân bị hồng quang nòng nọc gặm nhấm gần nửa thân thể, thậm chí ngay cả tim cũng bị nuốt chửng, kết quả lại vẫn không chết. Lực lượng quỷ dị đáng sợ duy trì sinh cơ của bọn họ, để bọn họ trong sợ hãi và đau đớn tuyệt vọng nhìn thân thể mình từng chút từng chút bị ăn mòn gần như không còn. Quỷ diện nhân số 2 nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Hồng quang nòng nọc đã bơi về phía hắn, nỗi sợ hãi cái chết khiến hắn liều mạng dễ dụa, nhưng lại vô dụng. Không bao lâu sau, tầng thứ 7 của cửu trọng mục lại khôi phục yên tĩnh. Hình như chạy mất nửa. Quỷ Phật lên tiếng. Thần ma di hài trưởng khống hư không đạo tác thôi được. Trước mặt con mắt khổng lồ, thần hồn của cường giả bị nén thành một quả cầu, bên trong vô số khuôn mặt đang giữ tợn vặn vẹo gào thét, đây đều là vong hồn của đám tù nhân. Nhanh lên một chút, trưởng đạo giả nơi đây không phải tầm thường, đặc biệt là người trưởng thiên mệnh đạo tắc kia, hắn sẽ nhận ra sự tồn tại của ngươi. Quỷ Phật nhắc nhở, không cần ngươi nói nhiều. Bên bờ cửu khúc hà, chấn thần ti ngự đang câu cá bỗng nhiên đứng dậy. Cửu khúc hà kỳ thực là phong ấn hư không của cửu trọng ngục, gợn sóng xuất hiện dưới mặt sông, có thể phản chiếu tình huống bên trong cửu khúc hà thế nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được, tầng thứ bảy của cửu trọng ngục truyền đến khí tức quỷ dị. Đột nhiên, một đạo bạch quang chiếu xuống bên cạnh hắn, hóa thành thân ảnh của thiên giám quốc sư. Người sau cao mày, không nói hai lời, ngón tay khẽ điểm, hư không như mặt hồ nổi lên gợn sóng, hình ảnh tầng thứ bảy của cửu trọng ngục in vào mắt hai người. Thân thể bọn họ lóe lên, cùng nhau chui vào trong đó. Theo thiên giám quốc sư vung tay áo lên, ánh sáng trong trẻo trong nháy mắt chiếu sáng nơi này lồng giam vốn nên giam giữ những tên tội phạm hung ác tày trời lúc này lại trống rỗng đối phương có thủ đoạn che giấu thiên cơ có thể tránh được thiên mệnh của ta thiên giám quốc sư sắc mặt ngưng trọng chấn thần ti ngự bổ sung kẻ địch thực lực rất mạnh nhiều nhất là trong thời gian một nén nhang hắn đã giết chết tất cả mọi người ở đây hơn nữa không tốn chút sức lực nào hắn luôn ở bên bờ cửu khúc hà canh giữ cửu trọng ngục nếu tốc độ giết người của kẻ địch quá chậm hoặc là gây ra động tĩnh quá lớn nhất định sẽ không thoát khỏi sự cảm nhận của hắn u minh quỷ giới không có động tĩnh nói rõ thần hồn của người chết không bị lôi kéo xuống không ngoài hai khả năng thứ nhất thần hồn của những người này cùng với nhục thân đều bị tiêu diệt gần như không còn thứ hai kẻ địch dùng thủ đoạn nào đó thu liễm hoặc là dung hợp thần hồn của bọn họ thiên giám quốc sư phân tích như vậy trấn thần ti ngự liếc mắt nhìn sang dưới mí mắt người ta mà làm ra chuyện như vậy thật đúng là không coi người ta ra gì có thể thi triển tiên pháp kính hoa thủy nguyện tái hiện lại những gì đã xảy ra ở đây không đối phương có thể tránh được thiên mệnh của ta nhất định là che giấu cả sự cảm nhận thiên cơ nơi đây của ta cho dù thi triển kính hoa thủy nguyện cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt vậy những đệ tử của ngươi thì sao trấn thần ti ngự lại hỏi thiên giám quốc sư không trả lời chỉ lắc đầu ngay cả hắn cũng không thể bói toán được những đệ tử kia làm sao có thể làm được ngay lúc này hắn như nghĩ tới cái gì mở miệng nói ta suýt nữa thì quên có một người có lẽ có thể làm được tiên thiên nhất khí từ thuở hỗn độn khai thiên đã tồn tại không ở trong âm dương không ở trong ngũ hành người trưởng tiên thiên nhất khí cũng là như thế chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio cô ra chúng ta làm như vậy có ổn không tại góc sân của đạo quán kiếm đạo minh ở phụng thiên thành hai bóng người lén lút nấp sau hòn giả sơn hai người này chính là tần phong và hình thịnh từ sau khi nghe được từ miệng hình thịnh rằng quan hệ giữa nhị đệ và tiểu nha đầu bạch thu ngày càng thân mật trong lòng tần phong liền dâng lên một cỗ bát quái à không là lòng yêu thương đệ đệ liền không thể kìm nén được nữa có gì mà không ổn hiện tại cha không còn nữa huynh trưởng như cha ta là đại ca của nó quan tâm một chút đến tình hình tu hành và chuyện tình cảm của nó chẳng phải là hợp tình hợp lý sao tần phong vẻ mặt chính trực nói nếu đã hợp tình hợp lý vậy cô ra tại sao phải trốn chui trốn nhủi mà không trực tiếp ra mặt còn nữa, cô già có thể đừng có nắm lấy vạt áo của ta nữa được không? Hình Thịnh nghiêng đầu nhìn Tần Phong đang lấy mình làm lá chắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hình Thịnh mặc y phục màu đen chính là một tấm bình phong tự nhiên, hoàn mỹ dung hợp với bóng tối của giả sơn. Tần Phong lại nghiêng người sang một bên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người đang lấy cớ luận bàn võ nghệ, liếc mắt đưa tình với nhau trong sân. trong sân, nhị đệ và bạch thu đao kiếm chạm nhau, tiếng kim minh vang lên không dứt cơ khí va chạm tạo thành cuồng phong thổi cho cỏ cây trong sân ngả nghiêng sau một phen giao thủ hai người điểm đến là rừng vừa dùng ánh mắt thâm tình nhìn đối phương vừa thổi phồng lẫn nhau vô tình chạm vào nhau cũng có thể khiến hai người trong nháy mắt đỏ mặt tình ý giặt rào cảm nhận hơi thở chua lét ập vào mặt nhìn nhị đệ rụt rè tần phong sốt ruột bộ dạng hận sắt không thành thép nhị đệ ta đúng là ngu ngốc lúc này còn giữ kẽ cái gì mau lên nắm tay nàng đi vẫn còn thảo luận chi tiết và thiếu sót trong lúc luận bàn vừa rồi bây giờ là lúc nói chuyện võ đạo sao hừ tiểu nha đầu bạch thu đã ám thị rõ ràng như vậy rồi nhị đệ còn không động lòng đổi lại là ta đổi lại là ngươi thì sao giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh tần phong tần phong không cần suy nghĩ lập tức đáp đổi lại là ta làm sao có thể kéo dài đến bây giờ còn chưa xác định quan hệ e là đã sớm gạo nấu thành cơm rồi ra là vậy quả nhiên là nam tử có thể cưới được liễu kiếm ly và thương long nhất mạch của long tộc thủ đoạn như vậy thật sự là khiến nam tử thế gian phải ngưỡng mộ tần phong nghe vậy liền cảm thấy không đúng giọng nói này không giống của hắc than đầu hắn lần theo tiếng nói nhìn lại sau đó ngây người chỉ thấy một nam tử trung niên khí chất bất phàm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn một thân bạch y như tiên dáng trần tay phải đặt trên chuôi kiếm bên hông lộ ra nụ cười hiền lành tần phong lúng túng hỏi bạch ngạn tiền bối sao lại đến phụng thiên thành nhận lời nhờ vả của người khác tiện đường đến xem tiểu nữ nhà ta một chút, ngược lại là hai người các ngươi, tại sao lại trốn ở đây? Bạch ngạn cười mà như không cười. Đi ngang qua đây, đột nhiên muốn đi tiểu. Tần Phong cười gượng đáp, sau đó dùng khuỷu tay huyết huyết hình thịnh phía trước. Người sau phản ứng lại, vội vàng đáp, đúng đúng, có lẽ là trước khi ra ngoài uống trà nhiều nước quá, nhất thời có chút nhịn không được. Chúng ta muốn mượn nhà xí một chút, nhưng tìm mãi không thấy, nên muốn tìm một chỗ kín đáo, tiện tay giải quyết luôn. Tần Phong bổ sung. Vậy thì kỳ quái rồi, đạo quán của kiếm đạo minh ở chỗ này, lúc trước là do tần công tử và thần công phòng cùng nhau xây dựng mà thành. Bố cục nơi này ngươi sợ là còn quen thuộc hơn ta, sao lại không tìm thấy nhà sĩ ở đâu? Bạch ngạn cười lạnh một tiếng. À, tần phong sắc mặt cứng đờ, vậy mà lại quên mất chuyện này. Hắn còn muốn miệng, giải gì đó, bạch ngạn lại đặt tay lên vai hắn. Truyền âm nói, thu nhi ở bên cạnh tiểu tử nhà ngươi, ta không phản đối. Nhưng trong quá trình hai đứa nó ở chung, ta không hy vọng ngươi nhúng tay vào ngươi hiểu ý ta chứ dứt lời bàn tay bạch ngạn khẽ dùng lực tần phong chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu như thể trên vai đang gánh một ngọn núi biết thế đã không nhiều chuyện rồi tần phong trong lòng ấm ức liều mạng gật đầu khi tần an và bạch thu nhìn thấy tần phong cùng những người khác bước ra từ phía sau giả sơn đều lộ vẻ hoảng hốt khoảng cách giữa hai người cũng trong nháy mắt kéo ra xa hơn rất nhiều bạch thu kìm nén cảm xúc Nặn ra một nụ cười, chạy nhảy đến trước mặt Bạch Ngạn làm nũng nói, "Cha, sao cha đến đây mà không nói trước với con một tiếng, để con còn chuẩn bị chiêu đãi cha chứ? Nếu ta mà không đến, e là sắp được bế cháu rồi." Bạch Ngạn không để ý tới nàng, mà nhìn về phía Tần An. Người sau lập tức nắm chặt hắc đao trong tay, hiển nhiên là vô cùng căng thẳng. Cũng coi như không tệ, tuổi còn trẻ như vậy, khí cơ trong cơ thể đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong, giả với thời gian, nhất định có thể bước vào tam phẩm chi cảnh. Trấn Thiên Nhất quả nhiên đã thu nhận được một đồ đệ tốt. Bạch Thu nghe vậy, vui mừng khôn xiết, đúng vậy cha, huynh ấy lợi hại lắm, nói không chừng sau này còn có thể vượt qua vô song tỷ tỷ. Chưa qua cửa đã bắt đầu bênh vực người ngoài rồi. Nếu đã qua cửa, chẳng phải ngay cả ta là cha ruột cũng có thể đạp một cước sao. Bạch Ngạn lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi mà nói. Tỷ tỷ ngươi ở Nam vực lịch lãm, sắp sửa chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm rồi. Còn ngươi thì sao? Bước vào tứ phẩm cảnh giới đã lâu như vậy, vậy mà không có chút tiến bộ nào ta cho ngươi thêm nửa năm nữa nếu vẫn như vậy thì đừng ở lại phụng thiên thành này nữa cùng tỷ tỷ ngươi đến nam vực lịch lãm hả tần an và bạch thu đồng thanh trong giọng nói rõ ràng là không muốn tần phong ở bên cạnh chứng kiến khóe miệng giật giật đã ăn ý với nhau đến mức độ này rồi sao bạch thu đương nhiên không muốn rời đi liều mạng phản đối nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối sự phản đối của nàng có vẻ yếu ớt vô lực con muốn về bạch đế thành nói cho nương biết Bạch Thu mang theo giọng điệu nức nở, thi triển ra tuyệt chiêu. Sắc mặt Bạch Ngạn lập tức thay đổi, thái độ cũng không còn cứng rắn như trước. Tần Phong nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tại sao những người ta quen biết cơ bản đều sợ vợ vậy? Khí phách đâu, nam tử hán đại trượng phu khi nào mới có thể ngẩng cao đầu? À, ta cũng sợ vợ, vậy không sao rồi. Kết quả cuối cùng của trận chiến rằng co, rõ ràng là Bạch Thu chiếm thế thượng phong. Bạch Ngạn chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ nữ đại bất trung lưu hắn đương nhiên không phải muốn đánh uyên ương chỉ là càng biết nhiều chuyện hắn càng hiểu rõ thiên địa này đang ở trong tình cảnh gì mà muốn sinh tồn trong loạn thế tương lai chỉ có nâng cao thực lực của bản thân mới là trọng yếu nhất còn chuyện nam nữ tình trường tự nhiên phải tạm gác lại đúng rồi cha nói nhiều như vậy con vẫn chưa biết rốt cuộc cha đến phụng thiên thành là vì chuyện gì bạch thu tò mò hỏi bạch ngạn trầm ngâm một lát mới nghiêm mặt nói nửa năm trước sau trận chiến chấn linh quan tiêu diệt trúc long ta vâng mệnh của Thiên Giám Quốc sư phân thân, canh giữ Nam vực cực cảnh. Tần Phong khó hiểu, mối đe dọa lớn nhất của Nam vực cực cảnh chính là đến từ Ca Lâu La tộc của Linh Sơn. Nhưng trận chiến trúc long, Linh Sơn sụp đổ, Ca Lâu La tộc cũng toàn quân bị diệt, tại sao lão sư còn muốn ngài canh giữ nơi đó? Lúc trước sau khi đại chiến thảm thắng, Nam vực Trảm Yêu, Ti bao gồm Thần Hầu quân và Võ Hầu quân đã cẩn thận dọn dẹp chiến trường một lượt, chính là vì muốn xác nhận Ca Lâu La tộc không còn tàn dư, sẽ không có cơ hội ngóc đầu dậy nữa cho nên Tần Phong có thể khẳng định điều này. Lúc đó ta cũng khó hiểu, cho đến khi ta nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cực cảnh. Các ngươi đã bao giờ tò mò, bên ngoài biên giới đại càn tứ vực, rốt cuộc là cái gì hay không? Bạch ngạn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sở. Hình thịnh từng là tiền phong tham lĩnh của thần hầu quân, theo quân đội chinh chiến nhiều nơi, đối với địa lý đại càn coi như là khá am hiểu. Hắn mở miệng định nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là. Nói được một nửa, lại đột nhiên dừng lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trong ký ức của mình vậy mà không có bất kỳ ấn tượng nào về những gì bên ngoài đại càn tứ vực không chỉ có hắn ngay cả tần phong đọc nhiều sách vở xem hết địa lý thiên hạ cũng không nhớ rõ trong quyển sách nào có ghi chép dù chỉ là một câu ngắn ngủn về bên ngoài đại càn tứ vực bạch thu gãi gãi đầu tò mò nói chuyện này có gì đâu nói không chừng tận cùng của thiên hạ chính là tứ vực cực cảnh đấy tần an ở bên cạnh lười động não gật đầu đồng ý cũng có lý ý nghĩ này vừa xuất hiện tần phong chỉ cảm thấy ra đầu tê dại tại sao ta lại cảm thấy suy nghĩ hoang đường này có lý phải biết rằng trình độ khoa học của người xưa có hạn thậm chí từng cho rằng trời tròn đất vuông nếu đã như vậy trong nhận thức của bọn họ thiên địa có biên giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng thân là một người xuyên việt phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ lao tần phong biết rõ một điều trái đất hình tròn cho nên thiên địa này không thể nào có cái gọi là biên giới mà bên ngoài đại càn tứ vực cực cảnh, nhất định có những khu vực khác. Tại sao khi ta xem qua các loại địa lý trí của đại càn, lại chưa bao giờ tò mò về điều này? Thậm chí từng cho rằng, biên giới của đại càn chính là ở tứ vực cực cảnh. Hơn nữa lịch sử của đại càn cũng không ngắn, dòng dã mấy ngàn năm, thậm chí có thể truy ngược về thời thần ma giáng thế. Tại sao trong khoảng thời gian dài như vậy, lưu lại nhiều địa lý trí như vậy, lại không ai tò mò về bên ngoài tứ vực cực cảnh? Nếu không phải hôm nay Bạch Ngạn Tiền bối nhắc đến, ta vẫn sẽ không hoài nghi những điều này, thậm chí còn cho là chuyện đương nhiên. Giống như vừa rồi, dường như cũng có một loại lực lượng vô hình mê hoặc ta đi tin tưởng lời nói của tiểu nha đầu Bạch Thu kia. Hiện tượng kỳ quái này khiến Tần Phong không khỏi liên tưởng đến cấm danh của những tồn tại siêu thoát chi cảnh, bị thiên địa pháp tắc che giấu. Có thể khiến người đời cảm thấy vốn dĩ nên như vậy, e rằng cũng chỉ có thiên địa pháp tắc mới có thể làm được. Nói cách khác, bên ngoài tứ vực cực cảnh, nhất định có thứ gì đó vượt qua nhận thức của người thường cần phải bị pháp tắc của thiên địa này che giấu vậy tiền bối rốt cuộc ngài đã nhìn thấy gì tần phong nhịn không được hỏi dứt lời theo một trận bạch quang rơi xuống tần an ba người đột nhiên đi về phía xa tần phong thấy vậy vẻ mặt kinh ngạc mấy người định đi đâu vậy bạch thu ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc còn có thể làm gì nữa không phải đã nói xong là nghênh đón cha ta đến vọng nguyệt cư của huynh dùng bữa tối sao bây giờ đi qua đặt chỗ trước chẳng phải vừa hay sao đúng vậy đại ca sao huynh lại quên nhanh như vậy nhị đệ cười nói vừa nói ba người liền đi xa dần tần phong chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ xương cụt chạy thẳng lên thiên linh cái thiên địa pháp tắc đang sửa đổi ký ức của nhị đệ bọn họ khiến bọn họ quên mất chủ đề vừa rồi liên quan đến bên ngoài tứ vực cực cảnh nhưng tại sao ta lại không sao hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên bạch ngạn tiền bối nhìn ba người đang vừa đi vừa cười nói cũng nhíu mày bạch ngạn tiền bối ngài còn nhớ rõ mình vừa nói gì không tần phong nuốt nước miếng hỏi bạch ngạn thở dài một tiếng bây giờ ta mới hiểu tại sao lúc trước thiên giám quốc sư lại dặn ta không được nói chuyện bên ngoài cực cảnh cho người khác biết nếu ta đoán không lầm người dưới tam phẩm chưa từng chịu đựng thiên địa bá quyền ấn chứng ký ức sẽ bị thiên địa pháp tắc làm mờ khiến bọn họ không thể nhớ lại bất kỳ chuyện gì liên quan đến bên ngoài cực cảnh mà ngươi đã bước vào tam phẩm cho nên có thể chống lại thiên địa pháp tắc này thì ra là vì nguyên nhân này tần phong sắc mặt trầm xuống Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên trong đầu hai người bọn họ. Đến cửu khúc hà, là giọng nói của lão sư. Tần Phong nhìn về phía bạch ngạn, hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông. Bên bờ cửu khúc hà, lão giả tóc bạc dâu đen đã chờ đợi từ lâu. Tần Phong nhìn từ xa, nhỏ giọng nói, vị lão giả này thích câu cá bên bờ cửu khúc hà. Ta và ông ấy cũng coi như có vài lần gặp mặt, nhưng đến nay ta vẫn không biết ông ấy rốt cuộc là ai. Bạch tiền bối, Chúng ta không cần để ý đến ông ấy, lão sư bảo chúng ta đến đây, hẳn là ở gần đây." Bạch Ngạn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, "Ngươi thật sự không biết ông ấy là ai?" Bạch Ngạn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Chấn Thần Ti Ngự tọa trấn Phụng Thiên Thành, đã rất lâu rồi không ra tay. Ngay cả trận chiến giữa Atula Vương Sát Thiên La và Chấn Thần Ti Ngự, người sau cũng dùng khí cơ che chắn xung quanh, người ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang, lại không thể nhìn rõ bóng người dưới kim quang cho nên người đời đối với dung mạo thật sự của chấn thần ti ngự đều không hiểu rõ, chỉ có một câu giống như thần nhân, cái thế vô song. Bạch ngạn không trả lời câu hỏi của tần phong, mà đi đến gần lão giả, chắp tay cúi người nói, vãn bối bạch ngạn, bái kiến chấn thần ti ngự. Lời này vừa nói ra, tần phong như bị xét đánh. Vị lão giả này chính là chấn thần ti ngự, sư phụ của lão cha, tồn tại ngang hàng với thiên giám quốc sư. Chấn thần ti ngự gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía tần phong, lộ ra vẻ hài lòng, hổ phụ vô khuyển tử trận chiến trấn linh quan và tuy dương thành người làm rất tốt đều là vãn bối nên làm tần phong cung kính đáp đi theo ta trấn thần ti ngự dứt lời xoay người đi về phía cửu khúc hà nước sông dâng lên gợn sóng lão giả bước đi trên không hư không dường như ngưng kết thành một tầng băng xương kéo dài đến tận dòng nước đang cuồn cuộn ở cuối con đường băng xương không gian lại hiện ra một khung cảnh khác đây là thủ đoạn gì Tần Phong âm thầm nuốt nước miếng, cùng Bạch Ngạn theo sát phía sau. Theo tầm mắt tối sầm lại, Tần Phong nhìn quanh bốn phía, hiện ra trước mắt là hành lang u ám cùng rất nhiều phòng giam. Còn chưa kịp dò hỏi, một đạo âm thanh đã vang lên từ phía trước, nơi này là tầng thứ bảy của cửu trọng ngục. Tầng thứ bảy của cửu trọng ngục. Tần Phong giật mình. Cửu trọng ngục là nơi giam giữ các loại trọng hình phạm, mà càng xuống tầng dưới, thực lực của tồn tại bị giam giữ càng đáng sợ. Kẻ có thể bị nhốt ở tầng thứ bảy, nếu thả ra ngoài chính là tồn tại cấp bậc yêu vương hoặc quỷ vương của một vực lão sư sao lại gọi ta đến đây tần phong khó hiểu cẩn thận quan sát xung quanh một lượt sau đó tò mò hỏi tầng thứ bảy của cửu trọng ngục này sao lại trống rỗng đây chính là mục đích ta gọi ngươi đến đây thiên giám quốc sư thản nhiên nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thiên giám quốc sư thuật lại đơn giản tần phong coi như đã hiểu sơ lược về ngọn nguồn sự việc có tồn tại vô danh nào đó, dưới mí mắt của chấn thần ti ngự và thiên giám quốc sư, đã đến tầng thứ bảy của cửu trọng ngục, sau đó tàn sát toàn bộ tù nhân ở đây, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tha. Mà lão sư bảo hắn đến đây, chính là muốn mượn tiên pháp kính hoa thủy nguyện, tái hiện lại những gì đã xảy ra ở đây. Là một công việc nguy hiểm, xác định xong. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn không từ chối, mà điều động hồng mông tiên khí trong cơ thể, dẫn dắt đến tiên thiên nhất khí nơi sâu thẳm trong đồng tử văn thánh đạo giả tam phẩm cảnh giới, có thể lựa chọn một môn tiên pháp, tùy thời tùy chỗ thi triển, mà không bị thiên đạo pháp tắc phản phệ. Nhưng ở Tuy Dương Thành, vì che chở cho bách tính trong thành, hắn đã lựa chọn xương lý khán hoa, một môn tiên pháp. Chính vì vậy, hiện tại muốn thi triển kính hoa thủy nguyệt, hắn nhất định phải tiến vào trạng thái thần uy. Thiên giám quốc sư hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Bước vào tam phẩm chi cảnh, tần phong đối với tiên thiên nhất khí liên hệ càng thêm chặt chẽ thi triển thần uy cũng so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Theo tiên thiên nhất khí lưu chuyển toàn thân, Tần Phong lần nữa mở mắt, dòng chảy thời gian tựa hồ như dừng lại. Hắn hướng thiên giám quốc sư khẽ gật đầu, tiếp đó tay phải vung về phía hư không, không gian như gương nổi lên gợn sóng, dị biến xảy ra ở tầng thứ bảy cửu trọng ngục, cũng lần nữa hiện ra trong mắt mọi người. Con người khổng lồ, tồn tại quỷ dị, sự tàn sát man dợ. Khi Tần Phong và những người khác nhìn thấy những tù nhân bị nòng nọc đỏ, như máu gặm nhấm thân thể, nhưng vẫn luôn không thể chết đi, đều nhíu mày. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào? Trấn thần ti ngự trầm giọng nói, nó đã dung hợp linh hồn của đám tù nhân vào trong thân thể hắc vật. Thiên giám quốc sư cũng lên tiếng, tồn tại quỷ dị này dường như đang hấp thu lực lượng sợ hãi của mọi người. Tại sao chúng ta hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của nó khi nói chuyện với quỷ Phật? Bạch ngạn khó hiểu. Có lẽ nó đã sớm lường trước được điều này, cho nên đã sớm ứng phó. Thiên giám quốc sư thản nhiên đáp, tồn tại có thể che giấu thiên mệnh đạo tắc bói toán của ông, làm sao có thể tầm thường được. Con người khổng lồ quỷ dị này dường như cũng có thể biết trước được chuyện tương lai. Ngay lúc này, con người khổng lồ trong kính hoa thủy nguyệt bỗng nhiên quay lại. Tần Phong thấy vậy, trong lòng giật mình, kính hoa thủy nguyệt hiển lộ rõ ràng chính là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, con người quỷ dị này rõ ràng là đang nhìn hắn. Không ổn. Thiên giám quốc sư khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một đạo thanh khí liền bao bọc lấy Tần Phong. Tuy nhiên công kích của con ngươi khổng lồ còn nhanh hơn, theo một đạo hồng quang bắn ra từ trong con ngươi, thân hình Tần Phong vậy mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà kính hoa thủy nguyệt mất đi người thi thuật duy trì, tự nhiên cũng là tan rã, hình ảnh không còn tồn tại. Bạch Ngạn kinh hãi biến sắc, tên nhóc đó đi đâu rồi? Thiên giám quốc sư hai mắt híp lại, nó hẳn là bị đối phương bắt đến quá khứ, rơi vào khe nứt thời không. Trấn thần ti ngự nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đồ đệ mà ông coi trọng trong trận chiến chấn linh quan đã thân tử đạo tiêu rơi vào u minh quỷ giới làm sao ông có thể dung thứ cho con trai của đồ đệ cũng bước theo vết xe đổ nắm chặt tay phải khí cơ bốc lên toàn bộ cửu trọng mục vậy mà vào lúc này lung lay sắp đổ ông muốn dùng lực lượng tuyệt đối xé rách thời không mang tần phong trở về hiện thế tuy nhiên hành động này lại bị thiên giám quốc sư lên tiếng ngăn cản nếu ngươi thật sự làm như vậy nó sẽ vĩnh viễn không thể trở về vậy ngươi nói nên làm thế nào đây chỉ là hậu chiêu mà đối phương để lại cũng không phải là bản tôn tự mình đến sự việc còn lâu mới đến mức không thể cứu vãn hơn nữa tần phong bị kéo vào khe nứt thời không quá khứ cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu có lẽ nó có thể tìm thấy một số manh mối bị bỏ sót trong quá khứ để chúng ta làm rõ thân phận của kẻ địch còn có tồn tại sau lưng quỷ phật chấn thần ti ngự nhíu mày vậy cũng phải xem nó có thể sống sót trở về hay không bình tĩnh đừng nóng vội số mệnh của nó vượt ra khỏi tam giới không thể nào bỏ mạng ở đây hơn nữa tự nhiên sẽ có người bảo vệ nó chu toàn lúc này tần phong giống như rơi vào vực sâu không đáy xung quanh đủ loại hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất đó là tất cả những gì đã xảy ra ở tầng thứ bảy cửu trọng ngục trong hàng ngàn năm qua ngay khi hắn cho rằng mình sẽ mãi mãi chìm đắm trong trạng thái này một con ngươi khổng lồ hiện ra trước mắt soạt hình ảnh như nước chảy trôi qua nhanh chóng tần phong hoàn hồn vững vàng đáp xuống đất Xung quanh là tầng thứ bảy cửu trọng ngục quen thuộc, nhưng điều khác biệt là, lão sư và những người khác đều đã không còn, mà những phòng giam vốn nên trống rỗng, bên trong lại giam giữ rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Có quái vật đầu sư tử mình người, có dị nhân mọc ba tay sau lưng, có lệ quỷ dung ngạo đáng ghét, còn có cả người của quỷ diện. Mà những người này, đáng lẽ đã chết. Hô làn khí nóng rực chuyển đến từ phía sau, tần phong đột nhiên xoay người, con hổ khổng lồ ba đầu chính đuôi đang ngáp ngắn ngáp dài, nằm dài một cách nhàm chán trong phòng giam khoảng cách giữa tần phong và nó chỉ có một trượng sáu con mắt hổ khổng lồ của nó nhìn chằm chằm về phía trước nhưng trong đồng tử của những con mắt này lại không phản chiếu ra hình bóng của hắn trong phòng giam không ai để ý đến sự tồn tại của hắn ngay khi tần phong đang nghi hoặc hiên nhất tiền bối trong thần hải cảm nhận được sự dị thường của thời không giò xét thần thức tiếp đó kinh ngạc nói vậy mà lại có người thi triển thời không đạo tắc kéo ngươi vào khe nứt của quá khứ tần phong giật mình vội vàng hỏi tiền bối ý của người là sao Hiên Nhất đáp, "Nơi này là một thời không nào đó của quá khứ, tất cả đều đã được định sẵn, mà ngươi đến từ tương lai, không thuộc về thời không này, cho nên không ai có thể quan sát thấy ngươi, ngươi cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở đây. Đây là khe nứt thời không, là khe hở của quá khứ, giống như cái hộp giam cầm ngươi ở đây." Tần Phong nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ sao? Chẳng lẽ không có cách nào để trở về hiện thế sao? Cách thì có, nhưng rất khó. Giọng Điệu Hiên nhất ngưng trọng, chậm rãi giải thích, thời thượng cổ thần ma dáng thế, từng có thần ma tinh thông thời không đạo tắc, có thể thi triển một loại thuật pháp phong ấn người ta vào khe hở thời không. Nhưng khe hở thời không 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 ổn định, cho nên thần ma thi thuật nhất định phải lưu lại thần tính, để củng cố khe hở thời không, giống như khóa cái hộp lại vậy. Nếu như có thể tìm được cái khóa này, đồng thời phá vỡ nó, ngươi liền có thể rời khỏi nơi này, trở về hiện thế. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, tồn tại có thể thi triển loại thủ đoạn này? thực lực nhất định không yếu cho dù không phải là bản tôn ở đây cũng không phải là thứ mà ngươi có thể dễ dàng đối phó tuy nói như vậy nhưng tần phong lại thở phào nhẹ nhõm có cách rời đi tổng cộng tốt hơn là mãi mãi mắc kẹt ở chỗ này vậy tiền bối ta nên làm thế nào để tìm ra sơ hở này nếu như ta đoán không lầm nó nhất định ẩn giấu trong thời không này tồn tại ở đồ vật của quá khứ không cách nào quan sát thấy ngươi nhưng nó lại có thể năm đó thần ma thi triển thuật phong ấn kia chính là biến thần tính thành tồn tại khác qua mặt trời che mắt thánh tần phong nghe vậy suy tư không cần nghĩ cũng biết tồn tại kéo hắn vào không gian này nhất định là con người khổng lồ kia mà đối phương rất có thể đã biến đổi hình thái ẩn nấp ở đây cho nên hiện tại ta cần làm chính là nghĩ cách lôi nó ra nghĩ đến đây tần phong truyền âm cho hiên nhất tiền bối đã người nói nó có thể quan sát thấy ta vậy nhất định sẽ có phản ứng với nhất cử nhất động của ta chờ chút nữa ta sẽ nghĩ cách dụ nó lộ ra sơ hở Hy vọng tiền bối giúp ta quan sát kỹ tình huống xung quanh, tìm ra nơi ẩn thân của nó. Có thể, nhưng cụ thể ngươi muốn làm như thế nào? Đối phương đã muốn giam cầm ngươi ở đây, nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta cố gắng thử xem." Tần Phong hít sâu một hơi, thần sắc có chút do dự, dường như đang hạ quyết tâm nào đó. Một lát sau, dưới ánh mắt khó hiểu của Hiên Nhất, hắn bắt đầu nhảy một điệu nhảy kỳ quái trong cửu trọng ngục. Động tác khoa trương, bước chân phóng khoáng, nhảy từ đầu này sang đầu kia cho dù mồ hôi đầm đìa cũng không hề dừng lại khoảng một nén nhang sau tần phong mới dừng lại truyền âm hỏi tiền bối có phát hiện gì không trả lời hắn là sự im lặng chết chóc khốn kiếp thất bại rồi sao con ngươi khổng lồ kia chẳng lẽ cũng có tài năng ăn uống tần phong buồn bực nghĩ hắn vốn tưởng rằng chỉ cần nhảy một điệu nhảy kỳ quái là có thể khiến đối phương lộ nguyên hình hiên nhất hoàn hồn hỏi mục đích ngươi làm như vậy là gì vãn bối vốn tưởng rằng dùng loại động tác gây hiểu nhầm này có thể khiến nó không hiểu gì từ đó lộ ra sơ hở nhưng hiển nhiên là vãn bối đã nghĩ nhiều rồi đối thủ này rất cẩn thận hiên nhất đã như vậy vãn bối chỉ có thể sử dụng phương án thứ hai dứt lời tần phong sắc mặt nghiêm nghị khí cơ toàn thân điên cuồng cuồn cuộn ngay cả hai mắt cũng biến thành màu hồ phách đã dụ dỗ lộ sơ hở không thành công vậy thì ép nó chủ động hiện thân nghĩ đến đây tần phong lập tức triệu hồi xích kỳ từ trong thần hải con rắn nhỏ thân thiết cọ cọ vào ống quần của hắn đừng cọ nữa làm việc xích kỳ kêu lên một tiếng thân hình trong nháy mắt biến lớn hung tướng lộ ra diệt sinh lôi màu đỏ giống như lôi xà quấn quanh người tần phong uy năng đáng sợ bao trùm ra xung quanh tần phong giơ tay phải lên lôi hồ cuồn cuộn phát ra tiếng tí tách theo tay phải hung hăng hạ xuống vô số diệt sinh lôi đánh về phía xung quanh trong nháy mắt toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển tuy nhiên đây dù sao cũng là thời không quá khứ cho dù diệt sinh lôi là thượng cổ thần lôi, có uy năng hủy diệt, cũng không thể ảnh hưởng đến tồn tại của quá khứ. Những tù nhân trong lồng giam, cho dù bị diệt sinh lôi đánh chúng, vẫn không có phản ứng gì. Hiên nhất tiền bối lại trong nháy mắt hiểu được ý đồ của Tần Phong, chỉ có tồn tại không thuộc về thời không quá khứ, mới bị diệt sinh lôi uy hiếp. Đây cũng chính là kế hoạch của Tần Phong, hắn muốn dùng công kích bừa bãi, ép hóa thân mà con ngươi khổng lồ lưu lại nơi này xuất hiện. Diệt sinh lôi đáng sợ gào thét khoảng 10 hơi thở, Hiên nhất cảm nhận được động tĩnh, bỗng nhiên quát lớn trong thần hải. Ở đó, một đạo bạch quang tuôn ra khỏi cơ thể Tần Phong, hung hăng bắn về phía một góc nhà giam. Tần Phong dừng sấm xét, nhìn theo bạch quang, chỉ thấy một người đàn ông béo ú mặc trường bào đen đỏ sen kẽ, đầu đội mặt nạ quỷ, tiện tay vỗ nát bạch quang. Đây là một người trong nhóm táng thiên, nếu ta nhớ không lầm, nó tên là Tần Vân Ngạ, có thuật dịch chuyển tức thời quỷ dị. Lúc trước trong trận chiến chấn linh quan, Nhóm người táng thiên bị trói buộc, sau khi Trúc Long bị tiêu diệt, Tần Phong cũng đại khái hiểu rõ tình huống của nhóm người này. Không, không đúng, nó không phải Tần Vân Ngạ, nó là con người khổng lồ biến thành. Tần Phong phản ứng lại, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Thân thể Tần Vân Ngạ vạn vẹo một trận, dung mạo bắt đầu biến hóa. Trong kính hoa thủy nguyện, con người khổng lồ quỷ dị đáng sợ kia hiện ra trước mắt. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, hỏi trong thần hải, tiền bối, người có nhận ra thứ này không? thứ này cực kỳ cổ quái ta có thể cảm nhận được thực lực của nó rất mạnh nhưng lại không thể nhận ra bất kỳ khí tức nào trên người nó thần ma tiên giới lấy hồng mông tiên khí và thượng cổ thần tức làm căn cơ vong linh quỷ vật u minh quỷ giới thì lấy u minh quỷ khí làm căn cơ nhân tộc tuy đạo thống phồn đa nhưng đều dựa vào âm khí huyết khí và văn khí để cường hóa bản thân nói một cách đơn giản bất luận là tồn tại nào trong tam giới việc bọn họ trở nên mạnh mẽ đều có thể tìm thấy căn nguyên nhưng con quái vật trước mắt này lại căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Con quái vật này tuy hình thái khác với thứ xuất hiện ở tuy dương thành, nhưng cho ta cảm giác lại cực kỳ giống nhau, đều khiến người ta rất khó chịu. Thực lực của nó cho dù chưa đạt đến siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng không kém là bao. Tần phong thần sắc ngưng trọng, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Ngay lúc này, con người khổng lồ lên tiếng. Không, nói là lên tiếng, chi bằng nói là âm thanh trực tiếp truyền đạt vào trong đầu tần phong. Trong cơ thể ngươi dường như còn có một loại khí tức cổ quái khác, nhưng khi ta dò xét ngươi, lại không thể nào nhìn thấy trước được. Giống như ngươi có tiên thiên nhất khí, hắn cũng là tồn tại vượt ra khỏi tam giới, lúc trước ngươi có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, tiêu diệt trúc long, chẳng lẽ căn nguyên lực lượng kia chính là đến từ hắn? Thứ này phát hiện ra hiên nhất tiền bối trong thần hải của ta. Chờ chút, nó vẫn luôn dò xét ta. Là bởi vì tiên thiên nhất khí trong đồng tử của ta chẳng lẽ kẻ đứng sau từng bước dẫn dắt ta đến tuy dương thành cũng là thứ quỷ dị này trong lòng tần phong dậy sóng nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc âm thanh lạnh lùng lại vang lên vốn định để cho thân thể và linh hồn của ngươi hóa thành cho bụi trong khe hở thời không vô tận sau đó lại lấy đi tiên thiên nhất khí trong cơ thể ngươi nhưng bây giờ xem ra phải dùng một số thủ đoạn khác rồi dứt lời trong mắt con ngươi khổng lồ tràn ngập ánh sáng đỏ như máu nòng nọc hồng quang đã nuốt chửng vô số cường giả lại xuất hiện hung hăng lao về phía tần phong tần phong tự nhiên không dám chậm trễ hồng mông tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn bình chứng hạo thiên kính trong nháy mắt chắn trước mặt tuy nhiên đối mặt với những con nòng nọc hồng quang quỷ dị kia hạo thiên kính chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ nhìn thấy cảnh này tần phong chừng lớn hai mắt mũi chân điểm đất thân thể lùi về phía sau nòng nọc hồng quang kia lại như hình với bóng bám giết không tha vô dụng thôi trong khe hở thời không này ngươi chạy không thoát đâu chạy không thoát vậy thì không chạy nữa tần phong nghiến răng quát để tránh né sát chiêu hắn giả vờ như vô ý nhưng thực chất lại cố ý lướt về phía trung tâm nhà giam tầng thứ bảy thấy nòng nọc hồng quang gần trong găng tấc tần phong quát lớn xích kỳ gào diệt sinh lôi còn thô to hơn trước kia chỉ trong nháy mắt liền hung hăng đánh xuống trước mặt tần phong hồ quang màu đỏ giống như ngọn lửa lan tràn không bao lâu liền với một quỹ tích kỳ lạ bao phủ toàn bộ không gian này nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh chỉ nghe thấy một tiếng vỡ. Toàn bộ nhà giam tầng thứ bảy liền biến thành biển diệt sinh lôi. Những con nòng nọc hồng quang quỷ dị kia, chỉ trong một phần ngàn khoảnh khắc, liền tan thành mây khói. Trong mắt con ngươi khổng lồ xẹt qua một tia kinh ngạc. Hiên nhất dường như nhìn ra manh mối, kinh ngạc nói, vậy mà lại là trận pháp, ngươi là lúc nào? Nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Hiên nhất phản ứng lại, thì ra điệu nhảy kỳ quái lúc đầu, thực chất là để che giấu thủ đoạn bố trí trận pháp. Tần Phong nhìn về phía con ngươi khổng lồ, khóe miệng khẽ nhách lên, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng lúc đầu ta đang nhảy nhót sao. Hiên nhất nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Người sau vội vàng nói, a à, tiền bối, ta không có nói người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiên nhất tự nhiên sẽ không quá để ý, nhắc nhở, đừng phân tâm, toàn lực đối địch. Tần Phong thần sắc nghiêm túc, vãn bối minh bạch. Con mắt to nhìn chằm chằm vào sấm sét cuồn cuộn xung quanh, trong mắt cũng xẹt qua một tia kiêng rè diệt sinh lôi vốn là vật thượng cổ mang theo năng lực hủy diệt vô song há có người nào có thể coi thường diệt sinh lôi cho dù diệt sinh lôi lúc này cũng không để lộ ra nanh vuốt sắc bén nhất của nó nhưng uy thế này vẫn khiến người ta kinh hãi huống chi tần phong thi triển trận pháp đem uy lực của diệt sinh lôi tăng lên mấy bậc ta thật sự đã xem thường ầm um, lời còn chưa dứt biển sấm sét đã dâng lên sóng cuộn hướng về phía con mắt to kia đánh tới trận pháp này tên là cửu thiên lôi hải trận là một loại sát trận có uy lực cực kỳ cường đại, đối với người bố trận tiêu hao cực lớn. Mà Tần Phong lấy diệt sinh lôi làm trận cơ, càng khiến cho thân thể và thần hồn hắn từng giây từng phút đều phải chịu đựng dày vò, hắn tự nhiên phải nhanh chóng giải quyết. Huống chi, vô số lần kinh nghiệm của người xưa khiến Tần Phong hiểu rõ, kẻ phản diện chết vì lắm lời, có thể động thủ thì tuyệt đối đừng có dài dòng. Tia sét màu đỏ như mãnh thú dữ tợn, nhấn chìm con mắt to kia trong đó. Tần Phong không chút do dự, không ngừng dẫn dắt sấm sét hung hăng nện xuống đối phương. Sự tồn tại của con mắt to kia cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn có thủ đoạn khiến người ta khó lường, để đề phòng phát sinh biến cố, tự nhiên là phải đánh rắn dập đầu. Thế nhưng theo sự tấn công liên tục của sấm sét, Tần Phong lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, những diệt sinh lôi của hắn giống như đánh vào bông vậy, dường như không hề tạo nên chút gợn sóng nào. Lúc này, Hiên Nhất phát hiện ra điều gì đó, vội vàng nói, dừng tay tần phong lập tức làm theo sau đó nhìn về phía nơi sấm sét bao phủ chờ đến khi biển sấm sét khôi phục như thường trong mắt tần phong tràn đầy vẻ kinh hãi vừa rồi công kích mãnh liệt liên tục như vậy vậy mà không hề gây ra chút thương tổn nào cho đối phương xung quanh con mắt to kia không gian giống như vòng xoáy đem những diệt sinh lôi đáng sợ kia toàn bộ nuốt vào trong đó sao có thể hiên nhất trầm giọng nói ta rốt cuộc đã hiểu thủ đoạn mà nó sử dụng không phải là giống với kẻ nắm giữ thời không đạo tắc thần ma lúc trước đây chính là thời không đạo tắc mà ta từng thấy vòng xoáy hiển lộ xung quanh nó chính là không gian liệt phùng nó đem tất cả công kích của ngươi đều chuyển rời đến một chỗ không gian khác tần phong nghe vậy trong lòng chấn động không thôi nếu thật sự như tiền bối nói trận chiến này chẳng phải là không có chút phần thắng nào sao tất cả công kích đều bị chuyển rời vậy còn đánh như thế nào bất luận hắn thi triển chiêu thức gì cũng đều là uổng phí công sức giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên trong đầu không cần uổng phí sức lực kết cục của ngươi đã sớm được định sẵn, ngươi sẽ ở trong khe hở quá khứ này, trải qua quãng đời còn lại. Cho đến khi thân thể và thần hồn tan biến, cho đến khi hóa thành một bộ xương khô, mà ta cần làm, chính là yên lặng chờ đợi. Ngày chết của ngươi, tần phong co mày, tiền bối, lúc trước giao thủ với tên thần ma nắm giữ thời không đạo tắc kia, các ngươi đã đối phó với hắn như thế nào? Hiên nhất trầm ngâm một lát, hiển nhiên là đang hồi tưởng. Một lát sau, hắn mới nói, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước chúng ta bằng vào thực lực tuyệt đối đánh nát thời không đạo tắc của hắn sau khi đánh hắn trọng thương hắn liền chạy về tiên giới thì ra là vậy dừng một chút tần phong truyền âm hỏi tiền bối cảm thấy với thực lực của ta có cơ hội đánh vỡ thời không đạo tắc của đối phương không ngươi nghĩ sao hiên nhất hỏi ngược lại được rồi ta cảm thấy không có khả năng tần phong nhìn con mắt to kia thần sắc ngưng trọng vô cùng công kích mạnh mẽ không cách nào gây thương tổn cho đối phương đạo tắc giam cầm hắn lại không cách nào đánh vỡ cục diện này rõ ràng đã không còn cách giải quyết nhưng hiên nhất cũng từ trong lời nói của đối phương nghe ra được một số thông tin khác con mắt to này cũng không có thủ đoạn công kích ngươi cho nên chỉ có thể thông qua phong ấn không gian liệt phùng giam cầm ngươi ở chỗ này tần phong tán thành xem ra tên này để lại phân thân thực lực có hạn ngoại trừ thời không đạo tắc ra thì chỉ còn lại hồng quang nòng nọc quỷ dị kia bất quá diệt sinh lôi lại là khắc tinh của hồng quang nòng nọc cho nên nó cũng không có cách nào với ta nhưng nếu như cứ bị giam cầm ở chỗ này, rõ ràng là bất lợi cho ta. Tần Phong sắc mặt khó coi, cho dù bước vào tam phẩm chi cảnh, nhưng tuổi thọ của con người trung quy có hạn. Huống chi, hai vị nương tử của hắn sắp sinh con, hắn còn muốn tận mắt chứng kiến con cái chào đời, tự tay ôm chúng một cái. Tiền bối, nếu ta mượn lực lượng của ngươi, liệu có thể đánh vỡ thời không đạo tắc của nó không? Hiên nhất trầm giọng nói, lúc trước tiêu diệt Trúc Long, là bởi vì có thần tính của Bạch Lộc che chở và gia trì, hiện giờ, không có sự giúp đỡ của hắn, lực lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa thân thể và thần hồn của ngươi rất có thể không chịu nổi cỗ lực lượng này, dẫn đến sụp đổ. Ý là cho dù mạo hiểm cửu tử nhất sinh, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tần Phong cau mày. Chờ đã, nó tạm thời không làm gì được ta, ta cũng không phá được thời không đạo tắc của nó, nhưng thiên giám quốc sư và chấn thần ti ngự đã nhìn thấy ta bị cuốn vào khe hở thời không. Với thủ đoạn của hai người bọn họ, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có thể cứu ta ra ngoài. Trong mắt tần phong lóe lên tia sáng. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của hiên nhất lại giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hy vọng của hắn. Trừ phi hai người bọn họ cũng tinh thông thời không đạo tắt, nếu không bằng vào thủ đoạn bạo lực từ bên ngoài cưỡng ép phá giải, sẽ chỉ khiến cho không gian liệt phùng này sụp đổ. Đến lúc đó, người sẽ bị kéo vào hư không vỡ vụn, thân thể và thần hồn đều sẽ bị khuấy đảo đến mức nát bấy. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác? Tần Phong có chút hối hận, lúc trước khi chia tay với viêm chu đại nhân, ngoại trừ nhận được một khối lệnh bài tam thập lục tinh ra, thì nên hỏi đối phương xin thêm một ít bảo mệnh chi vật. Nếu không cũng sẽ không đến mức hiện tại, bó tay hết cách. Tệ rồi, trận pháp sắp duy trì không nổi nữa. Sắc mặt Tần Phong hơi tái nhợt, tiêu hao của cửu thiên lôi hải trận cực lớn, gần như đã đến cực hạn của hắn. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện thu tay, dù sao con mắt to kia vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Khoảnh khắc thu trận, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, hắn không có tự tin có thể dùng diệt sinh lôi, hoàn toàn chống đỡ được công kích của đối phương lúc đó. Thân hình chậm rãi lui về phía sau, hắn muốn kéo dài khoảng cách một chút, sau đó từ từ thu trận. Nhưng hành động này làm sao có thể qua mắt được đối phương? Giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên, khí cơ của người đã loạn, xem ra duy trì trận pháp này đã hao phí của người quá nhiều khí lực. Hồng quang trong mắt nó lóe lên, nòng nọc quỷ dị lần nữa hiện lên, dày đặc bao quanh thân thể, rõ ràng là đã động sát tâm tên lão âm hiểm này quả nhiên đã phát hiện ra tần phong nắm chặt hai tay hắn đã quyết định nếu thật sự không còn cách nào khác sẽ để cho tiền bối cho hắn mượn lực lượng mạo hiểm cửu tử nhất sinh để đánh cược một tia hy vọng hửm đúng lúc này trong lòng tần phong truyền đến một trận giao động hắn hiếu kỳ đưa tay vào trong ngực lấy ra nguồn gốc của giao động kia xoè lòng bàn tay ra xem là một chiếc lá có chất liệu như ngọc mà vật này chính là thứ mà quỷ chủ tiểu lo ly kia tặng cho hắn lúc trước. Ông! Cùng với một tiếng vang nhẹ, không gian giống như mặt hồ nước gợn sóng, chiếc lá đen kịt như mực phát ra một trận hắc quang, uy áp đáng sợ đột nhiên giáng xuống. Con mắt to kia cảm nhận được uy hiếp, hồng quang nòng nọc xung quanh trong nháy mắt tụ tập lại. Sau đó không lâu, khi hắc quang kia càng lúc càng mạnh mẽ, một thân hình nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên, chính là quỷ chủ tiểu lo ly kia. Sao ngươi? Tần phong há hốc mồm, ngây người tại chỗ tồn tại như đối phương lẽ ra không cách nào đột phá giới vực giữa hai giới đến hiện thế mới đúng tiểu lo li hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc của tần phong lạnh giọng nói đây bất quá chỉ là ta dựa vào mặc diệp chiếu dọi đến thiên địa này mà thôi đối với ta tiêu hao cũng không nhỏ ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi từ khi ngươi rời khỏi u minh quỷ giới đến nay đã qua mấy ngày rồi cống phẩm đã hứa khi nào mới có thể đưa đến bỏ ra cái giá lớn như vậy chiếu dọi ra một cái ảo ảnh vậy mà chỉ vì mấy món bánh ngọt kia Tên này, chẳng lẽ cũng giống như Bạch Vô Song, đều là một tên tham ăn. Tần Phong sững sờ một lúc, bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này hắn đang lâm vào cảnh khốn khó. Sự xuất hiện của đối phương vừa vặn giải quyết được tình thế cấp bách. Chủ nhân của U Minh Quỷ Giới, bá chủ một giới, đối phó với con mắt to kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Tần Phong vội vàng nói, tiền bối, ta vốn đang định đưa cống phẩm cho người. Ai ngờ tên quái vật kia lại cuốn ta vào không gian liệt phùng này, còn muốn lấy mạng ta, may mà tiền bối kịp thời đuổi tới, nếu không ta có thể đã bị giết chết, nếu thật sự là như vậy, về sau vãn bối sẽ không thể đưa cho người những món bánh ngọt thơm ngon kia nữa. Hiên nhất, con mắt to. Ồ, oh, tiểu lo ly cảm nhận không gian xung quanh một chút, lại nhìn về phía con mắt to kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên u ám, hèn gì không gian ở đây hỗn loạn như vậy, thì ra là thuật pháp của thời không đạo tắc, lũ quỷ các ngươi. Quấy rối u minh quỷ giới, bây giờ cũng ra tay với thiên địa này sao? trong mắt con mắt to kia lộ ra vẻ kiêng rẻ sâu sắc quỷ chủ của u minh quỷ giới đặt ở thời đại trước kia chính là nhân vật có thể sánh ngang với thiên đế của tiên giới và phật đà của tây vực cho dù quỷ chủ hiện tại là chuyển thế trùng sinh thực lực kém xa lúc trước nhưng đối phó với một phân thân của nó vẫn là quá dư tần phong cũng nhìn ra sự kiêng rẻ của đối phương trong lòng mừng rỡ thật sự là đường cùng gặp bước ngoặt tiền bối tên này vừa rồi còn vênh váo với ta nói là sau khi hủy diệt thiên địa này sẽ đến quỷ giới Quấy cho long trời lở đất, nó căn bản không coi người ra gì. Hiện tại chính là cơ hội để người ra tay trực tiếp tiêu diệt nó. Con mắt to kia tuy kiêng rẻ quỷ chủ, nhưng nó rất nhanh đã phản ứng lại, giọng nói bình thản vang lên: Ngươi mượn ngoại lực chịu đựng áp chế của pháp tắc thiên địa này chiếu dọi ra ảo ảnh, điều này đã hao phí của ngươi quá nhiều tinh lực. Lúc này thực lực mà ảo ảnh của ngươi có thể phát huy, e rằng không bằng một phần vạn thực lực chân chính của ngươi muốn hủy diệt thời không đạo tắc của phân thân ta, dựa vào chút thực lực này, còn kém xa lắm. Hừ, người bất ở đó khoác lác đi. Có chỗ dựa là Tần Phong, nói chuyện vô cùng cứng rắn. Hiên nhất ở trong thần hải nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ đưa tay đỡ chán, lắc đầu. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của tiểu lo ly, lại khiến cho trái tim Tần Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nó nói không sai, pháp tắc của thiên địa này áp chế ta quá lớn, ảo ảnh của ta đừng nói là thi triển thực lực, ngay cả tồn tại cũng không thể duy trì quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của tiểu lo ly so với lúc trước đã mở đi một phần. Chẳng lẽ không còn chút biện pháp nào sao? Tiểu lo ly lắc đầu, hắc quang của mặc diệp dần dần ảm đạm, thân thể của nàng cũng theo đó mà không ngừng mở nhạt. Hy vọng trong lòng Tần Phong, cũng theo sự tan biến của quỷ chủ, mà không ngừng bị dập tắt. Nhưng ngay khoảnh khắc ảo ảnh của tiểu lo ly tiêu tán, Tần Phong lại nghe được truyền âm của nàng, Ngươi có thủ đoạn kết nối âm dương lưỡng giới, có thể mở ra khe hở giữa hai giới. Mà ta có thể ở trong u minh quỷ giới, mượn không gian liệt phùng kia trực tiếp kéo đối phương vào trong đó. Nhớ kỹ, hai người các ngươi nhất định phải cách nhau đủ gần, mới có thể thành công. Tần Phong nghe vậy, trong tay nắm chặt mặc diệp, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía con mắt to kia. Trong mắt con mắt to kia xẹt qua một tia chế diễu. Đáng tiếc, quỷ chủ cũng không thể cứu được mạng của ngươi, còn lôi trận này, ngươi còn có thể duy trì bao lâu vào khoảnh khắc lôi trận biến mất, ta sẽ đánh ngươi trọng thương, từng chút từng chút nuốt chửng thân thể của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy tiên thiên nhất khí trong cơ thể mình bị ta cướp đi. Trong lúc nói chuyện, hồng quang nòng nọc xung quanh nó đều há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bộ dạng kia khiến người ta không rét mà run. Như thế nào, có cần ta cho ngươi mượn lực lượng, đánh cược một tia sinh cơ kia không? Hiên nhất trầm giọng hỏi. Không cần, ta có biện pháp. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, thân hình xích kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi xuống vai hắn, nhè răng nhếch mép với con mắt to kia. Cùng lúc đó, toàn bộ biển sấm sét cũng giống như sôi trào, hồ quang điện lóe lên. Bằng vào khí lực còn sót lại của ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trận pháp 10 hơi thở, cơ, hội chỉ có một lần. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt hai tay, muốn liều mạng một phen sao, uổng công vô ích. Giọng nói khinh miệt của con mắt to kia vang lên trong đầu Tần Phong vòng xoáy không gian, lần nữa bao phủ xung quanh nó, phòng thủ đến mức nước chảy không lọt. Vút, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tần phong ra tay. Sấm sét cuồn cuộn như rồng quấn quanh thân thể hắn, hung hăng lao về phía con mắt to kia. Tay phải vung lên, lôi long ngầm thét, nuốt chửng toàn bộ hồng quang nòng nọc, mà sấm sét càng thêm mãnh liệt, liều lĩnh nghiền ép về phía nơi con mắt to kia. Tựa như trời long đất lở. Thế nhưng trước mặt vòng xoáy không gian của thời không đạo tắc, những tia sét này căn bản không cách nào gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho con mắt to kia dãy ruộng trước khi chết mà thôi giọng nói lạnh lùng vang lên thể hiện sự khinh thường của con mắt to kia tần phong nghe vậy lại khẽ mỉm cười thật sao lúc này khoảng cách giữa hai người không đến một trượng hắn trong tay nắm chặt mặc diệp để cho bạch tô thi triển thủ đoạn kết nối âm dương lưỡng giới tia sét màu xanh lục vang lên không gian chấn động uy áp còn đáng sợ hơn lúc trước lần nữa giáng xuống đây là trong con người to lớn tràn đầy vẻ kinh hãi trong không gian màu xanh lục u minh quỷ khí nồng đậm tràn ra hóa thành bàn tay khổng lồ màu đen kịt hung hăng nắm lấy con mắt to kia vòng xoáy không gian bảo vệ xung quanh nó chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn bàn tay màu đen kia giống như xiềng xích không ngừng kéo con mắt to kia vào trong u minh quỷ giới mặc cho con mắt to kia có dãy ruộ như thế nào cũng đều vô dụng tranh lệch thực lực giữa hai bên giống như cách biệt một trời một vực Nhìn thấy hết cách xoay chuyển, con mắt to kia ngược lại bình tĩnh lại. Nơi đất hoang tàn bại mà thôi, mượn lực lượng mà kéo dài hơi tàn, đã thức tỉnh, thiên địa này cuối cùng sẽ bị nó từng chút từng chút nuốt chửng, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Bàn tay màu đen kia lần nữa chui vào quỷ giới, khí tức của con mắt to kia cũng triệt để biến mất. Cảnh vật xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa, Tần Phong lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trong kính hoa thủy nguyệt. Con mắt to kia xuất hiện cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. Nhưng cuộc đối thoại giữa nó và quỷ Phật vẫn không cách nào nghe rõ. Đúng lúc này, Tần Phong bỗng nhiên chú ý tới, dưới lớp trường bào đen đỏ rộng thùng thình của Tần Vân Ngạ, một bóng người lướt vào hư không biến mất không thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vù, cảnh vật như dòng nước chảy trôi, tiếng ken két chói tai vang lên bên tai, liên miên bất tận, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Rắc, rắc, đó là âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn. Hư không một trận vạn vẹo, Tần Phong chỉ cảm thấy mình như rơi vào biển sâu, thân thể không ngừng chìm nổi. Tần Phong, một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Phong bỗng bừng tỉnh, lần nữa nhìn về phía xung quanh, thiên giám quốc sư ba người đều ở đó, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Bạch ngạn thở phào nhẹ nhõm, trở về là tốt rồi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong lời kể, bạch ngạn cao mày nói, thời không đạo tắc, lại là chiêu số quỷ dị như vậy. Tần Phong gật đầu, nếu không có quỷ chủ kịp thời xuất hiện, Vãn Bối nhất định không thể từ không gian liệt phùng kia an toàn lui ra. Chỉ là đáng tiếc, cho dù bị cuốn vào dòng thời không quá khứ, ta vẫn không thể nghe rõ nó và quỷ Phật đã nói gì, nhưng lại có một manh mối, là thứ mà trong kính hoa thủy nguyệt không hề thấy được, nguyên bản Tần Vân Ngạ bị giam cầm trước khi chết, trong cơ thể hắn dường như có một bóng người lẩn vào hư không. Còn có chính là câu nói kia của con quái vật trước khi bị quỷ chủ kéo vào u minh quỷ giới, có thứ gì đó đã thức tỉnh sẽ đem cả thiên địa này thôn phệ gần như không còn. Tần Phong cảm thấy đây chỉ là lời hù dọa của đối phương, giống như phản diện trước khi bị đánh bại, luôn để lại những lời cay độc, ví dụ như ta sẽ quay lại, vân vân. Căn bản không đủ để lo lắng. Tuy nhiên Thiên Giám Quốc sư ba người lại nhíu mày, rõ ràng bọn họ không cảm thấy câu nói kia chỉ là nói suông. Chẳng lẽ những gì nó nói đều là thật? Tần Phong thăm dò hỏi. Thiên Giám Quốc sư không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Ngạn hiện nay nam vực cực cảnh là tình huống như thế nào, không ngại nói ra đi. Bạch ngạn khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, sau đó đem những gì mình chấn thủ nam vực cực cảnh nửa năm qua, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, thành thật bẩm báo. Thiên địa này thật sự có biên giới, thâm uyên u ám như vực sâu ngăn cách ở tận cùng đại địa. Nơi đó, vạn vật đều không thể đến được, dù là gió, cũng đừng hòng thổi qua được một chút nào. Vực sâu kia không nhìn thấy điểm cuối, không biết kéo dài đến nơi nào, nhìn một cái bên ngoài biên giới bóng tối bao trùm thiên địa nó giống như một tấm màn đen phủ xuống che khuất tầm nhìn ta từng muốn tìm hiểu bên trong thâm uyên rốt cuộc là dạng gì nhưng nơi đó dường như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ta ở bên ngoài giống như một bức tường vô hình cho dù ta thi triển sở học cả đời muốn dùng kiếm khí chém ra một tia gợn sóng cũng đều vô dụng tần phong nghe vậy trong lòng cả kinh kiếm đế bạch ngạn vốn đã nổi danh thiên hạ với kiếm kỹ kiếm thuật sớm đã thông thần thêm vào đó lúc này ông đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm đỉnh phong cho dù được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không hề khoa trương thế nhưng dù vậy kiếm khí của bạch ngạn tiền bối vẫn không thể chém vào thâm uyên sao nơi đó rốt cuộc là nơi nào bạch ngạn lại hồi tưởng bóng tối che khuất cả bầu trời căn bản không thể nhìn thấu bất quá một lần tình cờ ta nghe thấy phía sau màn đen kia dường như có tiếng động gì đó giống như tiếng sấm lại giống như âm thanh đại địa sụp đổ Phía sau màn đen lóe lên một trận bạch quang, một cái đầu Phật khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nó không phải đang nhìn ta, mà là đang nhìn chằm chằm vào một tồn tại nào đó phía sau màn đen. Đầu Phật, Tần Phong lẩm bẩm. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong mắt Thiên Giám Quốc Sư và Chấn Thần Ti Ngự, lộ ra một tia trầm tư. Lão sư và Chấn Thần Ti Ngự không hề tỏ ra kinh ngạc trước những điều Bạch Ngạn tiền bối nói, có lẽ bọn họ đã sớm biết bên ngoài tứ vực cực cảnh rốt cuộc là tình huống gì. Trên thực tế, thiên giám quốc sư lúc đầu để bạch ngạn chấn thủ nam vực cực cảnh, cũng không phải là muốn biết những điều này, mà là, người lần này trở về, có phải là chứng tỏ, thâm uyên cực cảnh kia đã hướng về phía lãnh thổ đại càn mà tới gần. Bạch ngạn trịnh trọng gật đầu, theo như lời dặn dò lúc trước của ngài, ta ở bên ngoài thâm uyên, mỗi người trượng lại lưu lại một đạo kiếm ngân. Hơn nửa năm qua, cứ cách một khoảng thời gian, lại có một đạo kiếm ngân bị thâm uyên nuốt chửng. Mà trước khi ta rời đi, thâm uyên kia đã tiến gần thêm gần trăm trượng. Thâm Uyên có thể di chuyển, chẳng lẽ là do động đất gây ra sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo dưới lòng đất?" Tần Phong nghĩ như vậy. Nếu như đặt ở kiếp trước, đây dường như là một lời giải thích hợp lý, nhưng ở thế giới thần quỷ này, chân tướng sự việc hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tần Phong liên tưởng đến lời nói của phân thân con mắt to trước khi bị tiêu diệt, một suy nghĩ táo bạo và hoang đường hình thành trong đầu hắn, không thể nào thứ mà trong miệng đối phương bị thiên địa pháp tắc che chắn, chính là Thâm Uyên vô tận bên ngoài tứ vực cực cảnh chứ? hắn không thể tưởng tượng nổi có con quái vật nào có thể nuốt chừng cả thiên địa nghe bạch ngạn nói thiên giám quốc sư khẽ nhắm mắt hồi lâu sau mới thở dài một hơi ta đã biết lão sư thâm uyên kia rốt cuộc là tần phong không nhịn được lòng hiếu kỳ muốn mở miệng hỏi lại bị thiên giám quốc sư lên tiếng cắt ngang trường mệnh tỏa có mang trên người không tần phong ngẩn người sau đó gật đầu một rồng một phượng sinh ra đã phải chịu kiếp nạn trường mệnh tỏa đeo trên người bọn chúng, có thể hóa giải kiếp nạn này. Vừa rồi gặp phải biến cố, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau chóng trở về bầu bạn với nương tử đi. Thiên giám quốc sư thản nhiên nói. Rõ ràng, ông đang cố ý né tránh vấn đề này. Tần Phong nghe ra ẩn ý trong lời nói, tự nhiên cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, liền không người cáo lui. Ngay lúc này, thiên giám quốc sư như nghĩ đến điều gì, lại nói, danh hiệu văn đế và thánh tiên dính líu nhân quả quá lớn, không phải thứ mà một kẻ tam phẩm cảnh giới như ngươi có thể gánh vác nổi, danh xưng tam thập lục tinh ngươi vẫn nên suy nghĩ lại đi. Lời này vừa ra, chấn thần ti ngự và bạch ngạn đồng thời nhìn lại. Vẻ mặt người sau lộ vẻ kỳ quái. Ý nghĩa đằng sau danh xưng tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng, đối với nhân vật như ông, tự nhiên không phải là bí mật gì. Nhưng ông lại không ngờ, khẩu khí của tiểu tử này lại lớn như vậy, vừa lên đã muốn lấy danh xưng như vậy. Quan trọng nhất là, thiên giám quốc sư còn chưa chết đâu ngươi một tên tiểu tử tự xưng văn đế có coi thiên giám quốc sư ra mắt không còn về phần thánh tiên loại danh xưng cuồng vọng vô biên này không nhắc tới cũng thôi rất có trí khí trấn thần ti ngự cười nói một câu cũng không biết trong lời khen ngợi này là thành phần chân tâm nhiều hơn hay là thành phần trêu chọc nhiều hơn đừng đừng nói nữa tần phong xấu hổ mặt đỏ bừng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống ở lại đây mỗi phút mỗi giây đối với hắn mà nói dường như đều trở thành giày vò ta còn phải về nhà hầm canh cho hai vị nương tử, xin phép cáo lui trước." Nói xong, Tần Phong liền hướng con đường lúc đến, vội vàng chạy trốn. Cửu trọng ngục u ám tầng thứ 8, đột nhiên sáng lên bạch quang, lão giả bị vô số xiềng xích phong ấn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt giống hệt Thiên giám quốc sư. "Hôm nay sao lại rảnh rỗi, nghĩ đến việc đến đây gặp ta?" "Biết mà sao còn hỏi?" Thiên giám quốc sư thản nhiên nói. "Trong ngục giam tầng thứ bảy, vô danh số 2 hẳn là đã chết rồi nhỉ?" Lúc trước ta từng quan sát mệnh số của hắn, giống như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Mà cách đây không lâu, ta liền không cảm nhận được hơi thở của mệnh hỏa của hắn nữa. Trên mặt lão giả không vui không buồn, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mặc dù bọn họ từng là đồng đội, nhưng cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân mà tụ tập lại với nhau mà thôi. Giữa bọn họ, vốn dĩ không có bao nhiêu tình cảm. Thiên giám quốc sư không giấu giếm, đem những chuyện xảy ra ở tầng thứ bảy thành thật kể ra, lão giả cao mày, ông vốn tưởng rằng cái chết của vô danh là do biến cố gì đó, không ngờ tồn tại ở tầng thứ bảy, lại bị giết đến mức không còn một ai. Tồn tại quỷ dị kia, lại có thể trước mắt chấn thần ti ngự và thiên giám quốc sư, ở trong cửu trọng ngục đại khai sát giới. Kẻ địch mà thiên địa này phải đối mặt, từ trước đến nay đều không chỉ có tiên giới thần ma, đối với điểm này, ông ta đã sớm biết. Mặc dù lúc trước ông và thiên giám quốc sư đã lựa chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt, nhưng mục đích của hai người đều giống nhau chẳng qua là muốn tìm kiếm một tia sinh cơ cho thiên địa đang bên bờ vực nguy hiểm này mà thôi mà hiện tại nguy hiểm to lớn đang từng bước một đến gần giải trừ phong ấn cho ta lão giả lên tiếng đây không phải là cầu xin hay thương lượng chỉ đơn thuần là một câu nói thiên giám quốc sư nghe vậy tay phải vung lên một đạo bạch quang quét qua người lão giả vô số xiềng xích phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn lão giả vừa lấy ra từ trong ngực mấy ngọn đèn vừa nói lúc trước ở cùng bọn họ từng lấy trên người bọn họ một tia mệnh hỏa làm thành dẫn hồn đăng đèn còn người còn đèn tắt người mất dẫn hồn đăng của tần vân ngạ vô danh và quỷ phật chính là ba cái này ba ngọn dẫn hồn đăng này hình dạng khác nhau trong đó một cái đã hoàn toàn tắt đó là của vô danh một cái còn có ánh lửa yếu ớt lay động đó là của tần vân ngạ còn về phần cái cuối cùng trên ngọn đèn kia lại sáng lên ánh sáng đen kịt đầy bất tường đây là dẫn hồn đăng của quỷ phật cho lý đại đào cương, thần hồn thay thế cũng khá là bất phàm. Lão giả khẽ hừ một tiếng. Ông đẩy dẫn hồn đăng của tần vân ngạ ra, chậm rãi nói, người này cũng coi như là một thiên tài. Sinh ra đã lĩnh ngộ mộ được một tia vạn vật đạo tắc, vô cùng thân cận với thiên địa chi lực. Nếu cho hắn đủ thời gian, nhất định có thể bước vào siêu thoát chi cảnh. Đáng tiếc sinh nhầm thời, bị tàn hồn của thượng cổ hung thú thao thiết gặp được, bị thôn phệ một hồn bốn phách, cùng thao thiết dùng một phương thức khác để cộng sinh cho một thân thể con người mất đi một phần hồn phách, tự nhiên sẽ trở nên điên điên khùng khùng, cộng thêm bản tính vốn có của thao thiết. Cho nên Tần Vân Ngạ giống như một đứa trẻ, luôn bị cảm giác đói khát dày vò. Đối với hắn mà nói, cái chết chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Dừng một chút, lão giả lại lên tiếng, người đến đây tìm ta, chính là muốn tìm kiếm tung tích của tàn hồn thao thiết. Thiên giám quốc sư khẽ gật đầu. Con mắt to thi triển thủ đoạn che chắn đoạn đối thoại, thậm chí còn để lại hậu chiêu, phản chế kính hoa thủy nguyệt của Tần Phong. Điều đó chứng tỏ trong lúc nó và quỷ Phật nói chuyện, nhất định đã để lộ ra tin tức quan trọng gì đó. Lui một vạn bước mà nói, cho dù những tin tức này không quan trọng. Tàn hồn của thao thiết thế nhưng đã trực tiếp đối mặt với những tồn tại quỷ dị kia, với trực giác đặc biệt của hung thú đối với nguy hiểm, có lẽ có thể biết được những con quái vật kia rốt cuộc là thứ gì cũng nên. Tần Vân Ngạ đã chết, nhưng dẫn hồn đang không tắt, chỉ có thể nói minh ngọn lửa này đang chiếu dọi chính là tàn hồn thao thiết. Người mang vật này đi, lần theo hơi thở, hẳn là có thể tìm được nó đang ở đâu lão giả nói xong liền không nói thêm gì nữa thiên giám quốc sư sau khi thu hồi dẫn hồn đăng lên tiếng hỏi thật sự không ra ngoài sao đối với ta mà nói ở đâu thì có gì khác biệt người nếu có lòng lúc rảnh rỗi lại đến đây cùng ta đánh vài ván cờ là được hai chúng ta đấu với nhau mấy nghìn năm trên bàn cờ kia vẫn không phân biệt được thắng thua thiên giám quốc sư không đáp xoay người bước đi chỉ nghe lão giả phía sau lại hô lên thiên mệnh đạo tắc chính là con dao hai lưỡi, ngươi gánh chịu thiên cơ phản phệ mấy nghìn năm, cuối cùng sẽ có lúc dầu hết đèn tắt. Trở về tần phủ, tần phong dẫn động thần thức tiến vào thần hải. Xích kỳ tràn đầy sức sống, vui vẻ chạy nhảy. Mà bạch tô bên kia, lại nằm úp sấp trên mặt đất thẻ lưỡi, bộ dạng như bị vắt kiệt sức. Mở ra thông đạo âm dương lưỡng giới, vốn dĩ đã tiêu hao không ít đối với nó, thêm vào đó quỷ chủ lại thi triển uy năng trong thông đạo không gian chật hẹp, cưỡng ép chen vào kéo con mắt to vào u minh quỷ giới lực trùng kích càng khiến nó chịu không ít tổn thương trở thành bộ dạng thoi thóp như vậy cũng là điều dễ hiểu tần phong ôm tiểu ra hỏa vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve chồi non trên đỉnh đầu nó áy náy nói vất vả cho ngươi rồi bạch tô cọ cọ vào lòng tần phong lộ ra vẻ mặt hưởng thụ mệt mỏi dường như cũng bị quét sạch lúc này tần phong lại lên tiếng còn cần ngươi giúp một việc lần nữa mở ra thông đạo âm dương lưỡng giới ta phải đi tặng lễ cho quỷ chủ đại nhân. Bạch Tô nghe vậy, đôi mắt nhỏ trừng lớn, cả người đều ủ rũ xuống. Theo thông đạo do lôi đình màu xanh biết hình thành lần nữa sáng lên, Tần Phong đem bánh ngọt điểm tâm trong tu di giới ra hết. Mối quan hệ là cần phải duy trì, quỷ chủ đại nhân cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên phải đáp lễ. Trong tay nắm chặt mặc diệp ngọc phiến, thông đạo không gian cũng ở cách tiểu lo ly không xa thành hình. Tần Phong cung kính nói với thông đạo không gian, quỷ chủ đại nhân, chút cống phẩm nhỏ bé, không thành kính ý, mong ngài nhận cho. Tiểu lo ly rất hài lòng khẽ đáp lại một tiếng, đồng thời đánh một luồng khí màu trắng bạc vào thông đạo không gian. Đây là cái gì? Tần Phong nhìn luồng khí huyền diệu trên đỉnh đầu, hiếu kỳ hỏi. Phân thân của tên kia đã bị ta nuốt chửng, bất quá thời không đạo tác thần tính, còn sót lại trong cơ thể nó lại vô dụng đối với ta, liền cho ngươi vậy. Tưởng tượng đến hình dạng con mắt to kia, Tần Phong chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Thứ đó ăn vào, cũng không sợ đau bụng, vị quỷ chủ đại nhân này thật đúng là không kén ăn, chẳng lẽ cũng là fan của Bear Greens. Bất quá luồng thần tính này lại rất hữu dụng đối với hắn, lúc trước hiên nhất tiền bối từng nói, muốn cường hóa âm dương đạo tắc, tăng lên thực lực của Sích Kỳ và Bạch Tô, thôn vệ thần tính đạo tắc là phương pháp nhanh nhất, cũng là hiệu quả nhất. Tần Phong cũng không khách sáo, lập tức nói, thứ này đối với ta rất hữu dụng, đa tạ đại nhân ban tặng. Ừm, lần sau nhớ dâng cống phẩm đúng hạn. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta, Tần Phong cam đoan. Ngay lúc này, đầu bên kia thông đạo không gian chuyển đến một giọng nói yêu kiều, Tần Phong đệ đệ, đã mở thông đạo rồi, không bằng tiện thể cho tỷ hai vò tiên nhân túy. Hương vị của thứ đó, thật sự là khiến tỷ tỷ lưu luyến mãi không quên. Giọng nói này là mạnh xương. Tần Phong vui mừng nói, vậy mạnh tỷ tỷ vẫn dùng minh tinh để trao đổi với ta chứ? Tác dụng của minh tinh đối với bách quỷ đạo giả có thể nói là vô giá, điểm này từ chỗ đặng mặc tư chính có thể nhìn ra. Bảo vật loại này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng mạnh sương ở đầu bên kia lại nói minh tinh loại vật này cho dù là ta cũng không có bao nhiêu hơn nữa với quan hệ của chúng ta nói những lời này chẳng phải là có chút xa lạ sao hả mạnh tỷ tỷ vừa rồi tỷ nói gì vậy thông đạo không gian này hình như sắp không duy trì nổi nữa rồi tần phong vừa nói vừa ra sức nháy mắt với bạch tô tiểu gia hỏa phản ứng lại trồi non trên đỉnh đầu phát ra một trận lục quang thông đạo trong nháy mắt biến mất còn muốn ăn không của ta tần phong nhướng mày người thông minh như hắn sao có thể chịu thiệt như vậy ở một nơi khác mạnh sương thấy thông đạo biến mất đầu tiên là ngẩn người sau đó cắn răng nghiến lợi nói tên tiểu tử thối tha này chuyện được đọc bởi kênh haleji audio ba ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt trong sân tần phủ tần phong nhẹ nhàng thở ra một hơi mở mắt quỷ chủ đã ban tặng cho hắn thần tính thời không đạo tắc mà đại nhãn châu tử để lại mấy ngày nay hắn cũng không lãng phí thời gian vừa tu luyện vừa để xích kỳ và bạch tô hai tiểu gia hỏa kia thôn phệ âm dương đạo tắc đã được hoàn thiện phải nói rằng thần tính thời không đạo tắc này mạnh hơn huyễn mộng đạo tắc mà dạ du thần để lại trước đó rất nhiều âm dương đạo tắc sau khi hấp thu thần tính này gần như đã lớn mạnh thêm một phần ba mà xích kỳ và bạch tô cũng được một phen non nê hình thái của hai tiểu gia hỏa cũng bắt đầu thay đổi thể hình của xích kỳ rõ ràng lớn hơn trước rất nhiều ngay cả diệt sinh lôi bao bọc xung quanh cũng giống như mãnh thú mới lộ nanh vuốt, uy áp không thể so sánh với trước. Về phần Bạch Tô, thể hình tuy không thay đổi nhiều, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu như cũ, chỉ là chồi non trên đỉnh đầu nó bắt đầu phát triển, cao hơn trước vài phân. Chắc hẳn sau khi chúng nuốt chừng hoàn toàn âm dương đạo tắc, năng lực của mỗi đứa cũng sẽ được tăng cường rất nhiều. Theo như lời hiên nhất tiền bối, có lẽ khi đó ta cũng có thể mượn lực lượng của chúng để phản bổ, xung kích cảnh giới nhị phẩm. Chỉ tiếc là, rõ ràng trong thần hải có nhiều loại đạo tắc thần tính như vậy, nhưng ta lại không thể dung hợp chúng vào bản thân. Nếu không, nếu lĩnh hội được tất cả những đạo tắc này, đừng nói là nhị phẩm, cho dù bước vào siêu thoát chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi thở dài một hơi. Tâm trạng của hắn lúc này giống như biết rõ dưới chân có một mỏ dầu khổng lồ, nhưng vì năng lực có hạn nên chỉ có thể khai thác được một lớp nông cạn. Lòng ngứa ngáy nhưng lại bất lực. Lắc đầu, hắn không tiếp tục xoắn suýt nữa mà bước nhanh về phía đại sảnh trong đại sảnh nữ quyến trong nhà đều có mặt hai nàng sắp sinh với tư cách là người từng trải nhị nương có thể nói là không rời nửa bước sợ xảy ra bất chắc nhạc mẫu giỏi xã giao thỉnh thoảng cũng đến đây đi lại hỏi han liễu kiếm ly dặn dò những điều cần chú ý về phần thương phi lan cô cô của nàng thương mộc cách đây không lâu cũng đã quay lại chỉ là không biết vì sao tần phong dường như luôn nhìn thấy một tia ưu tư trong mắt bà tất nhiên ngoài bọn họ ra còn có một người có thể nói là ngày nào cũng đến hơn nữa một khi đã ở lại là nửa ngày phụ nữ mang thai thường không có khẩu vị đây là vải thiều ta đặc biệt mang từ trong hoàng cung về hai vị tỷ tỷ không ngại thì nếm thử xem biết đâu có thể giúp các tỷ khai vị sinh tân thời tiết dần lạnh hai vị tỷ tỷ phải chú ý không được để bị lạnh hai bộ này là áo choàng mới nhất của dục tú phường ta đã dặn dò bọn họ nới rộng thêm một chút mặc vào người hẳn là vừa vặn đúng rồi đây là phương thuốc ta đã dặn ngự y điều chế, có công dụng an thai dưỡng thần, mỗi ngày sáng tối uống một lần, hiệu quả hẳn là rất tốt. Thanh Nhi, có thể phiền muội đi sắc thuốc này được không? Nhã An mặc một bộ váy dài màu nhạt, ung um dung tao nhã, mỉm cười hỏi, "Vâng, ta đi ngay." Thanh Nhi nhận lấy thuốc, vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Nàng e rằng bản thân cũng không nhận ra, nghe theo mệnh lệnh của Nhã An dường như đã trở nên hiển nhiên. Sao cô nàng này còn giống nữ chủ nhân? Trong nhà hơn cả hai vị phu nhân của ta nữa." Khóe miệng Tần Phong giật giật, không khỏi nghĩ như vậy. "Ngươi đường đường là công chúa, ba ngày hai bữa lại chạy đến nhà ta, không thích hợp lắm đâu." Nhà An nước mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ta và bá mẫu gặp nhau như đã quen biết từ lâu, lại cùng hai vị tỷ tỷ trò chuyện rất vui vẻ, đến thăm phủ đệ của bạn bè thì có gì không ổn? Hơn nữa, hai vị tỷ tỷ đang mang thai, ta đến đây cũng có thể chăm sóc một chút, tiện thể chia sẻ một chút kinh nghiệm." Kinh nghiệm Tần Phong bật cười nói như thể người rất am hiểu vậy. Nhà An nghe vậy trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Nàng đường đường là một đại cô nương hoàng hoa, làm sao có thể có kinh nghiệm mang thai? Những gì vừa nói chẳng qua cũng chỉ là hỏi thăm mẫu hậu, tham khảo ngự y mà có được chút lý thuyết nông cạn mà thôi. Đúng lúc này trên không tần phủ bỗng nhiên mây đen dày đặc, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan cũng đều che bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Đối với cảnh tượng này mọi người trong đại sảnh sớm đã không còn xa lạ nữa. Nhà An hâm mộ nói, ta nghe lão sư nói, siêu thế chi tài khi dáng thế sẽ có dị tượng trời sinh. Con của hai vị tỷ tỷ còn chưa chào đời, mà đã có thể thường xuyên gây ra dị tượng như vậy, đủ thấy thiên phú của chúng kinh người đến mức nào. Liễu kiếm ly hai người nghe vậy, trong mắt đều mang theo ý cười. Làm mẹ, tự nhiên là hy vọng con mình khác biệt. Ta ta có thể sờ thử một chút được không? Nhà An rẻ rặt hỏi. Liễu kiếm ly khẽ gật đầu, Nhã An kích động thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đặt tay lên bụng đối phương, ấm áp mềm mại. Nàng rõ ràng cảm nhận được một sinh mệnh đang nhảy lên nhịp nhàng trong đó, trong lòng không khỏi xúc động. Sự ra đời của sinh mệnh, bất luận đặt ở thời đại nào, đều là một kỳ tích vĩ đại. Huống chi nàng cũng là nữ tử, lúc này lại có cảm giác đồng cảm. Tần Phong mỉm cười định nói gì đó, bỗng nhiên nhíu mày, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời càng thêm âm u, mây đen cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ, khí áp thấp khiến người ta cảm thấy tức ngực, khó thở. Nếu như trước đây dị tượng sớm đã nên biến mất mới đúng, nhưng hôm nay lại kéo dài không dứt. Mọi người trong Phụng Thiên Thành đều cảm nhận được sự khác thường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kỳ lạ, vừa rồi còn nắng to, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Ngực ta khó chịu quá, chẳng lẽ sắp mưa to rồi sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau về thu dọn quần áo đi. Ẩm. Um tia sét như rồng xé toạc màn trời chiếu sáng cả đất trời trong nháy mắt tiếng sấm vang rội đột ngột khiến nhiều người dân kinh hãi chỉ nghĩ là lôi công nổi giận thiên uy giáng thế a à, trong đại sảnh nhã an hoảng hốt sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch chỉ vì sắc mặt liễu kiếm ly đột nhiên trở nên trắng bệch những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán không chỉ như vậy phía dưới bụng nàng cũng không hiểu sao lại xuất hiện một vũng nước ta ta chỉ là sờ thêm vài cái không ngờ lại như vậy Nhã An luống cuống nói năng lộn xộn, không có kiến thức liên quan, nàng chỉ nghĩ rằng hiện tượng này là do nàng lỗ mãng gây ra. Cùng lúc đó, Thương Phi Lan bên cạnh cũng xuất hiện phản ứng tương tự. Sao sao lại như vậy? Nhã An toàn thân run rẩy. Tiểu thư, thương cô nương, hai người không sao chứ? Lam ngưng sương lo lắng hỏi. Nhị nương và nhạc mẫu giỏi xã giao thấy vậy, lập tức phản ứng lại, là nước ối vỡ rồi, sắp sinh rồi. Ngưng sương, mau đi mời liễu A à, bà đến đây. A, à. vâng vâng. Lam Ngưng Sương vội vàng đáp. Thương Mộc bên cạnh nghe vậy, nhíu mày, tốc độ của muội quá chậm, ta đưa muội đi. Nói xong cũng không đợi Lam Ngưng Sương phản ứng, liền nắm lấy nàng, hóa thành một đạo hồng quang, bay vút lên trời. Đại ca, huynh xem kìa. Tần An đứng ngoài đại sảnh, ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời phụng thiên thành rộng lớn, lôi long ngầm rú, biển sét sôi trào. Bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống, mục tiêu chính là tần phủ. Nhị nương thấy vậy, không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Tần An nhíu mày, mắt nhanh tay lẹ, một đao chém lên trời. Lôi Long Dương nhanh múa vuốt, chỉ trong nháy mắt đã tan biến như khói. Tuy nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu, càng nhiều lôi long ngưng tụ trên bầu trời tần phủ, như hổ rình mồi. Thế này, so với thiên địa bá quyền ấn chứng cũng không hề kém cạnh. Hai tiểu gia hỏa sắp trao đời sao? Vậy mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bên cửu khúc hà, chấn thần ti ngự thấp giọng lẩm bẩm. Trên đỉnh đăng thiên lâu, hạo văn viện, thẩm lê nhìn biển xét mênh mông trên mặt lộ vẻ lo lắng còn chưa chào đời mà đã có thể dẫn động thiên uy như vậy tôn kỳ bên cạnh nói có nên ra tay giúp tiểu sư đệ ngăn cản thiên kiếp này không những người khác nghe vậy tuy không nói gì thêm nhưng nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ rõ ràng là đồng ý với đề nghị này tuy nhiên thiên giám quốc sư lại lắc đầu ngăn cản suy nghĩ của mọi người cơn thiên kiếp này cứ để tần phong tự mình gánh vác là được rồi hắn cũng sẽ không hy vọng người khác tùy tiện nhúng tay vào vì sao Hứa Lạc Hiền khó hiểu hỏi. Tôn Kỳ trầm ngâm, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đợi khi nào tam sư đệ làm cha, sẽ hiểu được đạo lý trong đó. Làm cha, thiên kiếp của con mình, tự nhiên phải tự mình gánh vác. Biển xét không ngừng ngưng tụ, bầu trời càng thêm u ám. Trong tầng mây u ám kia, dường như còn có hung thú nào đó đang rình rập. Tần An liên tục chém tan những tia xét đánh xuống, nhưng đối với những lôi long đang lơ lửng trên cao kia mà nói, chẳng qua chỉ là mối bỏ bể. Thương Mộc cùng Lam Ngưng Sương đã đi và về. Liễu A à, bà tuổi đã cao, mái tóc hoa dâm rối bời, trên mặt là vẻ sợ hãi. Nếu không phải đã từng trải qua nhiều sóng gió, với tốc độ như vậy, một bà lão bình thường thật sự chưa chắc đã chịu đựng nổi. Sau khi đáp xuống đất, Liễu A à, bà vỗ vỗ ngực, xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ. Bà ngừng đầu nhìn biển xét, những nếp nhăn trên mặt đều nhăn lại với nhau. Nhưng bà cũng không lãng phí thời gian, mà vội vàng bước vào đại sảnh, xác nhận tình hình hiện tại của liễu kiếm ly và thương phi lan sau đó liền hạ lệnh không thể di chuyển vị trí được nữa sinh ngay tại đây ai đi lấy hai bộ chăn bông đến đây trải lên bàn đỡ hai người bọn họ lên nằm ngửa mặt lên trời ngưng xương con lại đây giúp ta một tay tất cả nam nhân rời khỏi đại sảnh đóng cửa sổ lại đừng để động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng thêm nến thắp sáng đại sảnh lên mọi người nhận lệnh bắt đầu bận rộn nhạc mẫu đại nhân lo lắng hỏi liễu a bà ta cần phải làm gì liễu a à, bà liếc nhìn không chút do dự phu nhân người cứ yên lặng ở một bên là được đừng có mà giúp đỡ ngược lại liễu kiếm ly và thương phi lan sắc mặt trắng bệch khí cơ trong cơ thể bọn họ bị thai nhi trong bụng điên cuồng hấp thu lúc này vô cùng suy yếu mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra mà cơn đau đớn do sinh nở mang đến khiến cho hai người vốn kiên cường vô cùng thân thể không ngừng run rẩy nhạc mẫu giỏi xã giao và thương mộc thấy vậy nắm chặt tay hai người trên mặt đều là vẻ đau lòng hít sâu, hít sâu. Liễu A bà vừa đỡ đẻ, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Cơ thể già nua, nhưng đôi tay lại vô cùng vững vàng. Bầu không khí trong đại sảnh vô cùng căng thẳng, bên ngoài đại sảnh cũng không mấy lạc quan. Theo quá trình sinh nở, uy thế của thiên uy càng lớn, vô số lôi long bay lượn trên bầu trời tần phủ, dường như đang lựa chọn thời cơ, giáng xuống một đòn chí mạng. Chỉ phòng thủ một cách bị động sẽ rơi vào thế bất lợi. Tần An cắn răng, định xông lên trời, lại bị một người giữ vai lại quay đầu nhìn lại, thì ra là Tần Phong. Đại ca, giao Tần phủ cho đệ, có vấn đề gì không? Tần Phong nghiêm túc hỏi. Tần An nghe vậy, thần sắc kiên định, đại ca yên tâm, chỉ cần có đệ ở đây, tuyệt đối sẽ không để Tần phủ bị tổn hại. Tốt. Lôi Đình chính khí hội tụ vào lòng bàn chân, Tần Phong trong nháy mắt bay lên trời, lao về phía không trung. Xung quanh, Lôi Long ngầm rú dữ tợn, bao vây hắn từ bốn phương tám hướng. Tần Phong liếc mắt nhìn xung quanh, còn có biển xét đang không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu sắc mặt âm trầm ầm um. lại một tia xét sẽ toạc bầu trời người dân phụng thiên thành đang hoang mang lo lắng bỗng nhiên phát hiện dưới tầng mây đen kịt kia có một bóng người đang lơ lửng nhìn kỹ một chút một người kinh ngạc kêu lên mọi người mau nhìn là tần sư ta đã cảm thấy sự thay đổi thời tiết này rất kỳ lạ chẳng lẽ là tần sư lại muốn độ kiếp bước vào cảnh giới cao hơn không thể nào nửa năm trước trận chiến trấn linh quan Tần sư mới bước vào tam phẩm, nhanh như vậy đã muốn thăng cấp nhị phẩm rồi sao? Uy thế nam vực trúc long dáng thế, khiến đất trời rung chuyển, trận chiến chấn linh quan thảm khốc kia tự nhiên là khiến người người đều biết. Mặc dù chuyện Tần Phong tiêu diệt trúc long đã bị che giấu, nhưng chuyện bước vào tam phẩm, lại có rất nhiều người biết. Tần sư kinh tài diễm diễm, nửa năm tăng lên một đại cảnh giới, có gì kỳ lạ? Người thường, ai có thể ở tứ phẩm dẫn động thiên kiếp dáng lâm? Cũng có lý. Mọi người còn đang suy đoán tần phong nhìn biển xét vô tận thản nhiên nói hôm nay ta đứng ngay tại đây ta xem ai dám đánh xuống lấy sức mạnh của phàm nhân khiêu khích thiên uy người dân nghe vậy chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào ai ngờ lời vừa dứt vô số lôi long xung quanh liền lao về phía tần phong quả thực là không nề mặt chút nào tiếng sấm vang dội khí lãng đáng sợ quét qua tứ phương nơi lôi đình hội tụ tử quang trói mắt bùng nổ che khuất tầm nhìn đại ca tần an lo lắng gọi tiếp đó chỉ thấy một mảng bạch quang sáng lên, lôi đình hội tụ kia hoàn toàn vỡ vụn. Tần Phong tu luyện chính là lôi đình chính khí, chút uy lực lôi đình này đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Chỉ là nói lời hung ác, lại bị thiên uy đánh cho bẽ mặt, khiến hắn có chút mất mặt. Lôi long lại ngưng tụ, như hổ rình mồi. Tần Phong vận khí đan điền, lời nói giống như lúc trước, lại nói ra một lần nữa. Mà lần này, lôi đình đầy trời giống như dã thú bị mãnh thú chấn động, không dám lộ ra chút nanh vuốt nào nữa người dân phụng thiên thành còn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy một người đứng giữa không trung đối mặt với thiên uy vô tận lại vững như bàn thạch biển xét mênh mông vậy mà bị một người chấn động đến mức không dám đánh xuống một tia nào đây là cảnh tượng chấn động lòng người đến mức nào tất nhiên lôi đình đầy trời tự nhiên không phải bị tần phong chấn động mà là bị xích kỳ đang nhe nanh múa vuốt bên cạnh hắn dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích thượng cổ diệt sinh lôi có thể nói là chúa tể của vạn lôi giống như trăm thú nhìn thấy mãnh hổ phải thu liễm uy thế, lôi đình nhìn thấy diệt sinh lôi cũng như vậy. Tần Phong chẳng qua chỉ là mượn oai hùng mà thôi. Đại ca, thật là lợi hại. Nhị đệ không biết sự thật, phát ra lời cảm thán bội phục. Đúng lúc này, hai đạo kim quang từ trong đại sảnh bắn lên trời. Không lâu sau, tiếng khóc oa oa đầy mạnh mẽ của trẻ sơ sinh liền truyền ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứa bé chào đời rồi nghe tiếng khóc oe oe, Tần Phong xoay người nhìn về phía đại sảnh. Niềm vui và sự phấn khích dâng trào trong lòng. Là một người cha, hắn đương nhiên muốn được tự tay bế con mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã quay trở lại bên ngoài đại sảnh. Xích Kỳ cảm nhận được tâm trạng của Tần Phong, thân hình bỗng chốc to lớn như ngọn núi. Nó ngẩng đầu gầm lên với biển lôi, diệt sinh lôi màu đỏ như cột chống trời, bao trùm toàn bộ Tần phủ. Biển lôi hung dữ kia lại bị chấn nhiếp đến mức không dám nhúc nhích chỉ là theo sự ra đời của đứa trẻ hai luồng kim quang kia sông thẳng lên mây xanh nơi sâu nhất của đám mây đen dường như có thứ gì đó bị đánh thức thiên địa bát hoang cử tiêu phía trên rất nhiều tồn tại bị đánh thức đều bị thu hút đồng loạt hướng về phụng thiên thành tụ tập cửa đại sảnh mở ra tần phong vội vàng bước vào trong liễu a à bà lau mồ hôi trên trán mỉm cười nói chúc mừng là một trai một gái ta biết rồi tần phong cảm kích nói vất vả cho a à bà rồi hắn liếc mắt nhìn vào giữa đại sảnh hai vị phu nhân vẫn đang nằm trên bàn sắc mặt trắng bệch mỗi người bế đứa con của mình nở nụ cười hạnh phúc lạ thay khi hai đứa trẻ được bế trên tay chúng liền nín khóc tay nhỏ vung vẩy miệng nhỏ hé mở đôi mắt to tròn linh động tần phong chậm rãi tiến lại gần hắn dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình bùm bùm tướng công liễu kiếm ly và thương phi lan đồng thanh lên tiếng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của hai vị phu nhân hốc mắt tần phong không khỏi đỏ hoe đau lòng vô cùng nỗi đau sinh nở tuy hắn không thể cảm nhận được nhưng cũng hiểu được sự khó khăn trong đó huống chi là ở thời cổ đại kỹ thuật y học còn chưa phát triển cho dù hai vị phu nhân không phải người thường thì đó cũng là một việc vô cùng đau đớn hắn không nói gì thêm chỉ tiến lại gần nắm chặt lấy tay các nàng để bày tỏ tâm trạng lúc này ngàn lời yêu thương chỉ gói gọn trong hành động tướng công bế con đi Liễu Kiếm Ly khẽ mấp máy môi, Thương Phi Lan bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Tần Phong gật đầu, sau đó nhìn hai đứa trẻ. Liễu Kiếm Ly sinh hạ một bé trai, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bụ bẫm, làn da trắng nõn như ngọc. Cậu bé chia tay về phía Tần Phong, miệng mấp máy, dường như đang gọi hắn bế. Thương Phi Lan sinh hạ một bé gái, đôi đồng tử màu xanh lam xinh đẹp giống hệt mẹ, làn da trắng hồng, hai bên. Má là những chiếc vảy bạc nhỏ xíu lấp lánh, bên trán còn có chiếc sừng rồng nhỏ như đầu ngón tay út. Nàng bé như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, vô cùng đáng yêu. Tần Phong bế mỗi tay một đứa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hóa ra cảm giác làm cha là như thế này, vui mừng, xúc động, đồng thời cũng có một loại trách nhiệm nảy sinh. Hắn cẩn thận bế hai đứa trẻ trong lòng, như đang bảo vệ báu vật quý giá nhất thế gian. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đặc biệt là Nhã An và Lam Ngưng Sương, trong mắt còn toát lên vẻ ngưỡng mộ và khao khát. À hai đứa trẻ nhỏ kêu lên, vung vẩy tay nhỏ về phía bầu trời đám mây đen bị xé toạc một góc ánh sáng vàng trói mắt chiếu xuống từng đóa sen nở rộ từ không trung ánh sáng vàng kia phớt lờ biển lôi dưới ánh mắt tò mò của xích kỳ dưới ánh mắt kinh ngạc của bách tính phụng thiên thành dọi thẳng vào đại sảnh tần phủ sinh mệnh lực dồi dào khí tức thần tức tinh khiết trấn thần ti ngự nhướng mày đúng là mầm mống tốt thiên địa ban phúc trên đỉnh hạo văn viện đăng thiên lâu thiên giám quốc sư vuốt dâu mỉm cười được trời cao ban phúc sinh ra đã khác biệt khí cơ quanh người hai đứa trẻ lúc này bắt đầu tăng lên từng chút một trong đại sảnh khí cơ cuồn cuộn tạo thành cuồng phong thổi ngọn đến lúc sáng lúc tối cậu bé liếc nhìn hộp kiếm lam ngưng sương đặt bên cột bàn tay nhỏ bé nắm chặt rồi bung ra hộp kiếm kia liền tự động mở ra hai thanh thần kiếm đồng thời bay ra xoay quanh đỉnh đầu cậu bé tiếng cười như chuông bạc vang lên từ miệng cậu bé phong nhi đây là nhị nương chứng kiến cảnh tượng này kinh ngạc không thôi Lam Ngưng Sương bên cạnh cũng trợn tròn mắt, nàng không thể tin nổi nói, tiểu thư lúc nhỏ cũng từng khiến cho kiếm khí trong phủ cộng hưởng, đó là Thiên Sinh Kiếm Tâm, Thiên Phú Kiếm Đạo vô thượng. Nhưng nhìn tiểu thiếu gia này, Thiên Phú dường như còn kinh người hơn cả tiểu thư. Vừa sinh ra đã có thể dẫn động hai thanh thần kiếm, quả nhiên là Thiên Phú dị bẩm. Tần Phong vừa tự hào vừa nói đùa, xem ra tiểu tử này định sẵn là một võ phu rồi, vậy thì một thân bản lĩnh người đọc sách của ta chỉ có thể dạy cho á à à thôi, á. À. Mọi người trong đại sảnh đều khó hiểu, là tiểu danh ta vừa đặt cho con bé, dễ nhớ, dễ nuôi. Tần Phong liếc mắt nhìn con gái, đắc ý nói. Kết quả lại lập tức vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. "Phong nhi, cái này e là không ổn lắm." Nhị nương Ôn Tồn nói. "Cô ra vẫn nên đổi tên khác đi." Lam Ngưng Xương cũng lộ vẻ mặt khó xử. "Ta không đồng ý." Thương Mộc Kiên quyết nói. "Ngươi không đồng ý thì có ích gì, chỉ cần ta và phu nhân cùng tiểu tử này thích là được rồi." nàng nói xem có đúng không phu nhân tần phong nghiêng đầu nhìn sang thương phi lan không nói gì chỉ quay mặt đi rõ ràng là nàng cũng không hài lòng với cái tên này a à, lúc này bé gái lại kêu lên một tiếng tần phong cười nói nhìn xem con bé rất thích còn nhắc lại một lần nữa kìa vừa dứt lời bụng bé gái bỗng lóe lên kim quang chỉ trong nháy mắt một tia sét cỡ ngón tay cái xuất hiện từ hư không đánh xuống trước mũi chân tần phong trên nền gạch lập tức xuất hiện một mảng đen kịt đây là cách bé gái dùng để phản đối cái tên này cả sảnh đường nhất thời im lặng như tờ thương mộc trợn tròn đôi mắt màu lam kim quang kia đương nhiên là long châu đặc trưng của thương long nhất mạch còn tia sét này vừa sinh ra đã có năng lực triệu hồi sấm sét ai có thể tưởng tượng được sau này nàng có thể đạt đến thành tựu gì tần phong há hốc mồm sau đó sử dụng xong đồng dị năng nhìn vào hai đứa trẻ khí tức trong cơ thể hai đứa nhỏ đâu giống như trẻ sơ sinh vừa chào đời trái lại giống như cao thủ tu luyện đã lâu nếu so sánh với tu vi của nhân tộc e rằng khí cơ của hai đứa nhỏ có thể sánh ngang với võ phu lục phẩm sinh ra đã là lục phẩm tần phong kinh ngạc thốt lên mọi người nghe vậy đều vô cùng chấn động hai đứa nhỏ vừa sinh ra đã lợi hại như vậy khiến ta người làm cha này áp lực rất lớn quan trọng nhất là chúng còn nhỏ tuổi căn bản không biết cách khống chế lực lượng của bản thân người thường làm sao chăm sóc được chúng tần phong suy tư ẩm đúng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài đại sảnh mọi người lần theo tiếng động nhìn ra chỉ thấy một con kỳ lân màu đỏ đâm sập tường vây tần phủ lôi hồ quanh người dần dần mở nhạt xích kỳ liếc nhìn tần phong sau đó kêu lên một tiếng thân hình tan biến lực lượng của nó đã bị tồn tại đáng sợ kia đánh tan đương nhiên chỉ có thể quay trở lại thần hải của tần phong nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn lên bầu trời một bàn tay khổng lồ đầy đá bề mặt bao phủ hắc khí không gian dưới hắc khí kia cũng trở nên vạn vẹo nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha